Đối phó với Ngưu Lâm Quảng, trong lòng Hạ Tưởng ít nhiều đã có tính toán, nhưng đối với Trương Quốc Vĩ, quả thật khiến hắn hơi nhức đầu, bởi vì Trương Quốc Vĩ là một trong những cao thủ quan trường lươn lẹo nhất mà hắn từng gặp qua. Tất cả những việc mờ ám đều có bóng dáng Trương Quốc Vĩ, hơn nữa nói thật ra, e là Trương Quốc Vĩ còn mong muốn đuổi hắn đi, mong hắn thất bại thảm hại hơn cả Ngưu Lâm Quảng, nhưng một loạt sự việc qua đi, Ngưu Lâm Quảng lúc này đã trở thành bia ngắm lớn nhất, ngược lại Trương Quốc Vĩ vẫn như không có việc gì, dường như tất cả sự việc đều không liên quan đến y. Trương Quốc Vĩ dường như không dính líu đến phụ nữ, về mặt kinh tế cũng không có bất cứ sơ hở gì, tuy rằng y ở Tần Đường tạo dựng thế lực đáng lo ngại, nhưng là chuyện bình thường trong quan trường, có là chuyện bí mật của bí mật không, cũng không ai có thể nói hắn điều gì. Miễn là tác phong đời sống của y vững vàng, kinh tế trong sạch, lại có mánh khóe, làm việc cẩn thận, ai có thể làm gì được hắn nào. Bởi vậy, mặc dù thế lực của Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường thâm căn cố đế, tỉnh ủy vẫn luôn chế ngự ông ta ở thành phố Tần Đường, không đề bạt làm bí thư thành ủy, cũng không dễ dàng điều chuyển y đến nơi khác, chỉ sợ cũng là do có chút lo ngại. Thật đúng là một lão cáo già giảo hoạt. Đang lúc suy nghĩ về Trương Quốc Vĩ, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng của Từ Tử Kỳ. Thị trưởng Trương đến rồi, mời chờ một chút. Hạ Tưởng không đợi Từ Tử Kỳ vào thông báo, liền hô một tiếng. Quốc Vĩ đã tới, mời vào. Trương Quốc Vĩ liền đẩy cửa tiến vào, Hạ Tưởng hơi gật đầu với y rồi nói một tiếng. Ngồi. Trương Quốc Vĩ ngồi ở ghế dưới, trạng thái tinh thần có vẻ không tệ, nhìn không ra việc Thôi Hướng Chết có bất cứ ảnh hưởng không tốt nào tới y, quả nhiên là một kẻ giỏi che giấu. Bí thư Hạ, có việc cần báo cáo với anh một chút. Thái độ Trương Quốc Vĩ rất nghiêm túc. Hiện tại không ít nhà đầu tư bên ngoài đều phản ánh trật tự trị an ở Tần Đường hơi kém, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa rồi nghiêm túc nghiên cứu, rồi lại cùng Cục Công an thành phố làm công tác điều tra, thành phố Tần Đường quả thật còn tồn tại rất nhiều thiếu sót trên phương diện quản lý trị an, bởi vậy phía chính phủ quyết định triển khai hoạt động nghiêm chỉnh chấn chỉnh lại môi trường trị an trong phạm vi nhỏ toàn thành phố, nghiêm khắc làm liên tục trong nửa tháng hẳn là sẽ thu được hiệu quả như mong đợi. Trương Quốc Vĩ là đắn đo suy xét tình thế. Đề xuất vấn đề nghiêm chỉnh chấn chỉnh sớm một bước, y là muốn vạch rõ ranh giới với Ngưu Lâm Quảng, hay là muốn biến từ bị động thành chủ động, từ đó nắm giữ quyền chủ động. Bất kể là kiểu gì, Hạ Tưởng đều rất khâm phục Trương Quốc Vĩ, người này quả nhiên khôn khéo hơn người, giỏi nắm bắt thời cơ. Chẳng trách y luôn đứng ở thế bất bại, hóa ra y quả thật cũng có chút bản lãnh thật sự. Trên nguyên tắc, tôi đồng ý. Hạ Tưởng mặc kệ Trương Quốc Vĩ xuất phát từ mục đích gì. Chỉ cần việc đó có lợi cho Tần Đường, hắn phải ủng hộ. Hành động cụ thể, anh và đồng chí Đắc Ích phối hợp với nhau một chút. Trương Quốc Vĩ liền đứng lên. Vậy tôi đi trước. Hạ Tưởng chần chừ một lát, lại gọi hắn lại. Vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với anh, đồng chí Đắc Ích phản ánh bộ máy Cục Công an thành phố không phối hợp nhau lắm, luôn có tiếng bất hòa, vì muốn có những bước đi thống nhất, nên tôi định điều chỉnh lại bộ máy lãnh đạo của Cục Công an thành phố, Quốc Vĩ. Anh có ý kiến gì cụ thể nào không? Hạ Tưởng cho rằng Trương Quốc Vĩ chắc chắn sẽ phản đối, không ngờ Trương Quốc Vĩ chỉ hơi hơi sửng sốt, sau đó liền nói vô cùng rõ ràng. Vậy cứ theo chỉ thị sáng suốt của Bí Thư Hạ mà làm. Trương Quốc Vĩ đi rồi, Từ Tử Kỳ vào thu dọn chén trà, cười nói một câu. Thị trưởng Trương thực không đơn giản, điềm tĩnh đến khác thường. Hạ Tưởng không nói gì, Trương Quốc Vĩ hành động điềm tĩnh hơn cả dự kiến của hắn. Chẳng lẽ, Trương Quốc Vĩ đã nghĩ xong đường lui rồi, hoặc là y thật sự thừa nhận thất bại, không muốn quấy nhiễu sau lưng nữa? Mặc kệ Trương Quốc Vĩ là có tâm tư hoặc động cơ gì, Hạ Tưởng biết rằng, hắn không thể có chút lơ là. Ngày hôm sau, sau khi Lương Thu Duệ và Nhâm Hải Phong nói chuyện, rồi lại họp nghiên cứu hội ý bí thư, chính thức đưa ra hai đề nghị. Thứ nhất là phương án điều chỉnh nhân sự Cục Công an thành phố. Thứ hai là chứng thực đồng chí Từ Tử Kỳ chính thức được hưởng chế độ đãi ngộ cấp cục trưởng. Hai đề nghị này đã được hội ý bí thư nhất trí thông qua, bất kể là đề nghị nào, Trương Quốc Vĩ đều không có ý kiến phản đối. Cho dù là Phạm Tiến cũng tốt, Nhậm Hải Phong cũng vậy, khiến cho mọi người trong lòng đều nghĩ thị trưởng Trương hiện giờ thật sự chịu ở dưới quyền của bí thư Hạ, hoàn toàn ảm đạm thất thế rồi. Có điều cũng có người hiểu rõ con người của thị trưởng Trương, y không phải là một người dễ dàng chịu thua. Huống chi Thôi Hướng bất ngờ chết, liền chứng minh cuộc đấu chính trị của tầng trên vẫn còn chưa phân thắng bại, hơn nữa còn chấn động kinh người. Nếu Thôi Hướng bị cách chức,
thậm chí bị chuyển giao cho cơ quan tư pháp, từ đó thị trưởng Trương thu tay lại còn nói được, nhưng Thôi Hướng vừa chết, hẳn là càng kích thích trái tim tranh mạnh háo thắng của thị trưởng Trương mới đúng. Hiện giờ y có thái độ khác thường chỉ có thể nói rõ một điểm, thị trưởng Trương bắt đầu chôn mình rồi. Hạ Tưởng cũng sẽ không vì Trương Quốc Vĩ khiêm tốn, khiêm nhượng mà bị mê muội, hắn biết rõ một điều là, Thôi Hướng chết là mồi lửa, mặc kệ Trương Quốc Vĩ là xuất phát từ lợi ích bản thân, hay là hậu đài bày mưu đặt kế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cuộc vật lộn cuối cùng. Thôi Hướng chết cũng đã chết rồi, cũng là hành động bất đắc dĩ, chắc chắn có người phải nén giận trong lòng, muốn tìm người phát tiết. Tần Đường đã bày ra cơ hội tốt như vậy mà không lợi dụng, không phải là thất sách sao? Cơ hội này ở Tần Đường quả thật quá tốt, Trương Quốc Vĩ thực lực thâm căn cố đế, Ngưu Lâm Quảng thế lực rắc rối khó gỡ, đều có thể trực tiếp lấy đó làm cơ sở tốt dựng chuyện, có thể nào lãng phí bỏ qua. Hạ Tưởng cũng hiểu được, giống như Cổ Thu Thật đã nhắc nhở hắn, con đường ở Tần Đường còn cần hắn bước đi thêm vững chắc hơn. Trước mắt hai bên tạm thời ngừng đánh nhau, kế tiếp, hắn sẽ trực tiếp đối mặt với sự kết hợp tấn công của Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng. Duy có một điểm, Hạ Tưởng còn chưa rõ nước cờ của Trương Quốc Vĩ, sẽ phải bắt tay từ chỗ nào. Sau đó, việc điều chỉnh nhân sự được trình lên hội nghị thường vụ, sau khi thảo luận đã nhất trí thông qua nghị quyết, mấy vị phó cục trưởng cục công an thành phố hoặc là điều chỉnh, hoặc rút ra, Lịch Phi thuận lợi được điều từ Thiên Trạch đến Tần Đường, đảm nhiệm chức phó cục trưởng thường trực, cùng lúc lại bố trí cho một gã mà Hoàng Đắc Ích tin dùng được làm phó cục trưởng. Đến lúc này, tuy cục công an thành phố còn có hai vị phó cục trưởng khác là thân tín của Trương Quốc Vĩ, nhưng đã không thể trở thành hạn chế hữu hiệu đối với Hoàng Đắc Ích nữa rồi. Đồng thời, hội nghị thường vụ cũng thông qua đề nghị từ Tử Kỳ được hưởng đãi ngộ cấp cục trưởng. Đến lúc này, địa vị của Bí Thư Hạ ở Tần Đường hoàn toàn nắm được đại cục rồi. Dường như tất cả đều quá mức thuận lợi, người không rõ chuyện còn âm thầm mừng hộ cho Bí Thư Hạ, cuối cùng Tần Đường khôi phục lại mảnh trời xanh rồi. Nhưng người nào có chút tư duy chính trị lại không khỏi lo lắng trong lòng, Trương Quốc Vĩ càng khiêm tốn, càng nhường nhịn là biểu hiện sự phản kích của hắn lại càng mạnh mẽ, mãnh liệt. Bởi vì hai bí thư đương nhiệm của hai nhiệm kỳ trước cũng có một khoảng thời gian căng thẳng, Trương Quốc Vĩ dường như hoàn toàn thừa nhận thất bại. Sau này, Trương Quốc Vĩ bất thình lình bắt tay vào phản kích, kiên quyết mà quả nhiên đã gỡ lại đại cục, hơn nữa giành được thắng lợi mang tính quyết định, hay là lần này thị trưởng Trương lại muốn diễn lại trò cũ. 5 ngày sau, việc điều chỉnh nhân sự ở Cục Công an thành phố hoàn thành bàn giao, Lịch Phi nhanh chóng đến nhậm chức. 1 tuần sau, Thang Đại Thiếu bị Viện Kiểm sát chính thức ra lệnh bắt giam, với tội danh cố ý gây thương tích. 1 ngày sau ở bệnh viện, sau hơn 10 mấy ngày hôn mê, ông chủ của Lê Hoa Hồng là Thâm Hải tỉnh lại, ngày hôm tỉnh lại liền bị người ta hạ độc giết chết. Ngay lập tức, Lịch Phi cùng Hoàng Đắc Ích tự mình đi tới bệnh viện trực tiếp điều tra Thâm Hải. Một đòn phủ đầu rất trực tiếp có uy lực. Đổi lại có một việc, Lã Chấn Dương và Trương Thần Phương sau khi mất tích một thời gian khá lâu lại xuất hiện trở lại. Hướng Gia Cát hống hách lên án hành vi phạm tội của Nga Ni Trần, và nói ra chỗ ẩn náu của Nga Ni Trần. Chấm, thành phố Tần Đường, đao ra khỏi vỏ, cùng được lên tên. Chương 1241, khéo léo trên tỉnh, đại náo Tần Đường. Ngay trong lúc Hạ Tưởng tổng hợp lại một loạt sự việc gần đây phát sinh theo một mạch suy nghĩ, thì bên trong tòa nhà thành ủy lại lặng lẽ lưu truyền một lời đồn, nói là Phạm Tiến đã bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh lập án điều tra. Phạm Tiến là kẻ khả nghi có liên quan đến quá trình đề bạt và chọn lựa bổ nhiệm cán bộ, nhận hối lộ đánh cược, số tiền liên quan tới vụ án cao tới hơn 50 triệu tệ, trước giờ đã đề bạt hơn 30 người thân tín, bao gồm vài nhân vật số 1 quận, huyện. Hạng trang múa kiếm. Ý ở phái công, câu thành ngữ cổ chỉ mục đích trong hành động và lời nói đều hướng về ý đồ khác. Hạ Tưởng nhạy bén lập tức ngửi được tin tức khác thường, từ hai mặt trái phải, Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng ra tay cùng lúc. Quả nhiên, ngoài mặt lời đồn đại là chỉ Phạm Tiến, nhưng thư tố cáo bay đến tỉnh ủy, tố cáo rõ ràng Phạm Tiến dùng người không khách quan, trong lần điều chỉnh nhân sự vừa diễn ra ở Tần Đường, không e dè mà đề bạt thân tín, phá hoại kỷ luật kỷ cương đảng của nhà nước. Cả gan làm loạn. Trên thực tế, ở cuối thư tố cáo còn ghi chú rõ Phạm Tiến là bị người ở phía sau sai khiến, người này giật dây, ý đồ biến Tần Đường thành thành phố của một người. Nhân vật phía sau Phạm Tiến, hiển nhiên là ám chỉ Hạ Tưởng. Thì ra Trương Quốc Vĩ lại một lần nữa lấy vấn đề đề bạt bổ nhiệm để dựng chuyện, có bí thư thành ủy nào sau khi đến nhậm chức lại không cất nhắc người của chính mình.
không đề bạt người mình thân cận, thì có thể được một thanh danh tốt, nhưng trong công tác lại không triển khai được. Không lập ra thành tích, chỉ có mỗi cái thanh danh thì có tác dụng gì. Hơn nữa chỉ có mỗi thanh danh tốt, không tạo mối quan hệ tốt với cấp trên, ngược lại còn làm cấp trên cho rằng bạn là kẻ mua danh trục lợi. Trên thực tế, trong việc Hạ Tưởng đề bạt bổ nhiệm và điều chỉnh nhân sự lẫn các vấn đề lớn khác, không thể nói là làm được đến 100% công bằng không thiên vị, trên thế giới cũng không có 100% công bằng, nhưng ít nhất hắn cũng không thẹn với lương tâm, không hoàn toàn đề bạt thân tín của chính mình, hơn nữa nói thật, hắn ở Tần Đường cũng không có suy nghĩ bố trí thân tín. Nghìn gốc đào ở Huyền Đô Quan, Lưu Lang đi rồi mới được chồng câu thơ cổ có ý khinh thị, sau khi Lưu Lang rời đi, những kẻ giàu có tranh thủ thời cơ ngoi lên chức cao, đợi đến lúc hắn đi khỏi đây, bí thư của nhiệm kỳ sau sẽ vẫn điều chỉnh lại nhân sự, hắn lại nhận thức được mình có khả năng không làm đủ một nhiệm kỳ ở Tần Đường, uổng công làm gì. Ngay cả như vậy, Trương Quốc Vĩ trực tiếp xuất kích, lại lấy vấn đề nhân sự ra nói cũng khiến Hạ Tưởng phải nén giận. Cũng phải, vấn đề nhân sự cũng là điểm yếu lớn nhất của Trương Quốc Vĩ. Y ở Tần Đường trước sau đã kinh doanh mười mấy năm mới tạo được một chút thành quả, sau khi Hạ Tưởng nhậm chức được nửa năm đã làm cho bố cục của y bị phân tán loạn, lộn xộn, y có thể không tức giận mới là lạ. Nhưng Hạ Tưởng không cho rằng kế sách của Trương Quốc Vĩ có hiệu quả, việc tỉnh ủy bổ nhiệm hắn đến Tần Đường đảm nhiệm chức bí thư, chính là để hắn chủ trì đại cục ở đây, bí thư không nắm việc nhân sự thì còn là quyền uy của nhân vật số một không. Không ngờ làm Hạ Tưởng không dự tính đến được là, tỉnh ủy vào lúc ấy lại đặc biệt mở họp hội ý nghiên cứu bí thư. Tại cuộc họp, Phạm Duệ Hằng đã nêu ra, ban tổ chức trung ương luôn nhấn mạnh trong việc đề bạt cán bộ phải nghiêm khắc tuân theo đường lối chính sách của đảng mà chọn lựa cán bộ cho bộ, phải kiên quyết ngăn chặn việc chạy chức, mua quan bán quan, v.v. và hiện tượng bất chính, hủ bại đang nổi lên, ngăn chặn phát sinh, bệnh đề bạt của các cán bộ. Các thành viên tham dự hội ý đều nhất trí đồng ý ý kiến của Bí thư Phạm, và do trưởng ban tổ chức cán bộ Vương Bằng Phi đề nghị, mời dự họp hội nghị công tác trưởng ban tổ chức toàn tỉnh, lại nhấn mạnh tính công bằng và nghiêm túc trong vấn đề đề bạt cán bộ. Sau đó, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gửi công văn đi, quyết định triệu mở hội nghị trưởng ban tổ chức cán bộ toàn tỉnh, yêu cầu các trưởng ban tổ chức cán bộ các thành ủy đích thân tham dự. Hành động của tỉnh ủy khiến không ít người chấn động. Không rõ hành động này rốt cục là nhằm vào Hạ Tưởng, hay là nhằm vào Phạm Tiến. Nhằm vào Phạm Tiến dường như còn không đủ tư cách, nhằm vào Hạ Tưởng, chẳng lẽ nói Hạ Tưởng ở tỉnh ủy đã thất thế. Sau đó, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Vương Bằng Phi. Bí thư Hạ, về hội nghị trưởng ban tổ chức cán bộ, Bí thư Phạm luôn nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại, thái độ ông ấy rất kiên quyết. Vương Bằng Phi thông báo việc này cho Hạ Tưởng. Kỳ thật là ngầm gợi ý giải thích, là đang ám chỉ với Hạ Tưởng, việc này là do Phạm Duệ Hằng một tay thúc đẩy. Tôi ủng hộ nghị quyết của tỉnh ủy. Hạ Tưởng cũng không nhiều lời, hắn kỳ thật cũng đoán được ý đồ thúc đẩy nghị quyết này của Phạm Duệ Hằng, chẳng thà nói rằng Phạm Duệ Hằng đối với hắn không còn ủng hộ như trước kia, mà là suy xét cân nhắc tất cả lợi hại trước sau, thân là bí thư tỉnh ủy, Phạm Duệ Hằng phải xử lý sự việc cho công bằng. Đồng thời Hạ Tưởng cũng ý thức được một chút. Mạng lưới quan hệ của hắn tại tỉnh Yến quá sâu rộng, quá lớn. Bất kể là Phạm Duệ Hằng, hay là Trung ương cũng không sẽ cho phép hắn ở tỉnh Yến tiếp tục phát triển lớn mạnh. Bởi vậy, Phạm Duệ Hằng mượn đề tài để nói chuyện của mình, vừa đúng lúc Trương Quốc Vĩ tạo ra một cơ hội, y khẳng định sẽ nắm bắt đúng lúc. Hội nghị trưởng ban tổ chức toàn tỉnh, cộng thêm thư tố cáo đầy tranh cãi, cũng không thể chứng minh Trương Quốc Vĩ đầu phục Phạm Duệ Hằng. Nhưng vừa rồi lại chứng minh lập trường ủng hộ của Phạm Duệ Hằng đối với hắn có sự chuyển hướng nhất định. Thậm chí còn có thể nói là thay đổi. Tuy rằng không thể bỗng chốc là thay đổi lớn, nhưng ít nhất nói rõ một điều, Phạm Duệ Hằng không hy vọng hắn ở tại tỉnh Yến tiếp tục phát huy thanh thế như trước kia, cũng sẽ không giống như ngày trước mà tiếp tục ủng hộ hắn. Ông ta không chỉ lo lắng trước việc hắn ở lại tỉnh Yến tiếp tục phát triển lớn mạnh, mà còn bởi vì cái chết của Thôi Hướng cũng khiến Phạm Duệ Hằng e dè mấy phần. Không ai mong muốn ở trong khối tỉnh ủy, có một ủy viên thường vụ tỉnh ủy từ đầu chí cuối bị tầng cao trung ương ghi nhớ, hơn nữa còn không phải ghi nhớ bởi vì chuyện tốt, Thôi Hướng chết, Phạm Duệ Hằng tự nhiên cũng rõ là chuyện gì xảy ra. Hạ Tưởng tiếp tục ở lại tỉnh Yến, với toàn bộ tỉnh Yến mà nói, không phải là một chuyện tốt. Phạm Duệ Hằng cũng mượn việc này ngầm truyền đạt dụng ý tới Hạ Tưởng, cũng là báo cho biết Hạ Tưởng, nếu có cơ hội, rời khỏi tỉnh Yến, rời xa thủ đô là lựa chọn tốt nhất.
Hạ Tưởng cũng hiểu được, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đi, nhưng trước khi giải quyết được phiền toái cuối cùng của Tần Đường, hắn mà rời khỏi, sẽ để lại niềm tiếc nuối cảnh đầu voi đuôi chuột. Nhưng phải thừa nhận, mặc kệ Phạm Duệ Hằng có tình nguyện hay không, mặc kệ Trương Quốc Vĩ có phải thật tâm hay không, trước thế cục hiện nay, Bí thư Phạm và thị trưởng Trương đúng là có khả năng lại gần nhau, cũng không hẳn là lại gần theo nghĩa đen, nhưng ít ra trong sự hy vọng hắn rời khỏi Tần Đường, rời khỏi tỉnh Yến thì mục tiêu lại đồng nhất. Hạ Tưởng đã nghĩ thông suốt, sau khi cảm tạ Vương Bằng Phi, buông điện thoại, lại trầm tư một lát, trong lòng liền có tính toán. Tạm thời mặc kệ thế cục ở tỉnh, không ảnh hưởng đến kế hoạch to lớn của hắn. Giữa trưa vào giờ nghỉ giải lao, hắn nhận được điện thoại của Tiêu Ngũ. Lãnh đạo, Lã Trấn Dương cùng Trương Thần Phương đã gặp Ngưu Lâm Quảng rồi, Ngưu Lâm Quảng tạm thời chưa có động tĩnh. Hạ Tưởng chỉ nói một câu. Tôi biết rồi. Sau đó hắn cúp điện thoại, nghĩ thầm rằng Ngưu Lâm Quảng bây giờ đúng là có kiên nhẫn, cũng không biết đang chuẩn bị ấp ủ một ý đồ gì lớn. Nếu xem cái chết của Thâm Hải như phát súng thứ nhất, Lã Trấn Dương và Trương Thần Phương như phát súng thứ hai, súng đã lên đạn rồi, khi nào thì súng sẽ nổ tiếp. Hạ Tưởng lại muốn xem Ngưu Lâm Quảng rốt cuộc có thể thi triển thủ đoạn thế nào. Điều Hạ Tưởng không biết chính là, tỉnh ủy mở họp hội nghị trưởng ban tổ chức cán bộ toàn tỉnh, hắn thật không cảm thấy có vấn đề khó khăn gì ở đây. Phạm Tiến lại vô cùng căm tức cùng xấu hổ, nổi giận đùng đùng đến tranh luận cùng Trương Quốc Vĩ. Phạm Tiến không khách khí đập mở cửa phòng làm việc của Trương Quốc Vĩ, vừa vào cửa đã nói. Đồng chí Quốc Vĩ, tôi muốn hỏi một chút, sự việc thư tố cáo lộn xộn này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nếu nói về dùng người không khách quan, đề bạt thân tín, thì toàn bộ Tần Đường ai lại chẳng biết là vị nào ở Tần Đường trước sau đã mười mấy năm rồi. Trương Quốc Vĩ hiện tại không thể khiêm tốn hơn, lại bị quầng sáng của Hạ Tưởng ép tới không ngẩng đầu lên, Phạm Tiến tự nhiên vì vậy mà ngay trước mặt Trương Quốc Vĩ tự thấy cao thế hơn một chút, nói chuyện liền cũng khí thế hơn một ít, hơn nữa Trương Quốc Vĩ vừa ăn cướp vừa la làng, quả thật cũng khiến y tức giận khó mà bình tĩnh. Trương Quốc Vĩ ngồi ngay ngắn bất động, ngược lại còn sờ đầu, cười ha hả. Đồng chí Phạm Tiến, tức giận hại thân, không nên hơi một tí thì chỉ trích người khác, gặp chuyện phải tìm nguyên nhân từ chính mình. Tôi ở Tần Đường trước sau đã mười mấy năm, nhưng lại có thể sao chứ? Hiện tại Tần Đường vẫn là Tần Đường của Bí Thư Hạ. Anh cũng không nên hoài nghi tôi viết thư tố cáo, nói cho anh biết, thật sự tôi không có chút quan hệ nào với việc đó. Phạm Tiến cũng không ngờ Trương Quốc Vĩ đều giả, trực tiếp thề thốt phủ nhận, y há hốc mồm, nhất thời nghĩ không ra lời phản bác. Đành phải hung hăng nói một câu. Thị trưởng Trương, nếu anh đã biết hiện tại đang là tình thế gì, tôi khuyên anh, nên làm tốt công tác thị trưởng của mình, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cúi đầu một chút, nói không chừng còn có thể tranh thủ cơ hội. Tranh thủ cơ hội gì, Phạm Tiến không nói rõ, Trương Quốc Vĩ không đem đoán tâm tư của Phạm Tiến. Y nhìn tiễn bóng Phạm Tiến rời đi, nụ cười phớt nhẹ trên mặt dần biến thành cười lạnh, nghĩ thầm rằng, chẳng qua vì mấy phong thư tố cáo liền thẹn quá thành giận thì còn đi đến đâu được chứ, còn khá nhiều chuyện nằm ở phía sau kia. Tháng 5 ở Tần Đường, hoa đua nhau nở thành đoàn, thời tiết hoàn toàn tươi mới, nhưng ngay trong mùa trời quang nắng đẹp, Tần Đường lại xảy ra một loạt sự cố. Đầu tiên là công tác trị an ở vài huyện không tốt, đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố nêu danh phê bình, lại có vài bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện bị thị trưởng Trương phê bình ngay trước mặt là làm việc không hiệu quả. Thị trưởng phê bình bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện là chuyện rất bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát, phát hiện tất cả những người mà thị trưởng Trương phê bình đều là số người do bí thư Hạ trong lần điều chỉnh nhân sự trước đã đề bạt, liền mang ý vị rất sâu xa. Chẳng khác nào là gián tiếp khiêu chiến quyền uy của bí thư Hạ, không ít người đều phải tự hỏi, thị trưởng Trương vừa khiêm tốn được vài ngày như thế, giờ làm ầm ĩ lên, không sợ lại bị bí thư Hạ chèn ép sao? Sự thật luôn vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Huyện Phú Bắc là huyện có nhiều tài nguyên quặng sắt và mỏ than lớn của Tần Đường, là huyện có tài nguyên khoáng sản phong phú, chiếm 30% trên tổng nguồn tài nguyên của Tần Đường, giá trị sản lượng kinh tế của toàn huyện có đến 80% là từ khoáng sản mà ra. Huyện Phú Bắc có rất nhiều mỏ than nhỏ, vừa khai thác phi pháp, đây cũng là căn bệnh mà Tần Đường khó có thể trị tận gốc được. Hạ Tưởng từ lúc nhậm chức tới nay, cũng chưa có đề xuất nào nhằm vào vấn đề quản lý mỏ than nhỏ, vừa có tính khả thi, bởi vì vấn đề này tồn tại đã lâu, lại liên quan đến nhiều lợi ích hút mắc ở khu huyện, bao nhiêu năm rồi đều không có cách giải quyết, hắn cho dù có lòng thì cũng phải từng bước tiến hành.
không ngờ lại xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là chuyện lớn, huyện Phú Bắc có một mỏ than tư nhân xảy ra sự cố rò rỉ nước, có 30 thợ mỏ bị mắc kẹt ở bên trong, sống chết không rõ. Trên thực tế, hàng năm Tần Đường phát sinh loại sự cố nhỏ cũng không ít, đại bộ phận đều giấu giếm không báo, cũng là ước định mà thành quy củ. Nhưng sự cố lần này lớn, nếu hơn 30 người thợ toàn bộ bị chết, nói không chừng còn truy cứu trách nhiệm tới Hạ Tưởng. Đào sâu hơn nữa, sau lần điều chỉnh nhân sự trước, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện Phú Bắc, cả hai người mới nhậm chức này đều là thân tín do một tay Hạ Tưởng đề bạt. Sự tình, rắc rối lớn rồi. Chương 1242, thiên tai nhân họa, phối hợp ăn ý. Bất luận là có người suy đoán đến những phương diện không tốt hay không, nhưng khi sự cố xảy ra dường như cùng lúc, tỉnh cũng đang tiến hành cuộc họp hội nghị trưởng ban tổ chức cán bộ toàn tỉnh, việc đó không thể không khiến cho con người ta phải hoài nghi đến những vấn đề tồn tại ở phía sau sự cố, có phải có những bí ẩn nào khác hay không. Nhưng mà, bí ẩn lớn hơn nữa vẫn còn nằm sâu phía sau hậu trường. Hạ Tưởng là lần đầu tiên chạy tới hiện trường của sự cố. Các cán bộ cùng đi theo Hạ Tưởng có Phó Thị trưởng Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Minh Hoành, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Lương Thu Duệ, Ký Từ Tử Kỳ, Thị trưởng Trương Quốc Vĩ đang tổ chức lực lượng tiến hành công tác cứu hộ, nguồn nhân lực và vật lực đang được điều động từ các quận huyện, tạm thời không đến được hiện trường. Bí thư huyện ủy Phú Bắc Vương Hải Cảnh, Chủ tịch huyện Chu Đắc Chí, vốn là trợ lý của các huyện khác nhau, bởi vì sức trẻ đồi dào lại thêm năng lực làm việc tốt, đã được Hạ Tưởng xen giữa, mượn dịp điều chỉnh nhân sự, trực tiếp thăng chức, không ngờ rằng ngồi chưa ấm mông, thì đã có rắc rối lớn. Hai người vừa thấy bí thư Hạ xuất hiện, đều là vẻ mặt nghiêm trọng đi đến trước mặt Hạ Tưởng, Vương Hải Cảnh đi đến thừa nhận sai lầm của mình, tại bản thân làm việc không đến nơi đến chốn, thỉnh cầu bí thư Hạ miễn chức của y. Hạ Tưởng giận dữ nói, hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, mạng người quan trọng, cứu người là nhiệm vụ cấp bách hơn cả. Chu Đắc Chí trẻ tuổi hơn so với Vương Hải Cảnh, mặc dù đeo kính, chân kính còn cẩn thận cột một sợi dây mỏng màu đỏ. Không biết bởi vì là chân kính mải rồi, hay là có chú ý khác, nhưng ánh mắt y lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ mặt biểu lộ nét âm u lạnh lẽo, cũng chỉ Hạ Tưởng có thể coi trọng y, đổi người khác, thì sao mà vui được khi thấy y lúc nào cũng biểu hiện vẻ mặt như ở đây có người nợ y tiền vậy. Bí thư Hạ, đã huy động toàn huyện cùng giải cứu rồi. Chu Đắc Chí vừa không tự phê bình mình, vừa tỏ thái độ không thừa nhận sai lầm, nhưng nét mặt biểu hiện như thoáng chút suy nghĩ. Có một tình huống tôi muốn báo cáo riêng với ngài. Nếu là người khác, đã sớm không đủ kiên nhẫn mà vung tay lên, tống cổ Chu Đắc Chí sang một bên rồi. Bình thường bí thư thành ủy đối với chủ tịch huyện có lẽ vẫn còn phải khách khí một chút, nhưng Hạ Tưởng có thể xem như lãnh đạo tỉnh, so với hắn thì nhân vật số 1 số 2 ở các huyện dưới, cấp bậc kém nhiều lắm. Tuy nhiên Hạ Tưởng chỉ ở lại hiện trường một lát, đã nhìn thấy sự bất thường, bởi vì cái mỏ than này tuy rằng không lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, tính vào loại trung bình, chính yếu nhất là các biện pháp an toàn rất đầy đủ, các thiết bị đều rất hợp tiêu chuẩn, không nên nảy sinh sự cố rò rỉ nước. Hạ Tưởng liền nổi lên chút nghi ngờ. Vừa nghe Chu Đắc Chí nói Hạ Tưởng cũng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước sang một bên, Chu Đắc Chí đi theo sát phía sau. Vương Hải Cảnh thấy thế, do dự có đuổi theo hay không, Chu Minh Hoành liền gọi y qua một bên, hỏi. Bí thư Hạ. Mỏ than Hải Phong là do các nhà đầu tư thủ đô khai thác, phát triển mỏ than, trên thực tế Mạnh Thiên Nguyên có một nửa cổ phần, chính xác mà nói thì đúng là sản nghiệp của Mạnh Thiên Nguyên. Chu Đắc Chí nói câu đầu tiên làm cho Hạ Tưởng hơi sửng sốt, thấy Hạ Tưởng có động tĩnh, Chu Đắc Chí theo bản năng chạm vào sợi dây mỏng màu đỏ trên kính, lại nói. Mạnh Thiên Nguyên người này, làm việc rất quy củ, cũng không sằng bậy, sản nghiệp mang tên ông ấy, chưa từng có hành vi trốn thuế lậu. Bất luận là mỏ than hay là mỏ quặng sắt, về đầu tư thiết bị phương diện an toàn, chưa bao giờ chi ít hơn một xu, sự cố rò rỉ nước lần này, thật là kỳ quái. Hạ Tưởng vẫn không nói gì, ánh mắt hướng về phía xa nơi đoàn cứu hộ đang làm việc tại hiện trường cứu nạn. Chu Đắc Chí liền báo cáo tiếp. Vừa nãy tôi mới thông qua một cuộc điện thoại với Mạnh Thiên Nguyên, ông ấy đang từ thủ đô chạy về. Ông nói hôm nay vốn là ngày kiểm tra an toàn sản lượng khai thác than của mỏ than Hải Phong, không nên có thợ mỏ xuống giếng, làm thế nào lại có hơn 30 người vi phạm đi xuống dưới đó, làm thế nào lại khéo léo xảy ra sự cố rò rỉ nước. Y lại liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy vẻ mặt Hạ Tưởng dường như không có kiên nhẫn, liền mạnh dạn nói ra suy luận.
phân tích toàn diện, tôi cho rằng, lúc này đây sự cố rò rỉ nước là do con người làm ra, là có người cố ý tạo ra sự cố. Trong lòng Hạ Tưởng chứa đầy xót xa và phẫn nộ. Chính trị, có khi nhẹ nhàng, nhưng đa phần là cảnh tàn sát khốc liệt, đến nỗi khói thuốc súng nổi lên bốn phía, thậm chí có khi đầu rơi xuống đất. Không đề cập tới năm đó trời xanh giận dữ, sông núi cả nước toàn một màu đỏ, 10 năm gió tanh mưa máu, riêng hiện nay phía sau rất nhiều vụ tai nạn lớn, đều do bàn tay con người làm ra. Bởi vậy thường nói 3 phần thiên tai, 7 phần nhân họa, không phải là lời nói vô căn cứ. Hạ Tưởng cũng không biết nhiều tin tức bên trong lắm, nhưng ít nhiều cũng hiểu rõ một số thủ đoạn chính trị, hoặc để chuyển sự chú ý của người dân, hoặc cần cho các cuộc đấu tranh chính trị chống lại đối thủ, xem sinh mệnh con người như những thứ vô giá trị, khi có chuyện xảy ra, làm người ta thở dài tiếc nuối. Nếu nói, hiện tại Hạ Tưởng không thể chỉ nghe lời nói một bên của Chu Đắc Chí mà liền kết luận sau lưng sự cố có mưu kế, nhưng nếu chẳng may lời của Chu Đắc Chí là đúng sự thật, lại nếu chẳng may thật sự là người nào đó ở sau lưng giở trò ma mãnh, lửa giận ngút trời của hắn sẽ đem bầu trời Tần Đường đốt thành một màu máu đỏ. Hắn không sợ tất cả các thủ đoạn trực tiếp, hạ độc thủ hắn cũng không có ý kiến, chính trị vốn dĩ có một mặt hắc ám, nhưng nếu đem mạng người để đổi lấy lợi ích chính trị, Hạ Tưởng không ngại nổi trận lôi đình, cũng phải đánh cho đối thủ không bao giờ có thể phục hồi. Bởi vì, điểm mấu chốt của hắn chính là không thể lấy lợi ích của dân chúng đem ra trao đổi. Huống chi là mạng người. Cha, cha cho tới cùng. Hạ Tưởng giơ tay vỗ vỗ vai Chu Đắc Chí. Chú ý phương pháp làm việc, trước tiên là không làm ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, mặt khác, không được gây ảnh hưởng xấu. Chu Đắc Chí ngầm hiểu. Tôi sẽ chú ý, xin bí thư hạ yên tâm. Xa xa Vương Hải Cảnh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua, rõ ràng lộ vẻ ra tò mò và đa nghi đối với việc Hạ Tưởng và Chu Đắc Chí âm thầm nói chuyện riêng với nhau. Nửa giờ sau, Trương Quốc Vĩ dẫn người chạy tới. Đầu tiên y gặp riêng Hạ Tưởng, đơn giản để thông báo một chút tình hình, rồi tập trung vào giải cứu. Trương Quốc Vĩ xung phong đi đầu, thậm chí còn tự mình đỡ cái cọc, cùng với các công nhân giải cứu, toàn thân đính đầy bùn và nước, khiến các công nhân vô cùng cảm động. Đường đường là ngài thị trưởng cũng cúc cung tận tụy, thật sự là quan phụ mẫu tốt của dân chúng. Bởi vì Hạ Tưởng còn có việc, nên đi khỏi hiện trường trước đó. Bởi vì hắn phải đến tỉnh ủy thông báo tai nạn mỏ trước. Lần trước sự cố huyện An để lại cho tỉnh Yến bài học kinh nghiệm quá sâu, không ai dám phớt lờ, bởi vì ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nếu thực sự số người gặp tai nạn là 30, thì Tần Đường gặp phiền toái, hắn đứng mũi chịu sào thì nhất định phải gánh vác trách nhiệm chính trị, Trương Quốc Vĩ cũng khó chối được sai lầm này. Bởi vậy, Hạ Tưởng cũng không cho rằng là Trương Quốc Vĩ âm thầm giở trò xấu. Bởi vì đến y cũng liên lụy bên trong, y sẽ không đến nỗi không có đầu óc như vậy. Đương nhiên, nếu cuối cùng xác định được số người không phải là 30, hoặc là ít hơn, thì còn tốt hơn một chút, nhưng hơn 10 người trở lên, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện sẽ được cách chức ngay tại chỗ. Có thể mượn sự kiện lần này để kéo hai vị mới được Hạ Tưởng đề bạt xuống ngựa, cũng vẫn có thể xem là một diệu kế. Đương nhiên, biết đâu còn có người thay thế ở phía sau. Hạ Tưởng thẳng hướng bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng và chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu báo cáo, Phạm Duệ Hằng và Cao Tấn Chu lần lượt đưa ra chỉ thị, yêu cầu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tần Đường toàn lực ứng phó cứu giúp các nhân viên bị nhốt và mau chóng xác định số người bị nạn. Hạ Tưởng sau khi nhận được chỉ thị thì lên tinh thần ngay, liền lập tức triệu tập hội nghị thường vụ để truyền đạt tinh thần của tỉnh ủy, yêu cầu các đơn vị các ban ngành lấy việc cứu người làm đầu, tất cả mọi việc đều phải nhường đường cho việc giải nguy. Toàn bộ Tần Đường, bởi vì sự cố rò rỉ nước của mỏ than Hải Phong, mà tốc độ làm việc càng lên cao. Trải qua một ngày một đêm khẩn trương giải cứu, trên cơ bản đã xác định được vị trí của các nhân viên bị nhốt, đồng thời, thì vấn đề số người bị mắc kẹt lại xảy ra phân nhánh nghiêm trọng. Phó Chủ tịch huyện Tần Siêu chủ quản an toàn sản xuất huyện Phú Bắc, cho rằng ở dưới mỏ là 36 người, mỏ than Hải Phong qua kiểm tra phát hiện, cùng ngày số người xuống giếng không vượt quá 7 người. Nhưng sau khi kiểm kê toàn bộ số người lại phát hiện, chỉ thiếu tên 3 công nhân. Rốt cuộc phía dưới bị kẹt mấy người, không ngờ vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết. Sự tình, quả nhiên thực sự kỳ quái. Hạ Tưởng và Mạnh Thiên Nguyên sau một cuộc nói chuyện riêng, thì càng tin chắc đằng sau vụ việc, nhất định có một bàn tay đen nào đó thúc đẩy. Rốt cuộc là đối phương muốn mượn sự kiện này để đạt tới mục đích gì, tạm thời còn khó mà nói, nhưng có thể xác định chính là...
sự kiện mỏ than Hải Phong 525, không phải là sự cố an toàn sản xuất đơn thuần. Hạ Tưởng phẫn nộ, hắn hạ quyết tâm quyết định, chỉ cần để hắn tra ra phía sau là ai xúi dục, nhất định nghiêm trị không tha. Đem tính mạng con người ra làm tiền đặt cược, thật là vô đạo đức. Ngay lúc mỏ than Hải Phong còn đang khẩn trương giải cứu, khi mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, từ chỗ Tiêu Ngũ lại truyền đến tin tức, Ngưu Lâm Quảng ra tay rồi. Lão tặc được người ta phát hiện phơi thây trên phố, trên người bị mấy chục đao, trong người còn có một tấm vải trắng, trên đó viết. Kết cục của kẻ tên phản bội. Lão tặc vốn là thủ hạ của Ngưu Lâm Quảng, mặc dù cách Ngưu Lâm Quảng rất xa, nhưng khi sống đúng là thủ hạ của Ngưu Lâm Quảng, đã bị sát hại dã man, còn công bố y là tên phản bội, chính là Ngưu Lâm Quảng ngang nhiên khiêu khích. Vừa là hướng về phía Nga Ni Trần, lại vừa hướng về phía Hạ Tưởng. Trên thực tế, mỗi một thành thị có băng nhóm xã hội đen, mỗi năm đều sẽ có một số vụ án giết người trả thù giữa các băng nhóm xảy ra, có khi cục công an tuy rằng cũng dựa theo trình tự bình thường đi lướt qua một chút, nhưng trên cơ bản cũng sẽ không thật sự đi phá án, bởi vì tuy là án mạng, nhưng người chết chưa hết tội, cũng coi như vì dân trừ hại. Tự giết nhau, cũng tốt đỡ phải cảnh sát mạo hiểm đi bắt giữ. Hạ Tưởng làm quan nhiều năm, tự nhiên biết nội tình trong đó, nhưng án mạng lần này khác biệt, lão tặc là cố nhân của hắn thì không nói, cũng là người tài của Nga Ni Trần, Ngưu Lâm Quảng hạ độc thủ giết người trên đường, chẳng khác nào là một mối đe dọa trắng trợn. Đe dọa nhân thân. Sự cố mỏ than này thật khó bề phân biệt, Ngưu Lâm Quảng ra sát chiêu lớn, liền từ bên cạnh xác minh suy đoán của Hạ Tưởng, Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng phối hợp ăn ý, từ hai phương diện trái phải, bắt đầu ra tay. Đến thì cứ đến, Hạ Tưởng thầm cười nhạt, chờ anh quá lâu rồi. Hạ Tưởng lúc này đang nói chuyện với Hoàng Đắc Ích và Lịch Phi, yêu cầu hai người đem vụ án lão tặc bị giết liệt vào án lớn quan trọng, điều tra trọng điểm, quy định ngày phá án, nghiêm trị hung thủ. Hoàng Đắc Ích nhìn ra quyết tâm của Hạ Tưởng, lúc này bày tỏ, bằng bất cứ giá nào, cũng phải bắt cho được hung thủ giết người. Cục Công an thành phố, mài đao soàn soạt. Ngày hôm sau, Cục Công an thành phố bắt đầu điều động mọi mặt, chính thức điều tra vụ án lão tặc bị giết, thanh thế to lớn. Cùng lúc Cục Công an thành phố điều tra thu thập chứng cứ, hội nghị trưởng ban tổ chức cán bộ toàn tỉnh của tỉnh ủy chính thức mở ra tại thành phố Yến. Cùng lúc đó, nghe đồn huyện Phú Bắc xảy ra tai nạn mỏ, người nhà đưa ra bồi thường khổng lồ, bằng lòng giải quyết riêng, yêu cầu mỗi mạng người bồi thường 2 triệu. Nếu là 36 mạng người, số tiền Mạnh Thiên Nguyên bồi thường lên đến 72 triệu. Thì ngay cả Hạ Tưởng cũng thầm giật mình kinh hãi, bồi thường cách xù như thế, trực tiếp làm cho Mạnh Thiên Nguyên phá sản. Chính là càng làm cho người ta đáp ứng không xuể, kế đến sau khi lão tặc bị giết, một thủ hạ khác của Nga Ni Trần chính là cánh tay mặt Tiêu Lương cũng bị người ta đánh trọng thương. Hơn nữa Ngưu Lâm Quảng truyền lời, yêu cầu Nga Ni Trần đến nhà nhận lỗi, và đưa lên hòa nhài vàng, bạc. Gươm súng sẵn sàng. Chương 1243, khẩn trương thu lưới. Ban chỉ huy hiện trường tai nạn mỏ, Trương Quốc Vĩ đang cùng với bí thư huyện ủy Phú Bắc Phương Hải Cảnh, chủ tịch huyện Chu Đắc Chí, phó chủ tịch huyện Tần Siêu và Mạnh Thiên Nguyên họp tại hiện trường để bàn cách xử lý. Phó thị trưởng Chu Minh Hoành, trưởng ban thư ký Tạ Truyền Thắng cũng tham gia cuộc họp. Tạ Truyền Thắng đề nghị Mạnh Thiên Nguyên chấp nhận yêu cầu của người nhà người bị hại, đồng ý bồi thường. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ cố gắng hết sức làm tốt công tác trấn an sau tai nạn. Giải quyết vấn đề, giảm nhẹ ảnh hưởng với cấp trên, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ý kiến thống nhất, có hai điểm chính, nguyên tắc thứ nhất là dùng hết sức trấn an người nhà người bị hại, không cho người nhà gây rối. Thứ hai là có thể giải quyết bồi thường tốt nhất có thể, khống chế sự việc trong phạm vi càng nhỏ càng tốt. Tạ Truyền Thắng chậm rãi nói, một hơi nói xong, Trương Quốc Vĩ ngồi một bên chỉ không ngừng hút thuốc, bộ dạng lộ vẻ lo lắng, y không nói lời nào. Hiển nhiên là đồng ý với đề nghị của Tạ Truyền Thắng. Vương Hải Cảnh vừa liếc Trương Quốc Vĩ một cái, ánh mắt nhấp nháy lại nhìn sang Chu Đắc Chí. Chu Đắc Chí không nhìn ai, chỉ là vẻ mặt lộ vẻ căng thẳng, trông vô cùng nghiêm túc. Phó Chủ tịch huyện Tần Siêu chờ Tạ Truyền Thắng nói xong, thì liền khuyến khích Mạnh Thiên Nguyên. Thiên Nguyên, trưởng ban thư ký Tạ đưa ra ý kiến rất tốt, cá nhân tôi cho rằng đáng suy xét. Chỉ cần trấn an người nhà, để người nhà không gây rối. Thì tương đương với việc giải quyết vấn đề rồi, về số lượng người tử vong có thể báo ít, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng có thể ổn thỏa, mà cá nhân ông cũng tránh được nguy cơ phá sản.
Tuy nhiên Mạnh Thiên Nguyên lại phất tay, nói. Tôi nghĩ trước hết nên nghe ý kiến của Bí Thư Vương đã. Một câu nói khiến Tần Siêu đỏ cả mặt, cũng phải, có Bí Thư và Chủ tịch huyện ở đây, thật đúng là không tới phiên ủy viên thường vụ Phó Chủ tịch huyện như gã lên tiếng trước. Vương Hải Cảnh ngẩn người. Trên nguyên tắc tôi đồng với ý kiến của trưởng ban thư ký Tạ. Nhưng Chu Đắc Chí vừa hé miệng, dường như quyết tâm rất lớn. Tôi không đồng ý quan điểm của trưởng ban thư ký Tạ, công tác cứu giúp còn đang trong tiến hành, nay mới qua 2 ngày, đã xác định cho là người phía dưới gặp nạn, không phù hợp với sự phát triển của khoa học. Tiếp theo, nói về bồi thường thì vẫn chưa xác định cụ thể số lượng nạn nhân, cũng rất không thích hợp. Ý kiến của tôi chỉ có vậy. Lời nói của Chu Đắc Chí nói có phần hơi gượng gạo, dễ nhận thấy có chút tức giận. Mạnh Thiên Nguyên bèn nói. Mỏ than Hải Phong có tổng cộng 120 công nhân, hiện tại có 117 người an toàn, nhưng Phó Chủ tịch huyện Tần lại nói dưới mỏ có 36 công nhân, không biết lấy đâu ra con số chính xác đây. Bây giờ tự dưng ở đâu ra rất nhiều gia đình nạn nhân, nói thật, tôi đều không biết, bọn họ khóc lóc kêu gào để được tiền bồi thường thiệt hại chứ không hề quan tâm đến tính mạng của người thân bị kẹt dưới mỏ, họ không giống người nhà mà giống. Thôi, không nói nữa. Mạnh Thiên Nguyên cũng là người có hiểu biết sâu rộng, sẽ không bị trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Tạ Truyền Thắng dọa cho sợ. Sự việc quả thật có rất nhiều kỳ quái, Mạnh Thiên Nguyên cũng càng ngày càng cảm thấy có thể bị người ta tính kế ám hại. Bởi vì theo y biết, dưới mỏ dù thể nào cũng không có khả năng có đến hơn 30 người, nhưng nếu không phải là Phó Chủ tịch huyện Tần Siêu che đậy, cứ nói rằng số người nhiều hơn, thủ đoạn quá nhiều. Làm gì có Phó Chủ tịch huyện hy vọng sự cố mỏ than do mình cai quản càng nhiều người bị nạn càng tốt chứ? Hơn nữa hiện tại công tác cứu hộ vẫn chưa có kết quả, vẫn còn chưa xác thực được con số chính xác, mà vội vã đề xuất vấn đề bồi thường, Mạnh Thiên Nguyên cũng không phải người không có kiến thức, lại càng cảm thấy kỳ quái. Trương Quốc Vĩ lên tiếng, y vẫy vẫy tay. Công tác bồi thường và công tác giải cứu tốt nhất nên tiến hành cùng lúc, nếu không người nhà nạn nhân gây rối đến thủ đô, đến tỉnh. Sự việc dù một chút cũng che không được, lại có tin tức truyền thông châm ngòi thổi gió thì việc nhỏ cũng có thể trở thành việc lớn. Mạnh Thiên Nguyên cương quyết đáp lại một câu. Tôi nghĩ nên nghe ý kiến của Bí Thư Hạ một chút. Trên quan trường, ngay trước mặt nhân vật số 2 đề cập đến nhân vật số 1, là tối kỵ. Trương Quốc Vĩ lại có kiềm chế, mặt cũng biến sắc, nếu như nói Mạnh Thiên Nguyên không phải người trong quan trường, thì còn dễ nói một chút. Mấu chốt là ngay sau đó Chu Đắc Chí cũng nói một câu. Chỉ thị chủ yếu của Bí Thư Hạ là, giúp người là nguyên tắc thứ nhất, những việc khác, đều phải nhường đường cho việc cứu người. Thân là chủ tịch huyện, ngay trước mặt của thị trưởng đem chỉ thị của Bí Thư Thành ủy ra thì không phải là cách làm hay. Trương Quốc Vĩ mặt biến sắc, một lát sau mới lấy lại bình tĩnh, không nói câu nào, xoay người bỏ đi ra ngoài. Tạ Truyền Thắng nhìn đầy thâm ý. Liếc Chu Đắc Chí một cái, cũng đi ra ngoài. Vương Hải Cảnh sắc mặt trầm xuống. Đắc Chí, sao anh có thể nói năng lung tung như thế? Chu Đắc Chí không để ý tới lời phê bình của Vương Hải Cảnh, lại nói. Bí Thư Vương, tôi chỉ có một câu, chuyện này rất phức tạp, nếu không lo xử lý, chúng ta sẽ bị miễn chức ngay tại chỗ, nói không chừng còn phải làm người chịu tội thay. Tôi tin tưởng Mạnh Thiên Nguyên không nói lời bịa đặt. Chưa nói dứt lời. Chu Minh Hoành đẩy cửa vào. Hải Cảnh, Đắc Chí chịu sự ủy thác của Bí Thư Hạ, tôi đến để xem xét tình hình. Chu Minh Hoành vừa vào cửa liền nói một câu khiến cho Vương Hải Cảnh và Chu Đắc Chí giật mình kinh hãi. Ý của Chu Minh Hoành là, y tạm thời đại diện cho Bí Thư Hạ. Nhưng vấn đề là ai chẳng biết trước kia y và Bí Thư Hạ bất hòa, hiện tại làm sao Bí Thư Hạ lại phó thác trọng trách cho y. Không đợi hai người hiểu. Chu Minh Hoành liền hướng về phía Tần Siêu nói một câu. Đồng chí Tần Siêu, mời anh tránh ra một chút. Tần Siêu còn muốn nghe xem có bí mật gì nữa không, liền đỏ mặt, cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài. Chu Minh Hoành cũng không nhìn Mạnh Thiên Nguyên, giữa y và Mạnh Thiên Nguyên dù sao cũng từng có khúc mắc, tuy nhiên được Hạ Tưởng phó thác, y phải biết rõ chân tướng sự thật, nhưng lại không thể trực tiếp đối mặt với Mạnh Thiên Nguyên. Để Chu Minh Hoành ra mặt chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Hạ Tưởng, bởi vì hắn đã nhìn ra, Chu Minh Hoành và Trương Quốc Vĩ đã bằng mặt mà không bằng lòng. Hiện tại đang là cơ hội tốt để thử thách Chu Minh Hoành. Bước thứ hai, đương nhiên chính là trấn an tốt Nga Ni Trần, để Tiêu Ngũ có thể làm thủ hạ cho Nga Ni Trần, tiếp tục âm thầm điều tra chân tướng sau lưng sự cố mỏ than Hải Phong.
Hai ngày trôi qua, công tác cứu hộ không có chút tiến triển nào, cũng khiến Hạ Tưởng đau đầu. Đồng thời cũng nghe từ bên kia giải thích sự việc tuyệt đối có nhiều nội tình. Tối hôm qua hắn và Mạnh Thiên Nguyên nói chuyện nửa giờ với nhau, cũng tin lời nói của Mạnh Thiên Nguyên, dưới giếng không hơn 30 người, công nhân chỉ thiếu 3 người, nhưng tới mấy chục người nhà đến đòi bồi thường, rõ ràng có người trốn ở phía sau hậu trường thao túng hết thảy. Không cần phải nghĩ, liền biết là bút tích của ai. Hơn nữa gần như là cùng một thời gian, việc kinh doanh của Nga Ni Trần đã bị đả kích, có người âm thầm quấy rối, đầu tiên là bỏ thuốc vào thức ăn, làm cho vài người khách tiêu chảy, lại có một vài người trong lúc ăn cơm ăn phải ruồi bọ, chuột rắn, cho dù trong đồ ăn có cái thứ ghê tởm gì, thì người ta liền thừa dịp để gây huyên náo, ở huyện ai cũng biết. Nga Ni Trần kinh doanh một số loại rượu vang, xuống dốc không phanh. Nga Ni Trần đương nhiên sẽ không bó tay chịu chết, đã bắt đầu phản công. Cái chết của lão tặc, Tiêu Lương trọng thương, doanh nghiệp lại bị ảnh hưởng, hoa nhài vàng, bạc tính mạng bị uy hiếp v.v. Một loạt thủ đoạn nói rõ, Ngưu Lâm Quảng muốn tấn công toàn diện, quan trọng là phải đưa ông ta vào chỗ chết, ông ta không có đường lui, chỉ có đạp lên khó khăn, chính diện đối mặt. May mắn thay, Hạ Tưởng đang công kích trên mọi mặt, đang mở rộng toàn diện. Đầu tiên là sau khi nhà đầu tư thủ đô bị thương tỉnh lại, liền lập tức làm chứng rằng Ngưu Lâm Quảng là người gây ra tai nạn xe hơi, và cung cấp thông tin chiếc xe để kiểm tra, là một thủ hạ đắc lực của Ngưu Lâm Quảng tên An Chí Cường gây nên. Lịch Phi không nói hai lời, tự mình dẫn người đến khu công nghiệp bắt giữ, không ngờ An Chí Cường đã đi trước một bước chạy trốn tới thủ đô, đang chuẩn bị từ thủ đô trốn ra nước ngoài. Sao có thể để cho gã ta nhởn như ngoài vòng pháp luật? Hạ Tưởng giận dữ, lập tức điện thoại cho Tưởng Tuyết Tùng, thỉnh cầu cảnh sát thủ đô giúp đỡ, lẽ ra vụ án không lớn, chưa đủ để làm kinh động đến ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Bắc Kinh, nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, thể diện to bằng trời. Một cuộc điện thoại gọi đi, Tưởng Tuyết Tùng lập tức tự mình ra lệnh chặn An Chí Cường lại. Cảnh sát thủ đô lập tức điều động phong tỏa sân bay, bắt An Chí Cường ngay tại chỗ. Tưởng Tuyết Tùng nể mặt Hạ Tưởng, trước khi cảnh sát thành phố Tần Đường đến thủ đô, thì đã cho cảnh sát thủ đô trực tiếp áp giải đến Tần Đường. An Chí Cường bị bắt giữ ngay lập tức thành tin sét đánh, là cú sốc với Ngưu Lâm Quảng. Ngưu Lâm Quảng nghĩ đến An Chí Cường có thể ung dung chạy trốn, không để lại chứng cứ. Không ngờ mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng quá lớn làm An Chí Cường xa lưới. Tuy rằng không trở thành mối đe dọa trực tiếp với y, nhưng lại khiến y thua một ván nhỏ, mất mặt lớn. Càng làm cho Ngưu Lâm Quảng thẹn quá hóa giận chính là, Hoàng Đắc Ích vì điều tra phá vụ án lão tặc bị giết, gây huyên náo ở tất cả những chỗ ăn chơi của Tần Đường làm cho gà chó không yên. Hơn nữa trong lúc điều tra, chuyên nhằm vào thủ hạ của y, đánh đập tra khảo, chẳng những khiến y giảm thu nhập đáng kể. Mà còn làm cho lòng người hoảng sợ, như cận kề ngày tận thế. Ngưu Lâm Quảng biết, Hạ Tưởng hạ độc thủ rồi. Ngưu Lâm Quảng lại một lần xông cửa sổ nổ súng, không phải một phát mà là bắn liền hai phát, hù cho ra Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị ở bên sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Một trong các anh giúp tôi nghĩ cách, một đối phó Hạ Tưởng, một đối phó Nga Ni Trần, đánh đổ toàn bộ hai người đó, các anh chính là người có công thần của thực nghiệp Trung Thiên. Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ. Phách Đạo, Tư Vị phải nhờ vào các anh. Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị liếc nhau, đều biết rằng nếu không đảm đương nổi công thần của thực nghiệp Trung Thiên, có khả năng sẽ trở thành tội nhân trong mắt Ngưu Lâm Quảng. Nếu thật tới cái thời điểm kia, tội nhân sẽ ra gánh tội làm người chịu tội thay. Tuy rằng lòng dạ thấp thỏm hoang mang nhưng Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị không có âm mưu phản bội Ngưu Lâm Quảng, ngoại trừ Ngưu Lâm Quảng lòng lang dạ sói, phản bội y không có kết cục tốt. Bọn họ cũng biết Ngưu Lâm Quảng có hậu phương vô cùng vững chắc, nếu Hạ Tưởng nóng nảy đánh Ngưu Lâm Quảng ngay chính diện, sẽ có áp lực từ trên cao. Bởi vậy, ở giai đoạn này nhất định phải một lòng với Ngưu Lâm Quảng, nói không chừng Ngưu Lâm Quảng và Trương Quốc Vĩ xuất kích từ hai phía, có thể làm cho Hạ Tưởng tay chân luống cuống, cuối cùng bại trận ở Tần Đường. Cho đến thời điểm cuối cùng, không ai thừa nhận thất bại, nhất là trong tay người nắm quyền, càng tự tin hơn nữa. Ngưu Lâm Quảng rõ ràng một điểm, lúc này y không khiêu khích Hạ Tưởng, Hạ Tưởng chỉ sợ muốn chính thức bắt y khai đao. Một khi đã như vậy, chỉ bằng đổi bị động thành chủ động, dùng một loạt cú đấm, ra sức đánh Hạ Tưởng đến sợ, đánh tới mức hắn phải tự mình lăn ra khỏi Tần Đường. Tới tay Nga Ni Trần, Ngưu Lâm Quảng âm thầm cười khẩy, một người xa cơ thất thế đến Tần Đường, còn muốn gây sức ép gây chuyện,
nếu đã đến đây, cũng đừng mong sống mà rời khỏi. Trong lúc Ngưu Lâm Quảng dày công bố trí, muốn triển khai tấn công toàn diện đối với Hạ Tưởng và Nga Ni Trần, Hạ Tưởng cũng không được nhàn rỗi, đang tiếp tục khẩn trương răng lưới, quyết định đánh đòn cảnh cáo với Ngưu Lâm Quảng. Một ngày sau, Hạ Tưởng cầm gậy trong tay chân tướng sự cố mỏ than Hải Phong, đã điều tra rõ, phía sau ẩn tình có máu và nước mắt khiến người sởn gai óc. Chương 1244, Mưu Tài Hại Mệnh. Trong nháy mắt biết được chân tướng sự việc, Hạ Tưởng nổi cơn thịnh nộ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn ở trong hội nghị, trước mặt mọi người quăng đổ chén trà. Soảng, một tiếng lớn, chén trà rơi xuống vỡ tan tành, mấy người ngay tại đó sợ tới mức run run, đều không nghĩ rằng Hạ Bí Thư thường ngày nhã nhặn ôn hòa, không ngờ lại oai như vậy. Không chỉ Hạ Tưởng tức giận, Phạm Tiến, Thường Công Trị, Chu Minh Hoành, Lương Thu Duệ cũng đều tức giận không ngừng, thật quá đáng, thật ngông cuồng, thật xem thường mạng người. Sự cố dò dỉ nước ở mỏ than Hải Phong, đã điều tra xác định rõ, dưới giếng ngoài ba thợ mỏ chính thức còn có 7 người, đều là người bệnh tâm thần, bị ba thợ mỏ lừa xuống dưới giếng sau đó dìm chết, lại cố ý ngụy tạo hiện tượng giả dò dỉ nước, ý đồ lừa gạt để kiếm được khoản bồi thường cách xù, đúng là vụ án hình sự do con người tạo ra, không còn là sự cố an toàn gì nữa. Ba thợ mỏ mà lại dám to gan lớn mật như thế, dám giết người lừa tiền. Hạ Tưởng yêu cầu Cục Công an thành phố quy định ngày phá án điều tra rõ chân tướng, bắt kẻ đầu têu phía sau ra trước pháp luật. Vì tiền bạc, giết người đoạt mệnh, hơn nữa còn cố ý tung tin đồn, nói thành 36 người gặp sự cố nghiêm trọng, bụng dạ khó lường, đừng nói Hạ Tưởng giận dữ, gần như tất cả ủy viên thường vụ thành ủy đều rất phẫn nộ. Bởi vì sự việc càng lớn, đối với tiền đồ chính trị của bọn họ càng trở nên bất lợi, bởi vậy, Phó Chủ tịch huyện Phú Bắc Tần Siêu lúc trước một mực chắc chắn nói rằng có 36 người bị hại. Theo đề xuất của Phó Thị trưởng Chu Minh Hoành, tại hội nghị thường vụ nhất trí thông qua nghị quyết, miễn chức ngay tại chỗ. Chu Minh Hoành cũng theo gót Bí Thư Hạ Trăng. Không ít người đều nhìn ra manh mối, tại sự việc mỏ than Hải Phong lần này, Chu Minh Hoành dựa vào Bí Thư Hạ càng ngày càng rõ rệt. Trương Quốc Vĩ tại hội nghị, không nói nhiều cho lắm, vẻ mặt rất nghiêm túc, luôn luôn nhất trí tán thành. Không phát biểu bất cứ quan điểm khác biệt nào. Làm cho người ta nghĩ không ra, suy cho cùng là y nghiêng về bên nào. Cũng may Trương Quốc Vĩ luôn biết chăm chút, người dân cũng đã quen với hình ảnh rực rỡ và tốt đẹp của thị trưởng Trương. Kỳ thực vạch trần sự thực của mỏ than Hải Phong, Nga Ni Trần không phải không có công. Nga Ni Trần bị Ngưu Lâm Quảng tung ra một loạt thủ đoạn phản kích, cũng không phải là không hề có đòn đánh trả nào. Đầu tiên ông ta tìm đến một số nơi trú ẩn bí mật của Ngưu Lâm Quảng, do Tiêu Ngũ nói cho Lịch Phi tìm hiểu nguồn gốc, bắt được một vài kẻ khả nghi là hung thủ sát hại lão tặc, vụ án lão tặc bị giết gần sắp được phá. Đồng thời, Nga Ni Trần cũng biết chỉ dựa vào sức của một mình ông ta, thật đúng là không cách nào toàn diện chống lại Ngưu Lâm Quảng, đối mặt với thực lực tuyệt đối, bất luận dùng chiêu nào cũng đều uổng công, nhưng ông ta có chỗ dựa lớn nhất, chính là Hạ Tưởng. Bởi vậy, ông ta ngoài mặt nhượng bộ nhưng bên trong lén lút chu toàn, lợi dụng thủ hạ của ông ta tạo điều kiện thuận lợi phân bố trên các phố lớn ngõ nhỏ ở Tần Đường, ngay sau đó liền tìm ra manh mối chân tướng sự thật của mỏ than Hải Phong. Đúng là người của Ngưu Lâm Quảng âm thầm xúi dục thợ mỏ để lừa gạt khoảng bồi thường cách xù, thực ra cũng có ý thông qua việc này, cho bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện mới được Hạ Tưởng đề bạt một đòn chí mạng, đương nhiên, còn có dụng ý sâu hơn, Nga Ni Trần cũng không dám suy đoán. Dù sao ông ta chỉ phụ trách đem chân tướng sự việc nói cho Hạ Tưởng biết, Hạ Tưởng xử lý ra sao, chính là do Hạ Tưởng quyết định. Cũng chính là Nga Ni Trần ra tay, mới khiến kế hoạch Ngưu Lâm Quảng phải tỉ mỉ vạch ra, trong thời gian ngắn bị vạch trần và thất bại. Cũng chính là vì Nga Ni Trần nhúng tay vào, mới khiến Ngưu Lâm Quảng nổi giận, quyết định tấn công toàn diện, trừng trị Nga Ni Trần trước rồi tính sau. Ngưu Lâm Quảng lên một kế sách vẹn toàn, phải vừa tiêu diệt được Nga Ni Trần. Vừa muốn cướp được hoa nhài vàng bạc vào tay, để y tùy ý trà đạp cho thỏa mối hận trong lòng. Một tấm lưới to hướng về phía Nga Ni Trần đã được mở ra. Nhưng Ngưu Lâm Quảng lại quên một câu, bọ ngựa bắt phe, chim vàng anh phía sau, một tấm lưới to hơn nữa đã mở ra phía sau lưng y, chỉ chờ thu lưới. Tình hình bây giờ ở Tần Đường, phải phân một thành hai để xem xét, một mặt, vây quanh vụ lão tặc bị giết, vụ án giết người ở mỏ than Hải Phong là hai vụ án lớn. Đang diễn ra cuộc răng co gai cấn để vạch trần kẻ đều têu phía sau, ngày bị vạch trần, có thể chính là ngày Ngưu Lâm Quảng bị đưa ra công lý.
Về phương diện khác, dường như người của các thế lực ngầm ở Tần Đường đều nhận được chỉ thị, sắp tới tập trung toàn bộ tinh lực, tiêu diệt Nga Ni Trần, bất luận là sống hay chết, cũng phải đảm bảo được an toàn cho hoa nhài vàng bạc. Mặt tích cực của Tần Đường và mặt trái của Tần Đường sắp rơi vào một đại dương mênh mông. Bề ngoài là Hạ Tưởng và Nga Ni Trần hợp lực đối phó với Ngưu Lâm Quảng, trên thực tế vẫn là Hạ Tưởng và Nga Ni Trần liên kết, đối phó Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng liên thủ. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng biết rõ, không nhất định là lúc nào, khi áp lực từ trên xuống sẽ tới, không thể phớt lờ. May mắn thay, giai đoạn không khí căng thẳng này cuối cùng cũng đã kết thúc, Hạ Tưởng sau khi tan tầm, về đến nhà, đương nhiên là nhà vệ tân, ngồi trên sofa chờ vệ tân chăm chút nấu cơm, bỗng nhiên ngủ thiếp đi. Hắn cũng quả thật quá mệt mỏi rồi. Chỉ ngủ một chút, liền tỉnh lại, bởi vì cảm giác đang có người giúp hắn massage, hắn liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của vệ tân, khẽ nói. Em cũng đừng làm quá mệt, cứ thuê một bảo mẫu, không cần mọi chuyện đều do chính mình động tay vào. Anh không cần lo lắng, Đường Đường là đại bí thư, sao cứ chỉ lo những việc vặt vãnh, thật là mất mặt quá. Vệ tân nói đùa một câu, nở một nụ cười rất hạnh phúc. Này, em một ý tưởng, muốn hỏi ý kiến của anh một chút. Nói nghe xem nào. Hạ Tưởng bình thường rất lo lắng cho vệ tân, kỳ thực chính là lúc ở trước mặt vệ tân, hắn rất lơ là. Hắn đối với vệ tân có cảm giác rất kỳ quái, dường như có một loại máu mủ tình thâm đang chảy ở bên trong. Em là một mình rất cô đơn, nếu có một đứa con, em nghĩ em sẽ rất hạnh phúc. Vệ tân hơi hơi đỏ mặt. Hạ Tưởng không nói gì, dường như mỗi người phụ nữ yêu hắn, đều muốn vì hắn mà sinh một đứa con. Một người phụ nữ yêu một người đàn ông đến tận cùng, mới có ý tưởng cùng hắn sinh con, bởi vì đứa con chính là ràng buộc vĩnh viễn giữa hai người. Thân thể của em, anh rất lo lắng, trước hết hãy đợi khỏe đã. Hạ Tưởng dùng kế hoãn binh, lại nói. Nhược Hạm đã vài lần đề cập qua với anh, cô ấy muốn nhận em làm em gái, còn muốn nói chuyện với cô bé Lê, nếu các cô đều không để ý, thì em đã có chị rồi. Nhưng vệ tân lắc đầu lia lịa. Em không muốn, em chỉ để ý đến một mình anh, người khác thấy thế nào nghĩ thế nào, em mặc kệ. Em cũng không muốn nhiều chuyện. Hạ Tưởng biết vệ tân cố chấp, cũng không kiên trì tiếp nữa, liền dặn dò vào câu, dặn cô chú ý an toàn, vệ tân rất biết vâng lời. Giữa trưa hôm sau, bất thình lình, Hoa Nhài Vàng gọi điện thoại tới. Bí thư Hạ, Hoa Nhài Vàng sau khi vào đến Tần Đường, hình như không có liên hệ qua với Hạ Tưởng, cũng không thân thiết với nhau nhiều, nên cô vừa mở miệng, liền tỏ ý xin lỗi rồi mới nói. Hạ Tưởng biết rằng Hoa Nhài Vàng tính cách rất nhu nhược mềm yếu, liền nói. Trần Mạt, có việc gì cứ nói, đừng sợ. Hoa Nhài Vàng mới đánh bạo nói. Tôi và em gái đi theo bên cạnh ba, luôn làm cho ba lo lắng và phân tâm, không biết có thể làm phiền bí thư Hạ giúp tôi và em gái tìm một nơi trú ngụ an toàn, gần đây Ngưu Lâm Quảng luôn nói một số lời khó nghe. Hạ Tưởng thầm hổ thẹn, hắn nên nghĩ ra điều này từ lâu, đáng tiếc là do sơ suất. Cũng là liên kết của Ngưu Lâm Quảng và Trương Quốc Vĩ khiến người ta khó lòng phòng bị, khiến hắn cũng không thể toàn lực ứng phó, thật đúng là nên sớm ra tay bảo vệ Hoa Nhài Vàng, bạc, ít nhất là có thể thay Nga Ni Trần gạt bỏ đi một nửa áp lực. Tôi thật đúng là đã quên mất, rất xin lỗi. Trần Mạt, tôi nên sớm nghĩ đến. Hạ Tưởng rất thành khẩn xin lỗi Hoa Nhài Vàng. Cô hãy chờ điện thoại của tôi. Bố trí cho Hoa Nhài Vàng, bạc đi Thiên Trạch hoặc thành phố Yến đều có thể được. Nghĩ đi nghĩ lại, hay là đi Thiên Trạch là an toàn nhất, liền mới gọi điện cho Nghiêm Tiểu thì Cổ Ngọc lại gọi điện đến. Cổ Ngọc gọi đến nói, tôi muốn đến Tần Đường thăm anh. Hạ Tưởng sửng sốt, có chuyện gì xảy ra? Không có việc gì thì không thể gặp anh à, có phải anh không thích tôi? Giọng điệu Cổ Ngọc rất giận dữ. Làm sao thế, ăn phải thuốc súng rồi? Hạ Tưởng vừa cười, em muốn đến, có thể đến bất cứ lúc nào. Chủ yếu là Tần Đường bây giờ có chút gió lớn, anh sợ là bụi đất dính mắt em thôi. Em không sợ. Cố Ngọc có chút ác liệt. Dù sao em cũng muốn đi, anh xem mà lo liệu. Buông điện thoại của Cổ Ngọc xuống, trong lòng Hạ Tưởng có kế sách, một là bảo vệ Cổ Ngọc, hai là cũng bảo vệ Hoa Nhài Vàng bạc, đơn giản cho các cô ở cùng một chỗ, vừa khéo bớt lo, hơi trầm tư, bèn điện thoại cho Phó Tiên Tiên. Nhờ cô tìm một chỗ an toàn, có thể là một biệt thự cho ba người ở. Phó Tiên Tiên đang ở trong nhà máy trang phục Phân Đạt Kỳ, đang sơn móng tay trong nhà riêng, vừa nghe điện thoại của Hạ Tưởng,
Cô chớp mắt, liền biết là ai rồi, bèn cười khúc khích. Chắc chắn tôi sẽ tìm một biệt thự thật to, bên trong có thể chứa chục người, để anh cho tất cả phụ nữ của anh vào đấy, anh mỗi ngày muốn lật bài của ai thì lật bài của người đó, được không? Hạ Tưởng dở khóc dở cười, bèn ghìa bộ giận dữ. Phó Tiên Tiên, xin chú ý đến thái độ của cô, tôi và cô đang nói chuyện nghiêm túc. Hiểu rồi, thưa lãnh đạo. Bất ngờ, Phó Tiên Tiên lập tức nghiêm trang nói. Tôi sẽ lập tức làm theo chỉ thị của lãnh đạo. Hạ Tưởng sửng sốt, Phó Tiên Tiên cũng biết ăn nói như vậy ư. Khó hiểu chính là khi, Phó Tiên Tiên lại hạ thấp thanh âm, cười ha ha nói. Tôi thích giọng uy phong của anh khi ra lệnh cho tôi, rất đàn ông, rất hứng thú. Hạ Tưởng bất đắc dĩ phải mỉm cười, tiểu ma nữ đúng là tiểu ma nữ, quả nhiên có mặt khiến người ta nghĩ không ra được gì. Buổi chiều, Cổ Ngọc đến tần đường. Vừa thấy bộ dạng của Cổ Ngọc, Hạ Tưởng chỉ biết, cô chắc chắn đang gặp khó khăn, quả nhiên, không đợi hắn đặt câu hỏi, Cổ Ngọc liền nói là Hứa Quan Hoa không ngừng ve vãn, khiến cô tâm phiền ý loạn. Nhưng hiện tại lại không nghĩ đến chuyện xuất ngoại, nên đã tìm đến hắn giải sầu. Hạ Tưởng cũng là bến cảng của cô. Hạ Tưởng liền khuyên giải an ủi Cổ Ngọc vài câu, còn nói là hắn dàn xếp cho cô ấy và hoa nhài vàng bạc, Cổ Ngọc nghe xong không có ý kiến gì. Phó Tiên Tiên đã tìm một căn nhà tốt, là một biệt thư trung tâm thành phố, chủ nhân biệt thư ra ngoài chưa về, giao cho Phó Tiên Tiên bảo quản, Phó Tiên Tiên bèn lấy để ở. Hạ Tưởng tự mình tiến Cổ Ngọc đi qua đó, nhìn toàn cảnh, tổng thể cảm thấy vừa ý, vừa xa xôi, vừa yên tĩnh, mấu chốt là còn rất an toàn, bèn cho Tiêu Ngũ hộ tống hoa nhài vàng bạc đến đây. Sau khi đã an bài hết thảy, Hạ Tưởng về tới thành ủy, Chu Minh Hoành chờ hắn đã lâu. Bí thư Hạ, có tình huống quan trọng. Chu Minh Hoành vẻ mặt lo lắng, trong ánh mắt của y toát lên tia sáng long lanh. Chương 1245, bước đến đường cùng. Không hỏi đường về. Chu Minh Hoành quyết tâm hướng toàn bộ về Hạ Tưởng, chính là lúc tin Thôi Hướng chết truyền ra, khiến anh ta giữ nguyên ý kiến. Cái chết của Thôi Hướng làm cho anh ta thấy rõ được một sự thật, đấu tranh chính trị thất bại, có khi không chỉ đơn giản là mất chức quan, thậm chí có thể trả giá bằng sinh mạng. Cũng đúng, càng rôm giả thể diện, càng là núi cao hiểm trở, nếu không làm sao lại nói, ánh hào quang vô tận trong muôn vàn nguy hiểm. Một người ở vị trí càng cao, tương ứng gánh vác trách nhiệm xã hội càng lớn, ngược lại, khi thất bại phải trả giá càng đau đớn thê thảm. Giữa anh ta và Trương Quốc Vĩ, mặc dù có tiếng nói chung, nhưng còn chưa đến mức độ vô cùng chặt chẽ, hơn nữa theo Trương Quốc Vĩ để đạt mục đích không ngại dở mọi thủ đoạn đấu tranh sáng tối với Hạ Tưởng, cũng khiến Chu Minh Hoành nhận ra một đạo lý, sự áp chế của ba nhiệm kỳ bí thư, mười mấy năm cố gắng không lên được chức, đã khiến Trương Quốc Vĩ gần như đến chỗ không khống chế được. Trương Quốc Vĩ cố duy trì hình tượng quang chính, cố làm bộ bình tĩnh, kỳ thật trên cơ bản ông ta đang phát rồ lên. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Từ sau khi Bí Thư Hạ đến tần đường, Trương Quốc Vĩ ngầm ngáng chân bao nhiêu lần, phá hư bao nhiêu lần, sau lưng mỗi một sự kiện, đều có một hai thủ đoạn gây sóng gió của ông ta. Chu Minh Hoành xem như nhìn rõ sự dối trá của Trương Quốc Vĩ. Cũng biết nếu Trương Quốc Vĩ lại đi vào con đường đen tối, nhất định không có kết cục tốt. Cái chết của Thôi Hướng vẫn không khiến ông ta bừng tỉnh, ngược lại khiến ông ta nghĩ đến việc có cơ hội có thể đi tiếp, cho rằng còn có thể tận dụng hết sức lực thế lực sau lưng đả kích Hạ Tưởng. Đúng, lần trước sự kiện ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương là một cơ hội, nhưng đã bị thất bại. Thôi Hướng đều không làm thành công việc gì, Trương Quốc Vĩ nghĩ ông ta còn có thể làm được sao? Thời điểm tất cả mọi người làm việc, thường thường chỉ nghĩ đến thành công, không nghĩ tới hậu quả thất bại, cho nên mặc kệ là thương trường hay quan trường, cũng không thiếu một bên bị thất bại thảm hại trong cạnh tranh. Nhân vật chính trị dù có thành thục cũng khó tránh được tự tin quá độ, Chu Minh Hoành chỉ biết Trương Quốc Vĩ sắp điên rồi. Bởi vậy, Chu Minh Hoành liền rời xa Trương Quốc Vĩ đúng lúc, anh ta nhận định Trương Quốc Vĩ đã đến bước đường cùng. Vừa lúc mượn sự cố mỏ than huyện Phú Bắc lần này, Bí Thư Hạ cố ý bảo anh ta điều tra rõ chân tướng. Anh ta liền lập tức tỏ vẻ dựa vào. Chân tướng quả nhiên nhìn thấy ghê người. Chu Minh Hoành thầm giật mình sợ hãi, cũng lại khiếp sợ với một số ít người lòng lang dạ sói, vì kiếm tiền và đả kích đối thủ chính trị của mình, thật sự không còn cách gì là không dùng, rất đáng xấu hổ, đáng giận. Chu Minh Hoành cùng với Hoàng Đắc Ích sau khi điều tra rõ ba tay thợ mỏ bị người ta sai khiến,
lừa gạt 7 nhân viên mất trí xuống giếng, toàn bộ quá trình đem người chết đuối giả tạo thành sự cố giỏ nước, và thú nhận người đứng phía sau là Tu La. Tu La, đúng là một trong những người đắc lực của Ngưu Lâm Quảng bị Tiêu Lương làm tàn phế, sau khi bị phế, tuy rằng bản lĩnh không bằng trước, nhưng địa vị ở thực nghiệp trung thiên vẫn còn rất cao, còn phụ trách một số việc lớn. Chỉ là Tu La phụ trách, chỉ là liên lụy tới Ngưu Lâm Quảng, còn không đủ để Chu Minh Hoành tức giận, mà bởi vì theo tin tức tin cậy biết được, sự kiện phát sinh cùng loại không phải một chỗ, mà là vài chỗ. Đề cập tới các sự cố an toàn từ to đến nhỏ của Tần Đường mấy năm qua, đều có Ngưu Lâm Quảng âm thầm cắm một tay vào, lợi dụng nhân viên mất chú để kiếm tiền tài bất nghĩa. Chu Minh Hoành hiện tại mới biết được sau lưng đống của cải khổng lồ Ngưu Lâm Quảng không chỉ bởi gã xảo trá vơ vét được, mà hóa ra còn có sinh mạng người máu chảy đầm đìa. Chu Minh Hoành phẫn nộ rồi. Vốn nhiệm vụ của Hoàng Đắc Ích là hướng Hạ Tưởng báo cáo tiến triển vụ án, nhưng Hoàng Đắc Ích đang vội bắt giữ 3 tên thợ mỏ khảo cung gia Tu La. Tu La đã nghe tin mà bỏ chạy, và đang chạy về phía thành phố Hoàng. Thành phố Hoàng là láng giềng của Tần Đường, là nơi du lịch nghỉ hè nổi tiếng của tỉnh Yến, hiện tại đang rộ mùa du lịch, khách bốn phương tới đông đúc, Tu La một khi trà trộn trong đó, thì như châu đất xuống biển, rất khó bắt được. Hơn nữa thành phố Hoàng cũng có bến cảng. Nếu chẳng may Tu La trốn đi khỏi vùng Duyên Hải, nói không chừng vẫn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hoàng Đắc Ích khẩn cấp liên hệ với cảnh sát thành phố Hoàng, thái độ ban đầu của cảnh sát thành phố Hoàng rất tốt, tuyên bố sẽ toàn lực phối hợp với cảnh sát Tần Đường tiến hành bắt giữ. Không ngờ lúc Lịch Phi tự mình mang đội quân tới, mới đi đến nửa đường, liền nhận được điện thoại của cảnh sát thành phố Hoàng, nói là xuất phát từ suy xét để giữ gìn hình ảnh thành phố du lịch thành phố Hoàng, yêu cầu cảnh sát Tần Đường làm việc thận trọng, cố gắng không làm ảnh hưởng tới khu du lịch. Nói vậy cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì thành phố Hoàng có một chỗ là hành cung, hàng năm đều có lãnh đạo trung ương tới nghỉ hè vui chơi, quả thật không thể bỏ qua công tác an toàn. Nhưng hiện tại là tháng 5, lãnh đạo trung ương vẫn chưa tới thành phố Hoàng nghỉ hè, nhưng thành phố Hoàng lại coi đây là lý do để yêu cầu cảnh sát Tần Đường làm việc thận trọng, thậm chí còn tỏ thái độ không hợp tác khiến Lịch Phi rất bất mãn. Chu Minh Hoành báo cáo với Hạ Tưởng xong nguyên nhân hậu quả của sự việc, liền nói thêm. Bí thư Hạ, thái độ phía thành phố Hoàng thay đổi lớn, tôi hoài nghi có liên quan đến áp lực ở tỉnh. Kỳ thật không cần Chu Minh Hoành nói rõ, Hạ Tưởng cũng đoán được một chút, trong một loạt bố cục hắn đã bố trí nhằm vào Ngưu Lâm Quảng, trong phạm vi Tần Đường thì khá tốt, một khi ra khỏi Tần Đường, ngay lập tức có khả năng xuất hiện tình huống các thành phố cấp 3 khác không hợp tác. Quả nhiên, thật không may đã đoán đúng. Không chỉ có thái độ Phạm Duệ Hằng chuyển biến tinh tế, còn vì liên quan đến sự phối hợp của công an trên chiến tuyến và hệ thống chính trị pháp luật, bí thư ủy viên chính trị Lý Bình Văn quan hệ bình thường với hắn, đối với hắn vốn không thích lắm, đồng ý ủng hộ hắn mới là lạ. Còn có một điểm, hắn và phía thành phố Hoàng, dù cho là bí thư thành ủy hay là thị trưởng, hoặc là hệ thống công an, không có một người thân quen, bởi vậy, đối phương ngoài giải quyết việc chung ra. Hơn nữa có ám chỉ của cấp trên, thái độ lạnh lùng cũng là rất bình thường. Nhất định phải bắt được Tu La quy án, mặc kệ là áp dụng biện pháp gì, không thể để Tu La nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hạ Tưởng tin tưởng Chu Minh Hoành sẽ có biện pháp, anh ta ở Tần Đường nhiều năm, thành phố Hoàng lại là vùng lân cận Tần Đường, không tin anh ta không có chút quan hệ nào với thành phố Hoàng. Chu Minh Hoành muốn dựa vào Hạ Tưởng, thì phải xuất ra thành ý. Cái anh ta muốn chính là quyết tâm và độ mạnh yếu cùng bí thư Hạ, liền biểu lộ thái độ. Tôi và phó thị trưởng thường trực thành phố Hoàng trước đây có quen biết, tìm ông ta bảo cảnh sát thành phố Hoàng ra mặt làm nhiệm vụ, nhất định là có hiệu quả. Hạ Tưởng gật đầu. Vất vả cho anh, Minh Hoành. Chu Minh Hoành đứng lên. Không thể để những người này đảo loạn Tần Đường cần cục diện chính trị yên ổn đoàn kết. Tôi sẽ quyết tâm làm tròn tinh thần chỉ thị của bí thư Hạ. Có Chu Minh Hoành làm trợ thủ, trong lòng Hạ Tưởng liền kiên định hơn. Lục Minh dù sao cũng là người của Phạm Duệ Hằng, hiện tại quan hệ với hắn không xa cũng không gần, Chu Minh Hoành lại dựa vào đúng lúc, khiến cho hắn ở bộ máy ủy ban nhân dân thành phố có một trợ thủ mạnh mẽ. Hạ Tưởng cũng biết rõ Chu Minh Hoành cũng là lựa chọn đúng thời cơ, cho rằng có cơ hội đánh bạc một phen, có lẽ còn có khả năng mượn cơ hội này để tiến thân trên con đường chính trị. Có thể nói rằng, nhân vật chính trị không có lợi thì không thò tay ra trước, nếu vừa có thể mở rộng chính nghĩa, có thể khiến chính mình có lợi, một công đôi việc, cớ sao lại không làm. Chu Minh Hoành vừa đi,
Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Hoàng Đắc Ích và Lịch Phi, nghe được báo cáo công tác của hai người, hắn càng chắc chắn phán đoán của mình, đúng là Lý Bỉnh Văn ra mặt ám chỉ. Mặc kệ Lý Bỉnh Văn ra mặt với mục đích bảo vệ cho Ngưu Lâm Quảng hay là chiêu bài quang minh chính đại khác, dù sao ra tay ngăn cản kế hoạch của hắn, Hạ Tưởng mặc dù trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy, xếp hạng sau Lý Bỉnh Văn, nhưng là cùng ngồi cùng ăn, do dự một chút, cầm điện thoại trực tiếp gọi cho Lý Bỉnh Văn. Bí thư Lý, sự cố an toàn ở mỏ than Hải Phong của Tần Đường bước đầu đã điều tra rõ, là sự kiện ác tính do con người làm ra, sát hại nhân viên điên, hiện tại đang truy bắt thủ phạm, bởi vì liên quan đến cảnh sát của khu vực khác, còn cần bí thư Lý ủng hộ công tác của Tần Đường. Lời nói Hạ Tưởng rất khiêm nhường có chút ý thỉnh cầu. Giọng nói Lý Bỉnh Văn thì ngược lại. Công việc Tần Đường phải ủng hộ, công việc của thành phố Hoàng cũng phải ủng hộ, bí thư Hạ, ở tỉnh cũng rất khó xử. Bên thành phố Hoàng cũng rất không hài lòng, cũng phải thông cảm với sự khó khăn của bọn họ. Hạ Tưởng còn tưởng Lý Bỉnh Văn ít nhiều nói vài câu khách sáo, không ngờ vừa vào đề đã bày ra những khó khăn, một chút đường sống cũng không có, hắn cũng có chút không vui. Bí thư Lý, toàn bộ hệ thống công an chính trị pháp luật là một tuyến, thành phố cấp 3 anh em phối hợp làm việc, anh giúp tôi giúp anh, mới là thành phố cấp 3 anh em. Nếu mọi người tự quét tuyết trước cửa nhà mình, đừng nói giao cho tỉnh đuổi bắt, giao thị trấn đuổi bắt cũng khó khăn, thì làm sao bảo vệ được sự an toàn cho quần chúng. Bí thư Hạ, thành phố Hoàng không phải đặc biệt sao? Vấn đề cụ thể đủ để xử lý. Lý Bỉnh Văn cũng không cho Hạ Tưởng một chút sĩ diện. Tôi hỏi lại một chút. Vẫn giọng điệu qua loa cho xong, cũng không có dụng tâm thật sự. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, Lý Bỉnh Văn và Giám đốc Sở Công an tỉnh Trường Mã Kiệt có mâu thuẫn, hắn và Mã Kiệt quan hệ không tồi, cũng làm cho Lý Bỉnh Văn nhìn thấy chướng mắt, đương nhiên, cũng có nguyên nhân ở các tầng sâu hơn khác. Hiện tại Lý Bỉnh Văn cố ý bóp cổ, cũng không loại trừ nguyên nhân phía thủ đô bày mưu đặt kế. Mặc kệ, cho dù là thành phố Hoàng không phối hợp nhiều, ít nhất cũng phải ra vẻ phối hợp. Hạ Tưởng chỉ thị Lịch Phi di chuyển nhanh nhất tới thành phố. Hoàng, nhất định phải bắt Tu La về quy án. Tu La bị bắt, nếu lại thêm lời khẩu cung của Thang Thiếu Đại, nếu hai người đồng thời chỉ ra Ngưu Lâm Quảng sẽ chạy không thoát. Đêm đó, Hoàng Đắc Ích đến báo cáo công việc với Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, Thang Đại Thiếu không chịu khai, một mực khẳng định là chính gã ta gây lên, không bị người khác sai khiến. Vụ án lão tặc bị hại có tiến triển, bước đầu điều tra làm rõ, phía sau màn là Gia Phách Đạo làm chủ. Bí thư Hạ, đối với việc xử trí Gia Cát Phách Đạo như thế nào, tôi có một ý tưởng, muốn gặp ngài báo cáo một chút. Hoàng Đắc Ích một câu đưa ra rất nhiều vấn đề, dường như tích góp từng tí từ lâu một hồi phun ra hết, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Hạ Tưởng thấy ánh mắt Hoàng Đắc Ích lóe lên, trong lòng đoán được vài phần. Đắc Ích, trước khi tôi tới Tần Đường, anh từng liên hệ với ai, từng qua lại cái gì, tôi sẽ không hỏi đến, cũng không muốn biết. Tảng đá trong lòng Hoàng Đắc Ích rơi xuống đất. Bí thư Hạ, ngài không muốn biết, tôi cũng phải báo cáo một chút, tôi và Ngưu Lâm Quảng cũng có qua lại, còn nhận lễ của gã ta. Hoàng Đắc Ích cho dù không bao che Ngưu Lâm Quảng, khẳng định cũng có dung túng không làm tròn bổn phận, nếu không ngay dưới tầm mắt Cục trưởng Cục Công an, Ngưu Lâm Quảng làm sằng bậy mấy năm, Cục trưởng Cục Công an là bất tài sao? Hạ Tưởng kỳ thật sớm đoán ra giữa Hoàng Đắc Ích và Ngưu Lâm Quảng nhất định có gút mắc lợi ích, nhưng vẫn không nói, chờ Hoàng Đắc Ích tự mình nói ra. Thời điểm Hoàng Đắc Ích hoàn toàn bỏ đi hết, chính là lúc cơ sở của Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường thực sự lung lay. Chương 1246, lòng người hoang mang, diệu kế có thể dùng. Sau này tôi cảm thấy cầm tiền của Ngưu Lâm Quảng rất khó khăn, nhưng lại chờ tiện trả lại, liền đều quyên góp hết ra ngoài, biên lai tôi đều lưu lại. Hoàng Đắc Ích thấy Bí thư Hạ không nói gì, trong lòng ít nhiều thiếu tự tin. Nói một chút xem xử trí Gia Cát Phách Đạo như thế nào. Hạ Tưởng trực tiếp nhảy vọt qua sự thành thật của Hoàng Đắc Ích, nói. Hắn không phải không muốn biết Hoàng Đắc Ích và Ngưu Lâm Quảng qua lại rốt cuộc sâu đậm tới đâu, mà là biết rõ đạo lý dùng người đã dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người. Nếu Hoàng Đắc Ích đều nghĩ thông con đường lui tiền hiện tại quyên ra hay là trước kia quyên ra, không quan trọng. Quan trọng là, Hoàng Đắc Ích hiện tại đã quyết một phen sống mái, hắn liền thuận nước đẩy thuyền, hoàn toàn thu nhận trái tim dựa vào của Hoàng Đắc Ích. Hoàng Đắc Ích vẻ mặt cảm kích liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, có sự cam đoan của ủy viên thường vụ tỉnh ủy,
một ít vấn đề nhỏ của anh ta sẽ không sợ bị người khác phanh phui ra cũng có thể giảm bớt đi, anh ta liền hoàn toàn không lo lắng về sau. Kỳ thật ra Cát Hống Hách rất tự phụ, bị Ngưu Lâm Quảng một tên quê mùa chỉ huy, vẫn cảm thấy nhân tài không được trọng dụng, gã ta bên ngoài không dám phản kháng Ngưu Lâm Quảng, trong lòng lại có ý kiến rất nhiều với các thực hiện của Ngưu Lâm Quảng, chẳng qua giận mà không dám nói gì. Bởi vì Ngưu Lâm Quảng lòng lang dạ sói, đối với người phản bội gã ta, sẽ không buông tha. Hạ Tưởng cười đầy thâm ý. Đắc Ích, anh rất hiểu biết về Gia Cát Phách Đạo. Hoàng Đắc Ích dường như là một đứa trẻ làm chuyện sai lầm bị người lớn phát hiện, mặt hơi hơi tái đi. Trước kia lúc tôi giao tiếp với Ngưu Lâm Quảng, đều là trực tiếp tiếp xúc Gia Cát Phách Đạo. Ăn ngay nói thật, tôi và Gia Cát Phách Đạo cũng coi như có chút giao tình, cùng uống qua vài lần rượu với nhau. Hạ Tưởng không nói, chỉ nhìn Hoàng Đắc Ích cười. Hoàng Đắc Ích liền tiếp tục nói. Tôi muốn thử nói chuyện với Gia Cát Phách Đạo, nếu ông ta có thể chuyển được hướng gió, chẳng những có thể bắt được Ngưu Lâm Quảng, hơn nữa trong tay ông ta còn có một ít chứng cứ của người kia. Gia Cát Phách Đạo làm phản, nếu nói chỉ có thể bắt một mình Ngưu Lâm Quảng, Hạ Tưởng cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì Ngưu Lâm Quảng rất khó chạy thoát, nhưng nếu Gia Cát Phách Đạo có thể kéo người kia ngã ngựa, cũng vẫn có thể xem là một diệu kế. Chính sách nhất quán của chúng ta là trị bệnh cứu người dân trước ngừa sau. Hạ Tưởng chỉ tiếp tục vấn đề của Gia Cát Phách Đạo, không đề cập tới vấn đề người kia. Hoàng Đắc Ích có ý lĩnh hội nói. Sẽ theo sự chỉ bảo của bí thư hạ để xử lý. Ngày hôm sau, theo tin tức từ thành phố Hoàng truyền đến, Tu La đã từ trong hoảng sợ rời khỏi thành phố Hoàng, đi qua Sơn Hải Quan, cứ thẳng hướng ra bên ngoài mà đi không lựa chọn đường, một bước tiến vào tỉnh Hắc Liêu. Tỉnh Hắc Liêu, chính là nơi cổ thu thực quản lý. Hạ Tưởng đương nhiên sẽ không khách sáo, vừa lúc mượn cơ hội này tìm cổ thu thực nói chuyện, coi như gọi điện thoại qua. Hạ Tưởng không có số di động của cổ thu thực, trước hết gọi điện tới văn phòng bí thư tỉnh ủy Hắc Liêu, thư ký vừa nghe là Hạ Tưởng tự mình gọi điện thoại tới, dù sao cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, phần lượng không nhẹ, liền rất lễ phép bảo Hạ Tưởng chờ. Chỉ chờ chưa đến một phút đã nghe giọng cổ thu thực vang lên. Hạ Tưởng, cậu chờ một chút. Tôi có cuộc hội nghị phải họp. Nửa giờ sau, cậu gọi trực tiếp di động cho tôi. Khá tốt, mở đầu không tồi, ít nhất sau một năm quen biết cổ thu thực, rốt cục cũng mượn cơ hội này có được số di động của ông ta. Hạ Tưởng rất đúng giờ, vừa tròn nửa giờ, liền gọi điện thoại qua. Thế nào, Hạ Tưởng, có phải cơn gió lớn của Tần Đường thổi tới tỉnh Hắc Liêu? Cổ thu thực độ nhạy cảm cao với việc chính trị nên đoán được 7-8 phần. Thật đúng là có việc cần bí thư cổ hỗ trợ giúp đỡ. Hạ Tưởng cảm thấy trong sự ngay thẳng của cổ thu thực, một hồi nói không lên lời làm cho người ta rất dễ có cảm giác tín nhiệm, hắn liền không khách sáo, đem vụ án lớn ở mỏ than Hải Phong đơn giản mà thông báo một chút, nói thẳng. Theo tin tức tin cậy, nghi phạm chạy trốn tới tỉnh Hắc Liêu. Trong lòng Hạ Tưởng hơi thiếu tự tin, một nghi phạm nho nhỏ mà kinh động đến bí thư tỉnh ủy phải ra mặt cũng có chút tự kiêu. Dựa vào giao tình giữa hắn và cổ thu thực, nếu cổ thu thực một mạch cự tuyệt, liền chứng minh giao tình giữa hắn và cổ thu thực không bền chắc. Cổ thu thật trầm ngâm. Trái tim của Hạ Tưởng cũng dần dần treo ngược lên, toàn bộ đoàn hệ, hắn tự nhận người có quan hệ gần nhất là cổ thu thực, nhưng mặt ngoài vẫn hòa hợp êm thấm, không có thực sự cộng tác qua về công việc. Trên quan trường, thiếu gì những nhân vật chuyện bình thường nói nghe rất tốt, nhưng gặp một sự tình sẽ không thực sự xử lý. Nói thật. Hạ Tưởng thật ra có lo lắng cổ thu thực sẽ từ chối. Lại đợi thêm khoảng nửa phút, cổ thu thực xem như hiểu được khẩu vị của Hạ Tưởng, mới nói. Tôi bảo quân khu tỉnh phái một đội cảnh sát có vũ trang qua, cậu bên kia phái người lại đây tiếp ứng một chút, người một khi bắt được, sẽ do các cậu mang đi. Thực ý nghĩa, hay cho một cổ thu thực? Hạ Tưởng thở phào một hơi, mới biết được vừa rồi cổ thu thực cố ý đắn đo một hồi, chính là cố ý đè nén tính tình của hắn. Không khỏi mỉm cười. Rất cảm ơn bí thư cổ, thật sự là giúp nhân dân Tần Đường một chuyện lớn, nhân dân Tần Đường đều sẽ cảm ơn bí thư cổ. Hạ Tưởng cũng cố ý đề cao cổ thu thực. Cổ thu thực cười ha hả. Hạ Tưởng, cậu cũng học được cách đùa giỡn. Tôi thật ra không phải nói qua loa, thật tâm giúp đỡ cậu. Hạ Tưởng cũng cười. Bí thư cổ thật sự là đại ân của tôi, thật tâm cảm tạ bí thư cổ ủng hộ công tác của chúng tôi. Hạ Tưởng cường điệu cá nhân,
coi đây là danh nghĩa cá nhân nhận ân tình của Cổ Thu Thực, hắn biết rõ, cái Cổ Thu Thực muốn cũng không phải vì sự cảm kích gì của nhân dân Tần Đường, mà là lòng cảm kích của hắn. Cổ Thu Thực còn nói thêm, mùa hè ở Tần Đường, gió lớn mưa nhiều, cậu phải cẩn thận một chút, đừng để gió táp mưa xa làm bị cảm. Tôi vẫn là câu nói, con đường ở phía sau Tần Đường, cậu có thể bước đi kiên định một chút. Hành động thực tế của Cổ Thu Thực, lại cổ vũ cho Hạ Tưởng, cho hắn thêm sự tin tưởng lớn lao, cũng khiến cho hắn bình tĩnh trong lòng, Cổ Thu Thực và người nào đó ở Bắc Kinh không phải là cùng một đường. Tu La bước vào tỉnh Hắc Liêu, chờ đợi gã ta là một tấm thiên la địa võng, gã ta có chạy đằng trời. Tu La còn chưa có xa lưới, một đám dưới tay Ngưu Lâm Quảng liền hướng Nga Ni Trần động thủ. Ước chừng có mười mấy người đến chỗ ẩn thân của Nga Ni Trần, may mắn Nga Ni Trần nhận được tin trước, ung dung rời đi, cũng may mắn hơn chính là Tiêu Ngũ đã hộ tống Hoa Nhài Vàng, bạc tới biệt thự của Phó Tiên Tiên rồi, mới khiến đối phương không làm được gì, nhưng vẫn là đánh cho bộ phận dưới tay Nga Ni Trần rất thê thảm. Nga Ni Trần phẫn nộ, bảo Tiêu Lương sau khi đã lành vết thương từ thủ đô và thành phố Lang khẩn cấp triệu tập nhân thủ trước kia, cấp tốc tới Tần Đường cấp cứu, đồng thời, ông ta lại thảo luận với Tiêu Ngũ, phản kích như thế nào khiến Ngưu Lâm Quảng có khổ không nói thành lời. Trải qua một hồi trao đổi bí mật, Nga Ni Trần cũng ra tay. Đầu tiên là phía cảnh sát nhận được tố cáo, trong nhà Lã Trấn Dương có giấu rất nhiều tiền mặt và châu báu, một phần giấu ở trong tủ lạnh, một phần giấu ở trong sofa lần trước sau khi đám người Tiêu Ngũ bắt Lã Trấn Dương và Trương Thần Phương, nhốt một thời gian, đại khái đụng đến chi tiết hai người. Lại thả ra, mục đích chính là khiến hai người quấy rối tầm mắt Ngưu Lâm Quảng. Lúc hai người bị bắt, người của Nga Ni Trần đã đến nhà Lã Trấn Dương lục soát một lần, tìm được chỗ giấu tiền của Lã Trấn Dương. Lã Trấn Dương làm cục trưởng cục giáo dục nhiều năm, không có tham ô nhận hối lộ mới là lạ, thời cơ hiện tại đã chín muồi, liền tố cáo với cảnh sát. Hiện tại Lã Trấn Dương và Trương Thần Phương là một đôi uyên ương gần như là phụ tá đắc lực nhất của Ngưu Lâm Quảng, bởi vì những người khác kẻ trốn. Người bị bắt, Ngưu Lâm Quảng ngoại trừ hai mưu sĩ Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị ra, chỉ còn lại Lã Trấn Dương và Trương Thần Phương là có thể sử dụng. Lại không nghĩ rằng Lã Trấn Dương trực tiếp bị cảnh sát mang đi. Nếu là trước kia, lúc Lã Trấn Dương tại vị, phải tự ủy ban kỷ luật lập án điều tra, bắt giam trước, sau giải thích rõ ràng vấn đề, rồi mới chuyển giao cho cảnh sát, tiến vào trình tự tư pháp. Hiện tại Lã Trấn Dương là dân thường tóc húi cua. Nên lược bỏ trình tự của ủy ban kỷ luật, do cảnh sát trực tiếp lập án điều tra. Lã Trấn Dương lúc ấy đang ở trong nhà cùng Trương Thần Phương vận động trên giường. Trương Thần Phương yêu cầu, phải ở thời gian quy định và địa điểm quy định để vui vẻ, nếu Lã Trấn Dương không đồng ý, phạt nặng thời điểm đang hăng say nhất, liền nghe có tiếng gõ cửa. Lã Trấn Dương thấy bây giờ đã 9 giờ tối rồi, ai có thể đến gõ cửa lúc này, liền không để ý tới. Không ngờ người gõ cửa bên ngoài vẫn không đi, thanh âm cũng không lớn, dường như còn khá lễ phép, khiến cho y vô cùng bực bộ, thiếu chút nữa bị choáng, không thể không xuống giường ra mở cửa, kỳ thật trong nháy mắt y còn không ngờ vận đen đã đến trước mắt, vừa mở cửa đã bị đưa hai tay còng ra sau lưng. Lã Trấn Dương còn ồn ào. Các anh là ai? Các anh dựa vào cái gì bắt tôi? Tôi muốn kiện các anh. Lời còn chưa dứt, đã bị một cái đá vào mông, làm ngã lăn ra đất. Sau đó, một đám cảnh sát hùng dũng xông tới, vọt vào phòng, nhanh và gọn lấy ra lượng tiền mặt lớn mà Lã Trấn Dương giấu kín. Ở trước số tiền mặt và sổ tiết kiệm, Lã Trấn Dương mặt xám như cho tàn, không nói được một lời. Trương Thần Phương còn không phục kêu to. Tôi ở thực nghiệp Trung Thiên, lương một năm 300 ngàn, ông Lã cũng vậy, tiền mặt của chúng tôi đều có thể nói rõ nguồn thu. Cảnh sát ném một kiện quần áo qua. Tốt nhất là mặc xong quần áo. Cùng chúng tôi đến cục thảo luận cho rõ ràng. Sau khi tin tức vợ chồng Lã Trấn Dương bị bắt rơi vào tai Ngưu Lâm Quảng phát cuồng lên. Gã lại mất đi Lã Trấn Dương và Trương Thần Phương, thật sự sắp thành tư lệnh tay không, đất thục không tướng, còn có thể dựa vào Liêu Hóa làm tiên phong. Hiện tại bên người gã ta chỉ còn Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị, làm sao có thể giống nhân vật Liêu Hóa. Tư Vị, bảo Phách Đạo đến văn phòng tôi một chuyến. Lúc không có người có thể sử dụng, Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị liền càng có tác dụng, tuy nhiên trong mắt Ngưu Lâm Quảng, Gia Cát Phách Đạo tốt xấu cũng là văn võ song toàn, Hách Tư Vị hoàn toàn chỉ là một quân sư, nói trắng ra là, có thể bày mưu tính kế, lúc có việc lớn cần ra mặt, lại không được. Ngưu Tổng,
ông Gia Cát không có ở đây. Hách Tư Vị cẩn thận trả lời một câu, y cũng rõ ràng biết phân lượng của mình với Ngưu Lâm Quảng, tuy nhiên càng hiểu rõ hơn là bây giờ lòng người hoảng sợ, so với Gia Cát Phách Đạo, y trung thành hơn. Ngưu Lâm Quảng không nghĩ nhiều rằng Gia Cát Phách Đạo đi nơi nào, chỉ ừ một tiếng, và như thoáng suy nghĩ mà nhớ tới điều gì đó, không ngờ Hách Tư Vị lại có thời cơ, nói thêm một câu. Ngưu Tổng, tôi nói một câu hơi thừa, hình như ông Gia Cát được Hoàng Đắc Ích mời đi uống trà. Cái gì? Ngưu Lâm Quảng tức giận, từ lúc nào Gia Cát Phách Đạo và Hoàng Đắc Ích cùng nhau uống trà, không phải trực tiếp tra thuốc mắt cho gã sao? Gã ta rất nhanh đứng lên. Lập tức gọi điện thoại bảo cậu ta trở về gặp tôi. Đang cùng Hoàng Đắc Ích uống trà nói chuyện, Gia Cát Phách Đạo cũng không biết, tai họa sắp xảy ra với gã ta. Chương 1247, sụp đổ, đại cục xác định. Tâm tư của Gia Cát Phách Đạo tuy nhanh nhẹn hơn những gì Hoàng Đắc Ích đã nói. Nhưng khi thẩm tra, tự nhận mình tài trí hơn người, đã không muốn xem trọng kết cục của Ngưu Lâm Quảng nữa rồi. Cũng giống như hạng võ năm đó vậy, thực nghiệp trung thiên hiện tại chính là cai hạ. Hạ tưởng giống như Lưu Bang buông cần ung dung câu cá, đại tướng dưới tay hắn nhiều như mây, binh hùng tướng mạnh. Còn Ngưu Lâm Quảng đã giống như hạng võ cùng đường. Thang Đại Thiếu bị bắt, Tu La đang tháo chạy, Lã Trấn Dương cũng bị bắt. Hơn nữa ba vụ án lớn, vụ án giết người mỏ than Hải Phong, vụ tai nạn xe, vụ lão tặc bị giết, chuyện gì cũng nhằm thẳng vào Ngưu Lâm Quảng. Ngưu Lâm Quảng đã là thần hồn nát thần tính, bốn phía đều là kẻ thù. Chỉ đáng tiếc Tần Đường không có một dòng ô giang có thể để Ngưu Lâm Quảng chạy trốn. Năm đó hạng võ tự sát, Gia Cát Phách Đạo cũng biết Ngưu Lâm Quảng giống như hạng võ. Nhưng cuối cùng không phải là anh hùng hạng võ, ông ta có thể lo sinh tồn trước mắt chứ không thể nghĩ sâu xa được, tuyệt đối không thể khẳng khái hy sinh vì đại nghĩa. Có điều dù là Ngưu Lâm Quảng hiện giờ đang trong cảnh khốn cùng thì Gia Cát Phách Đạo cũng không dám kết luận Ngưu Lâm Quảng chắc chắn sẽ bị Hạ Tưởng lật đổ. Ông ta tuy không phải là nhân vật chính trị nhưng cũng biết Ngưu Lâm Quảng có hậu trường sâu xa khó lường ở tỉnh và thủ đô. Phương pháp đấu với Hạ Tưởng trong giai đoạn hiện tại dường như được làm khá ầm ĩ. Nhưng đến một điểm tới hạn, thì có khả năng cấp trên ra mặt can dự. Hậu trường của Ngưu Lâm Quảng có thể để cho Hạ Tưởng đả kích một chút uy lực của Ngưu Lâm Quảng. Nhưng tuyệt đối không cho phép Ngưu Lâm Quảng bị Hạ Tưởng phá hủy hoàn toàn. Ngưu Lâm Quảng hẳn là sẽ không rớt đài. Khi bị Hạ Tưởng đánh cho đến mức khá suy yếu, ông ta sẽ cầu cứu hậu trường phía sau. Sau đó hậu trường phía sau sẽ kịp thời ra tay. Ngưu Lâm Quảng thoát khỏi cửa ải, Hạ Tưởng bị thất bại. Ngưu Lâm Quảng trải qua chuyện này thì sẽ vô cùng cảm kích hậu trường và sẽ quyết một lòng. Còn sau khi trải qua sự đả kích của Hạ Tưởng, Ngưu Lâm Quảng một lần nữa tẩy bài, tiến hành chỉnh hợp đối với thủ hạ. Đồng thời hậu trường phía sau của Ngưu Lâm Quảng cũng có thể đưa ra thêm điều kiện với Ngưu Lâm Quảng. Sự hiếu kính hàng năm của Ngưu Lâm Quảng lại tăng lên không ít. Và như thế ai cũng đều vui mừng. Chính trị chẳng phải là trong lúc thăng trầm mới thể hiện ra ý chí quyền lực, và nghệ thuật dùng người cao minh của bàn tay đằng sau bức màn mà bình thường không nhìn thấy được đó sao? Gia Cát Phách Đạo sắp xếp lại toàn bộ sự việc trong đầu một lần, tự cho rằng đó là đắc sách. Gia Cát Phách Đạo ông ta luôn luôn túc trí đa mưu hơn người. Về võ có thể so với Nhạc Phi, văn có thể so với Gia Cát Lượng. Tuy rằng nhân tài không được trọng dụng trong tay Ngưu Lâm Quảng, nhưng ông ta cũng đã chỉ điểm thế cục Tần Đường, thậm chí là thế cục tỉnh Yến, cũng đã nắm trong lòng bàn tay. Gia Cát Lượng chưa ra nhà tranh liền biết thiên hạ chia ba phần. Ông ta ở trong nhà vệ sinh đưa tay tính toán thì cũng biết được kết cục cuộc chiến của Hạ Tưởng và Ngưu Lâm Quảng. Chẳng qua Gia Cát Phách Đạo tự coi là mình tài, nhưng ông ta không phải người trong chốn quan trường, nào biết các mối quan hệ phức tạp khắp nơi. Lại càng xem nhẹ trí tuệ chính trị và quyết tâm của Hạ Tưởng nữa. Đa tạ cục trưởng Hoàng nâng đỡ, tôi đây thật lấy làm vinh dự. Gia Cát Phách Đạo lúc nào cũng không quên đắn đo, làm ra vẻ dùng mấy câu văn cổ xưa để nói. Có điều, ý của cục trưởng Hoàng, lòng tôi lĩnh ý. Thực sự là tôi chỉ là một tên vô danh mà thôi, thẹn với sự phó thác của cục trưởng Hoàng, không dám lĩnh. Hoàng Đắc Ích nghĩ thầm rằng, lại bịa chuyện cái gì thế? Có gì không thể nói ra được sao? Nhưng trên mặt ông ta vẫn là rất hòa nhã. Anh Gia Cát, ý của tôi đã nói rõ như vậy rồi. Ngồi ở đây, anh là bạn của tôi, ra khỏi cái cửa này, mọi người ai cũng có lập trường riêng, xử lý theo việc chứ không xử lý theo người. Tôi vẫn là một câu nói, là bạn bè tôi hết lòng quan tâm giúp đỡ.
là cục trưởng công an thành phố Tần Đường, việc đả kích các thế lực đen tối thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Gia Cát Phách Đạo thấy một nét hiểm độc lướt qua trên khuôn mặt Hoàng Đắc Ích, trong lòng cũng động. Nghĩ một lúc cũng không dám nói chắc. Tục ngữ nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tôi lại rất muốn làm một lần Tuấn Kiệt, nhưng trong tay tôi nếu như không có tư liệu, thì trong mắt cục trưởng Hoàng, tôi cũng chẳng có phân lượng gì. Ý ngoài lời cũng là muốn cho Hoàng Đắc Ích một bậc thang, cũng là cho ông ta một đường lui. Chẳng may khi ông ta muốn chuyển hướng thì có thể lấy tư liệu của Ngưu Lâm Quảng để tỏ thành ý. Hoàng Đắc Ích cũng không trông mong một lần mà có thể thuyết phục được Gia Cát Phách Đạo. Gia Cát Phách Đạo đối nhân xử thế cẩn thận, mặc dù có lúc là làm bộ. Nhưng thực sự cũng có chút bản lĩnh. Trong tay ông ta chắc chắn có tài liệu của Ngưu Lâm Quảng và Trương Quốc Vĩ. Hơn nữa là nhiều chứ chẳng phải ít. Sau đó, lại uống một ngụm trà. Khi thấy sắp đến lúc người tan tiệc tàn thì điện thoại của Gia Cát Phách Đạo vang lên. Gia Cát Phách Đạo đứng dậy đi qua một bên nghe điện thoại. Chỉ nghe thấy mấy câu xong là sắc mặt liền thay đổi lớn, vội vội vàng vàng buông điện thoại xuống chỉ kịp nói với Hoàng Đắc Ích một câu. Tổng Giám Đốc Ngưu có việc gấp tìm tôi. Xin cáo từ, Cục trưởng Hoàng. Hoàng Đắc Ích liền nói thêm một câu. Anh Gia Cát, cẩn thận là trên hết. Chẳng may anh bị Ngưu Lâm Quảng phát hiện việc gặp tôi thì sẽ có chuyện không hay đâu. Gia Cát Phách Đạo tự đắc cười. Đa tạ lòng tốt của Cục trưởng Hoàng. Tôi khá là hiểu về Tổng Giám Đốc Ngưu. Gia Cát Phách Đạo nào đâu biết rằng mình đã quá tự phụ, khiến cho ông ta suýt chút nữa tự hại cái mạng của mình. Vội vàng trở lại thực nghiệp Trung Thiên, gặp Ngưu Lâm Quảng, Gia Cát Phách Đạo rất thông minh, thẳng thắn nói ra chuyện đã gặp Hoàng Đắc Ích. Ngưu Lâm Quảng ngồi trên một chiếc ghê sofa lớn trong văn phòng, trong tay đang cầm khẩu súng lục chơi. Hách Tư Vị cung kính đứng một bên, trên mặt có nét lúc như cười lúc như không. Không khí còn có chút kỳ quái. Ngưu Lâm Quảng không tiếp lời của Gia Cát Phách Đạo, ông ta lại lau khẩu súng cầm trong tay, rồi lại lắp đạn vào. Nhắm một mắt, nòng súng hướng ra phía cửa sổ. Gia Cát Phách Đạo đang đứng một bên của cửa sổ, nòng súng hơi lệch một chút thì sẽ hướng về phía ông ta. Điều này khiến cho tim ông ta không khỏi đập nhanh hơn. Phách Đạo, tôi đối xử với anh không tệ. Ngưu Lâm Quảng thong thả nói một câu, bỗng nhiên chuyển sang phía nhằm thẳng vào Gia Cát Phách Đạo. Sau đó thì bóp cò. Băng, một tiếng, súng vang lên, đầu súng phóng ra một tia lửa. Hách Tư Vị sợ tới mức tim như muốn nhảy ra. Ngưu Lâm Quảng tính khí càng ngày càng thất thường. Ông ta làm sao lại dám, thực sự bóp cò giết người cơ chứ? Gia Cát Phách Đạo ngạc nhiên mở to hai mắt, chỉ cảm thấy không thở nổi, tim đập dường như muốn nhảy ra ngoài vậy. Vừa cúi đầu nhìn xuống thì không bị thương. Cảm giác lại thì cũng không thấy chỗ nào đau và chảy máu liền mới thở dài một hơi. Súng không đạn. Ngưu Lâm Quảng thấy thế, cười ha ha. Đùa với anh chút thôi. Làm sao lại sợ đến nỗi thế chứ? Y cười to một tràng rồi sắc mặt lại lập tức trầm xuống. Tuy nhiên tôi có lời muốn nói trước. Người khác thì không quan tâm nhưng nếu như anh và Hách Tư Vị mà phản bội lại tôi, thì tôi sẽ tự tay tiễn đưa hai người. Lời vừa dứt Ngưu Lâm Quảng đặt súng lên trên bàn. Phách Đạo, anh và Hoàng Đắc Ích gặp và nói với nhau những gì thì tôi cũng không hỏi nữa. Tôi tin tưởng anh cứ làm việc của anh đi, tôi vẫn còn chuyện muốn nói với Tư Vị. Gia Cát Phách Đạo lau mồ hôi, đi ra khỏi văn phòng của Ngưu Lâm Quảng, gió ngoài hiên lùa thổi, mới có cảm giác sau lưng dính dính. Hóa ra là toàn thân đều đã ướt đẫm. Trong nháy mắt Gia Cát Phách Đạo có rất nhiều ý nghĩ. Ngưu Lâm Quảng rõ ràng là không hỏi ông ta nhưng trên thực tế đã có sự hoài nghi đối với ông ta. Nhưng chuyện ông ta gặp Hoàng Đắc Ích thì ai đã báo cáo cho Ngưu Lâm Quảng biết? Đúng, nhất định là Hách Tư Vị. Bây giờ trừ Hách Tư Vị ra thì Ngưu Lâm Quảng cũng không còn tín nhiệm ai khác nữa. Lại nghĩ lại hành động vừa rồi của Ngưu Lâm Quảng, Gia Cát Phách Đạo chửi thầm vài câu. Đồ điên, đúng là đồ điên. Ông ta quay đầu lại nhìn về văn phòng của Ngưu Lâm Quảng với ánh mắt hung tợn. Cánh cửa dày che hết tất cả những điều xảy ra bên trong. Nhưng ông ta biết rõ rằng Ngưu Lâm Quảng chắc chắn đang bí mật âm mưu phòng bị mình. Thậm chí làm thế nào để xử lý mình. Gia Cát Phách Đạo thật đúng là đoán đúng rồi. Ngưu Lâm Quảng bảo Hách Tư Vị phái người âm thầm theo dõi Gia Cát Phách Đạo. Nếu như lại phát hiện ra được Gia Cát Phách Đạo tiếp xúc với Hoàng Đắc Ích thì y liền sẽ tự mình chủ động phế gã đi. Ngưu Lâm Quảng thanh âm âm trầm mà ác nghiệt. Hách Tư Vị âm thầm dùng mình. Có chút hối hận khi đã mật báo với Ngưu Lâm Quảng.
Bởi vì kết cục của Gia Cát Phách Đạo, chưa biết chừng sẽ là ngày mai của anh ta. Hiện tại Ngưu Lâm Quảng đang trong cảnh thần hồn nát thần tính. Lòng đa nghi quá lớn, nếu như bị Hạ Tưởng dồn cho quá căng thì nói không chừng sẽ xảy ra chuyện mất đi lý trí. Tâm tư của Hách Tư Vị liền lóe lên ý muốn thoái lui. Trong lòng nghĩ hay là chuẩn bị tốt chỗ chuồn thuận lợi, để tránh cái kết cục cuối cùng là người bị đánh lén sau lưng. Ngưu Lâm Quảng còn không biết, hai mưu sĩ lớn của mình hiện tại đã có sự lục đục nội bộ với mình. Toàn bộ sự nghiệp Trung Thiên đang gần đến bến bờ sụp đổ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cây có bóng, người có uy, thủ hạ của Ngưu Lâm Quảng tuy ở cuộc chiến chính diện bị Hạ Tưởng đánh cho không còn nước trả đòn. Nhưng y vẫn còn có rất nhiều thủ hạ trung thành, tận tâm tận lực khác. Tuy rằng chỉ là đám ô hợp nhưng dù sao thì cũng nhiều người. Cao trào tấn công lần thứ hai đang trong giai đoạn ấp ủ, phải đánh Nga Ni Trần đến tàn phế mới thôi. Trương Quốc Vĩ lại một lần nữa hẹn gặp Ngưu Lâm Quảng. Là bởi vì ông ta nhận được ám thị của cấp trên bảo ông ta và Ngưu Lâm Quảng phối hợp hành động một lần cuối cùng. Bất kể là có hiệu quả gì hay không, thì thành bại cũng được quyết định bởi hành động này. Trương Quốc Vĩ có chút hưng phấn. Thế cục của Tần Đường đang sắp đi vào trận cuối cùng rồi. Thắng hay bại, tất cả phụ thuộc vào sự phối hợp với Ngưu Lâm Quảng có ăn ý hay không. Tuy nói lúc này thế cục hơi không lạc quan lắm, ông ta không hài lòng lắm với những hành động gần đây của Ngưu Lâm Quảng. Nhưng Ngưu Lâm Quảng thì ông ta cũng không thể khống chế được nữa rồi. Coi như là thầm mắng Ngưu Lâm Quảng ngu xuẩn nhưng bề ngoài vẫn phải khách khí với Ngưu Lâm Quảng vài phần. Nghĩ lại thì đường đường một thị trưởng lại còn phải ngồi đàm phán với một tay xã hội đen khét tiếng cũng khiến cho ông ta có chút bất đắc dĩ. Nhưng tình thế mạnh hơn người, ông ta không thể không một lần nữa mặt đối mặt với Ngưu Lâm Quảng. Chỉ mong là một lần cuối cùng. Trương Quốc Vĩ thật đúng là một lời thành sấm. Lần này gặp, thật đúng là một cuộc mặt đối mặt nói chuyện cuối cùng giữa ông ta và Ngưu Lâm Quảng. Ngồi trong gian phòng Thiên Ngoại Thiên, Trương Quốc Vĩ nhìn thấy Ngưu Lâm Quảng ngồi đối diện, thần sắc hơi có ý bực bội. Cũng biết rằng thế cục hiện tại đang ngày càng gần tầm mất kiểm soát. Hạ Tưởng sắp quản lý toàn bộ Tần Đường rồi, bao gồm cả mặt chính diện và mặt sau của Tần Đường, bao gồm Tần Đường cả ngày và đêm. Tổng Giám Đốc Ngưu, bước tiếp theo tính thế nào thì anh cũng biết rồi. Anh nói ra suy nghĩ của mình xem nào. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay tuy lấy danh nghĩa ăn cơm, nhưng món ăn đều rất đơn giản, hiển nhiên tâm tư cũng không để ý nhiều đến món ăn. Ngưu Lâm Quảng ăn rất ngon lành, dường như không quan tâm lắm đến đại cục sắp thất bại vậy. Bản thân y cũng uống ba chén, rồi lại bỏ lạc vào miệng thưởng thức. Rồi sau đó mới nói một câu một cách thờ ơ. Thị trưởng Trương, bí thư Hạ, ra tay hai nơi. Tôi hai mặt thọ địch, hai tay sao địch lại được bốn tay. Tác dụng của anh ở trực diện cũng quá nhỏ. Trương Quốc Vĩ không thèm để ý đến lời châm chọc khiêu khích của Ngưu Lâm Quảng mà ngược lại liền mỉm cười. Sự cố mỏ than tôi cũng đã hết sức phối hợp cùng anh rồi. Chỉ có điều là tôi bị người khác nhìn thấu. Không thể trách tôi, cũng không trách anh, chỉ trách kẻ địch quá xảo quyệt mà thôi. Sau đó, điều khiến Trương Quốc Vĩ kinh ngạc chính là Ngưu Lâm Quảng cực quê mùa trong mắt ông ta lại có thể nói ra được một kế hoạch khiến ông ta phải ngạc nhiên. Không những chu đáo chặt chẽ mà còn khiến người ta khó mà tin được. Chương 1248, âm mưu đông song, hổ lạc đồng bằng. Thị trưởng Trương, Ngưu Lâm Quảng kéo dài giọng, dường như cố ý làm nổi bật. Giọng nói của y không giống đại ca xã hội đen, ngược lại rất giống cán bộ chính phủ. Nói đi nói lại, cuối cùng cũng chỉ còn một cách. Vừa nói xong, Ngưu Lâm Quảng cầm chén rượu trong tay, nặng nề quẳng xuống. Choang, một tiếng giòn vang, chén rượu quăng xuống một cái vỡ tan tành. Trương Quốc Vĩ nhấp nháy mí mắt nháy mấy cái, gã hiểu rõ ý của Ngưu Lâm Quảng. Hoặc là cá chết thì lưới cũng rách, hoặc là cùng đến chỗ chết. Cũng không biết phía Bắc Kinh cuối cùng đã ám chỉ cái gì cho Ngưu Lâm Quảng. Bắn giết ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, lại là việc lớn chấn động cả nước thậm chí thế giới kinh hãi. Và lại với cấp bậc hiện tại của Hạ Tưởng, đi đến chỗ nào cũng có nhân viên bảo vệ, muốn ám sát một quan chức cấp phó tỉnh, với hoàn cảnh chính trị trong nước, rất khó thành công. Còn có một vấn đề nữa. Cho dù Hạ Tưởng bị Ngưu Lâm Quảng đưa vào chỗ chết thành công, thì tiền đồ chính trị của gã cũng sẽ theo đó mà kết thúc. Gã có che giấu kỹ đến thế nào, tỉnh ủy cũng tốt, trung ương cũng tốt, nhất định sẽ nghi ngờ gã làm sao còn có thể nói có tiền đồ. Nhưng cho dù như thế nào,
Trương Quốc Vĩ vẫn không đến mức mất trí đến mức muốn để Hạ Tưởng đi tìm cái chết. Nhưng gã lại không dám khẳng định lời Ngưu Lâm Quảng đúng là chỉ thị ngầm của cấp trên, hay là ý của chính Ngưu Lâm Quảng. Cũng chỉ lập lờ nói. Sự việc cũng chưa đến nỗi phải vào tình trạng không thể vãn hồi, làm lớn chuyện quá, dù sao vẫn không tốt. Không sợ, thị trưởng Trương. Ngưu Lâm Quảng giọng điệu càng ngày xuồng xã. Sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh quang minh chính đại của anh. Tôi cũng có thể trong sạch, sau cùng sẽ có người chịu tội, cũng có người thu dọn chiến trường. Trương Quốc Vĩ không nói lời nào, chỉ nhấp một ngụm rượu đầy thâm ý. Rượu là rượu ngon, chính là dễ say. Không có chuyện gì vẹn toàn được đâu. Chư Cát Phách Đạo là người xúi dục phía sau, Hải Quân là sát thủ. Là hai người bọn họ một mình vạch kế hoạch, không liên quan gì đến tôi, càng không liên quan gì đến anh. Cuộc gặp hôm nay, Ngưu Lâm Quảng là nhân vật chính, thể hiện vẻ bình tĩnh thong dong hiếm có. Hơn nữa cũng sẽ không trực tiếp bắn chết thành ủy, anh cũng quá coi thường trình độ của tôi rồi. Hải Quân có cả đống biện pháp gây ra bất trắc, chẳng qua có một điểm, tài liệu chi tiết về hành trình vài ngày gần đây của Bí Thư Hạ, anh phải mang đến cho tôi. Hành trình của Hạ Tưởng do văn phòng thành ủy sắp xếp. Chính xác mà nói, do Lương Thu Duệ nắm giữ, lấy được một vài tài liệu về sắp xếp công việc của thành ủy, không phải là một việc khó. Tôi còn cần phải nhấn mạnh một chút, sự việc cố gắng nhẹ nhàng một chút, ảnh hưởng càng ít càng tốt. Trương Quốc Vĩ từ đầu chí cuối không tiếp lời Ngưu Lâm Quảng, dường như giữa gã và Ngưu Lâm Quảng nói chuyện cứ như mỗi người nói một chuyện. Ngưu Lâm Quảng cười ha hả. Thị trưởng Trương, sự việc khẳng định ảnh hưởng không lớn. Bởi vì, sẽ có một việc lớn khác phát sinh, để cho tất cả mọi người được xem một trò hay. Trương Quốc Vĩ sửng sốt, cố làm ra vẻ không có gì, vội hỏi. Việc gì? Người của tôi đã tìm được Nga Ni Trần rồi. Hiện tại đoán chừng đã bắt đầu hành động. Anh ngẫm lại xem, năm đó ở thành phố Lang, Nga Ni Trần oai phong một cõi, đột nhiên bị đánh chết ở đầu phố ở Tần Đường. Trong chuyện này còn có bao nhiêu phức tạp, chắc phải thu hút nhiều ánh mắt hiếu kỳ, có phải không? Sau đó đang lúc tất cả mọi người đang chăm chăm vào sự việc Nga Ni Trần, Hạ Tưởng lại xảy ra bất trắc, sau đó, sẽ không cần tôi nói nữa chứ. Cấp trên khẳng định sẽ ra sức bưng bít, sẽ không e dè tuyên dương vụ Nga Ni Trần để che giấu chân tướng. Hạ Tưởng cuối cùng sẽ có tiếng thơm là hy sinh vì nhiệm vụ. Trương Quốc Vĩ ngầm kinh hãi. Hít một cái thật sâu là Ngưu Lâm Quảng thực sự thông minh thế, hay là y có cao nhân nào chỉ điểm. Nga Ni Trần đang ở Tần Đường, Trương Quốc Vĩ cũng là gần đây mới biết. Lúc mới biết gã còn muốn báo cáo lên trên, cáo trạng Hạ Tưởng giao du với thế lực giang hồ. Nhưng về sau điều tra tìm không ra chứng cứ thực tế cho thấy Hạ Tưởng và Nga Ni Trần có quan hệ trực tiếp nào. Đồng thời bản thân gã và Ngưu Lâm Quảng vướng mắc cũng rất mơ hồ. Cũng giống nhau hết, không cần vạch trần người khác để làm xấu mình, nên đành từ bỏ. Chẳng qua hôm nay Ngưu Lâm Quảng dường như đã thay đổi, ý nghĩ rõ ràng, từng bước áp sát. Quả thực khiến Trương Quốc Vĩ rất sợ hãi. Đương nhiên càng làm cho gã khiếp sợ chính là Ngưu Lâm Quảng chẳng những sát phạt thực sự mà thủ đoạn còn độc ác. Đối với tính mạng của thủ hạ trung thành và tận tâm cũng không lo ngại, trực tiếp mang tới trao đổi. Chỉ có một chút điều này khiến cho gã cảm thấy không bằng. Ngưu Lâm Quảng vẻ mặt cười yếu ớt, hả hê nhìn Trương Quốc Vĩ, dường như thành công đang trong tầm tay. Trương Quốc Vĩ lại cúi đầu không nói, gã không có cách nào tiếp lời Ngưu Lâm Quảng, nhưng tim đập nhanh hơn. Bởi vì gã không thể không thừa nhận mưu kế của Ngưu Lâm Quảng quả thực rất cao minh, khiến gã rất động lòng. Nhưng có điều, một khi gã đem sắp xếp hành trình của Hạ Tưởng giao cho Ngưu Lâm Quảng, về sau chỉ cần sự việc bị phát giác, sinh mạng chính trị của gã ngay lập tức sẽ tuyên bố kết thúc cùng thế lực xã hội đen hợp tác giết hại thành ủy, thân là thị trường, không xuống đài, chẳng lẽ lại muốn ở trên đài xấu mặt. Rút lui có trật tự vẫn là còn nhẹ, hậu quả nghiêm trọng hơn còn càng khó lường hơn nữa. Nhưng là theo đúng lời Ngưu Lâm Quảng, sự việc có lẽ thực sự có thể làm được kín đáo không chút kẽ hở. Bởi vì Tần Đường có một Nga Ni Trần. Sự việc Nga Ni Trần cực kỳ thu hút làm thay đổi tầm nhìn khỏi vụ giết chóc. Y chết cũng tốt, được làm cho sáng chói cũng tốt. Dứt khoát sẽ là một tin tức lớn ở Tần Đường, thậm chí ở cả tỉnh Yến. Nói không chừng qua một phen này, còn có thể làm cho một vài người rơi mũ quan. Trương Quốc Vĩ suy tính thật lâu, sau mới nói một câu. Gần đây công việc của Hạ Tưởng bộn bề, cơ hội ra ngoài thị sát không ít. Hắn rất chú trọng đến công ty thời trang Phân Đạt Kỳ.
vừa vặn 3 ngày nữa công ty thời trang phân đạt kỳ xây dựng xong. Ngưu Lâm Quảng kín đáo mỉm cười. 3 ngày sau, tặng thị trưởng Trương một hồi kịch đặc sắc. Lời nói còn chưa dứt, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, Ngưu Lâm Quảng cũng không ra hiệu với Trương Quốc Vĩ, cũng rất không khách khí mà nghe điện thoại. Chỉ nghe vài câu liền cười ha hả. Tốt, tốt, đã mò ra được hang ổ của Nga Ni Trần rồi. Ở khu Tây Bình, hành động, nhưng phải nhẹ nhàng một chút, đừng vừa lên đã đánh chết. Hỏi về tung tích của hoa nhài vàng bạc trước. Trương Quốc Vĩ im lặng lấy điện thoại ra, gọi cho một phó cục trưởng cục công an thành phố. Lão Vương, công trường Hưng Hiệp khu Đông Bình có sự kiện dân công ác ý đánh nhau. Điều động lực lượng cảnh sát qua bảo vệ trật tự, cố gắng mang đi nhiều người một chút. Phó cục trưởng Vương lập tức ngầm hiểu. Dạ, thị trưởng Trương, tôi sẽ xem lực lượng cảnh sát cục công an thành phố còn bao nhiêu đều mang đi. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp. Ngưu Lâm Quảng buông điện thoại, mời rượu Trương Quốc Vinh. Mời thị trưởng Trương một ly. Y dù là quá thô kệch cũng biết Trương Quốc Vĩ đang điệu hổ ly sơn. Đem tất cả lực lượng cảnh sát cục công an thành phố đi làm cho Hạ Tưởng muốn trợ giúp Nga Ni Trần trốn thoát cũng không có người để sử dụng. Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trời đông ngoài cửa sổ thời tiết âm u, gã nói. Năm nay Tần Đường mưa nhiều thật. Nga Ni Trần đánh trả Ngưu Lâm Quảng, ngoài trừ việc chính diện tố cáo Lã Trấn Dương và Trương Bình Minh, còn điều tra rất rõ ràng về các cứ điểm hoạt động của thủ hạ Ngưu Lâm Quảng, nhất nhất báo cáo lại với Cục Công an thành phố bằng thư nặc danh. Lịch Phi không có ở thành phố, đang dẫn người đuổi bắt Tu La chưa về. Hoàng Đắc Ích liền đích thân ra quân, đưa 10 mấy cứ điểm mà Ngưu Lâm Quảng tại Tần Đường dày công bố trí mất 5-6 năm trong vòng 1 ngày phá sạch toàn bộ. Ngay tại chỗ bắt được đám lưu manh mấy chục tên hít thuốc phiện, mại dâm cùng với tụ tập đánh bài. Tiếp cận một nửa trong toàn bộ lực lượng của Ngưu Lâm Quảng. Lúc Hoàng Đắc Ích đang đắc chí, là lúc Ngưu Lâm Quảng đang sắp xếp một nửa số người khác, đang cùng Nga Ni Trần đánh giáp lá cà. Tình hình nguy cấp một sớm một chiều. Nga Ni Trần ẩn náu trong một nhà dân ở khu Tây Bình. Bên cạnh chỉ có 10 mấy người, lúc mấy chục người của Ngưu Lâm Quảng đến thật đúng là đánh y một cái trở tay không kịp. Nga Ni Trần mặc dù bình tĩnh, nhưng chứng kiến đối phương khí thế hừng hực, nhìn phía mình thì không có cao thủ, quân số lại ít, đúng là khó tránh khỏi cảm giác anh hùng lâm vào bước đường cùng, hổ lạc đất bằng. Tiêu Lương Trọng vừa khỏi bệnh, hơn nữa lại không có bên mình. Lão tặc bị người ta giết chết. Đám thuộc hạ không có ai có thể sử dụng được. Mặc dù Nga Ni Trần cũng nhận thấy được, về phía Ngưu Lâm Quảng cũng đều là những nhân vật thứ cấp. Bởi vì những thủ hạ ưu tú của Ngưu Lâm Quảng cũng đã bị Hạ Tuẩn đánh cho tán loạn. Nhưng không biết làm sao được, đối phương lạc đà gầy nhưng nhiều, còn hơn ngựa tốt nhưng lại ít, suy cho cùng vẫn là người đông thế mạnh, cuộc chiến này nhất định thất bại. Kẻ cầm đầu Nga Ni Trần không biết, nếu mà Hạ Tuẩn ở đây, chắc chắn sẽ giật mình. Làm sao Kim Quang lại là thủ hạ của Ngưu Lâm Quảng? Đúng vậy, nhân vật dẫn dắt một đám người muốn cùng nhau đem giết chết Nga Ni Trần, chính là Kim Quang. Kim Quang vẫn giống như lần trước, trong tay cầm một chuỗi xích sắt, lại để đầu chọc đứng trong sân. Xoa nghiêm mặt, bộ dạng vô cùng ngạo nghễ. Chỉ huy mọi người bao vây chỗ ở của Nga Ni Trần, chắc chắn Nga Ni Trần có chạy đằng trời. Trong núi không có hổ dữ thì khỉ xưng làm đại vương. Kim Quang hiện tại rất có cảm giác hãnh diện, giống như tướng quân chỉ huy thiên binh vạn mã. Nhìn thấy tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của y, bị y luôn quát bảo, nhất nhất phục tùng mệnh lệnh của y khó tránh khỏi tăng thêm tự tin nhiều. Hôm nay ắt phải bắt Nga Ni Trần. Vừa nghĩ tới Nga Ni Trần ngày trước làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật, cuối cùng không ngờ cũng mất mạng trong tay y. Tin truyền đi xa, y trong toàn bộ giới xã hội đen của tỉnh Yến có thể một lần hành động đã nổi tiếng. Làm cho người ta tôn xưng một tiếng Quang đại ca, khẳng định chắc chắn là như vậy. Cơ hội ngàn năm một thuở y mới gặp, Kim Quang kích động quá tay run run. Duy chỉ có một chút cảm giác đáng tiếc chính là Tổng Giám Đốc Ngưu đã để mắt đến hoa nhài vàng bạc, nếu không y nếu có thể chiếm được hoa nhài vàng bạc. Vừa nghĩ tới dáng người ngọc ngà nằm trên giường của y liền gần như không kiềm chế được, cảm thấy máu mũi như chảy ra ào ào. Đáng tiếc, chỉ có thể nghĩ lại mà thôi. Nhưng hôm nay nói gì cũng phải đưa Nga Ni Trần vào chỗ chết. Cũng tốt cho y trong việc lập uy ở Trung Thiên thực nghiệp, càng có thể khiến y dẫm lên xác Nga Ni Trần. Đạt đến đỉnh điểm mà có nhiều người lăn lộn rất nhiều trong đời cũng không đạt được. Nga Ni Trần,
ra mặt tiếp khách. Kim Quang đem một chiếc ghế dựa, uy thế lẫm liệt ngồi ở trong sân, hướng phía trong phòng hét lên. Ông mày ở ngoài chờ mày, mày cũng được coi là một nhân vật, cho dù hiện tại là Phượng Hoàng mất cánh không bằng con gà, cũng phải đi ra như nam nhi đại trượng phu. Lời còn chưa dứt, cửa đã loảng xoảng vang lên một tiếng. Nga Ni Trần bước khoan thai đi ra, lập tức đi đến trước mặt Kim Quang. Liếc mắt đánh giá toàn thể Kim Quang một cái, khinh miệt cười. Nhóc con, lúc tao năm đó ra lăn lộn mày còn mặc quần yếm khóc đòi ăn sữa. Hiện tại hơn 20 năm, vẫn chỉ là dính sữa mẹ, không có gì tiến bộ. Nga Ni Trần tóc hoa râm, không giận mà thị uy. Kim Quang giận dữ, giơ tay định đánh trả Nga Ni Trần. Không ngờ Hổ Lạc Đồng bằng Nga Ni Trần cũng không phải là người ai cũng có thể bắt nạt. Gã giơ tay lên, một bạt tay giáng xuống trên mặt Kim Quang. Chương 1249, bí quá hóa liều, át chủ bài xuất hiện. Bốp, một tiếng giòn tan, ngay trước mặt mấy chục người Kim Quang dẫn đến, Kim Quang coi như mất mặt rồi. Kim Quang giận tím mặt, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Tên chó, chết đến nơi rồi còn kiêu ngạo, mẹ nó mày còn tưởng mày là Nga Ni Trần dậm chân liền dọa chết người năm xưa hay sao? Mày bây giờ chỉ là một con chó già không chịu chết mà thôi. Mẹ nó! Khi nói, chân liền nhấc lên đá vào hạ bộ của Nga Ni Trần. Kim Quang quả thật quá hư hỏng, gã đứng cách Nga Ni Trần quá gần, một cước đó thật đúng đích, với tuổi tác của Nga Ni Trần, gần như thảm hại ngay tại trận. Cũng may, Nga Ni Trần lách người, tránh được. Sau đó, mười mấy người trong phòng cùng nhau chạy ra, vây Nga Ni Trần ở giữa, đối mặt với đối thủ gấp mấy lần, mặt không hề e sợ. Kim Quang cười ha hả. Chỉ dựa vào mấy người các anh đã muốn ngăn cản tôi. Nói cho các anh biết, hôm nay cảnh sát rất nhiều việc, đều ở Đại Đông rồi, cho dù có nhận được mệnh lệnh chạy tới, cũng mất gần một tiếng đồng hồ, đến lúc đó các anh sớm đã đi đời rồi. Bây giờ đầu hàng còn kịp, muộn chút nữa, thì chỉ có đường chết. Nga Ni Trần biết những lời Kim Quang nói không hề giả tạo, bây giờ lực lượng chính diện chắc đã bị điều động không còn một ai, y biết rõ, Hoàng Đắc Ích đang quét sạch cứ điểm của Ngưu Lâm Quảng, bây giờ cũng không thể đến kịp, Lịch Phi cũng không ở trong thành phố, đang đuổi bắt Tu La rồi, lực lượng còn lại trong thành phố chỉ còn người của Trương Quốc Vĩ, khả năng bị khai trừ rất lớn, chẳng lẽ hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn. Nga Ni Trần thầm thở dài một tiếng, thôi rồi, y một đời tung hoành ngang dọc mười mấy năm. Cũng đủ rồi, đến Tần Đường một chuyến, cũng coi như đã giúp được Hạ Tưởng, phát huy được chút nhiệt huyết cuối cùng, hôm nay liều mạng tiêu diệt một bộ phận trong thế lực của Ngưu Lâm Quảng, cũng xem như xứng đáng với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là một người có tình có nghĩa, dùng cái chết của y, để đổi lại sự chăm sóc suốt đời của Hạ Tưởng đối với hoa nhài vàng bạc, cũng đáng. Nga Ni Trần phải liều mạng. Hôm nay, may mắn có một nhóm anh em đi theo giúp tôi, không rời không bỏ. Nga Trần tôi suốt đời không có bản lĩnh gì khác, chỉ có trọng tình nghĩa. Mọi người xem tôi là anh cả, thì cùng tôi quyết chiến một trận. Những ai không muốn chết ở đây, thì bây giờ có thể rời đi, tôi tuyệt đối không nói một lời nào. Có thể đi cùng tôi đến giờ phút này, thì đều là những huynh đệ khiến Nga Trần tôi suốt đời ghi nhớ, mong nhận của tôi một lạy. Nga Ni Trần một đời anh hùng, cũng có thủ đoạn lôi kéo lòng người nhất, y ôm quyền, hướng mười mấy người quỳ xuống. Mười mấy người này quả thật cũng bị khí thế mạnh mẽ của Kim Quang làm cho kinh sợ, trong lòng chập chờn, nhưng lời nói dõng dạc của Nga Ni Trần, khiến cho những người phân tâm lập tức tập trung tinh thần, tất cả mọi người đều mặt mũi nghiêm chỉnh, ôm quyền hướng về phía Nga Ni Trần. Sẽ cùng Chủ tịch Trần đi đến cùng. Ai đi người đó là con rùa. Ai sợ người đó là đồ khốn khiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm quần chúng sôi trào, sĩ khí thành công được Nga Ni Trần khơi dậy. Đã đạt đến cực điểm. Kim Quang hổn hển vung tay lên. Giết, không để lại tên nào, bà nó. Lửa cháy đến chân rồi mà còn cứng miệng, đi chết đi. Một trận hỗn chiến, chỉ giao đấu một lúc, sau mấy phút sau, phía Nga Ni Trần đã không chống đỡ được nữa. Cũng không phải chỉ vì phía Kim Quang người đông, còn bởi vì trong tay y có súng. Vừa rồi đánh nhau còn chưa có ai nổ súng, sau mấy phút sau, phát hiện những thủ hạ dưới tay Nga Ni Trần đều khá cứng cựa, liền nóng nảy, có người nổ súng. Vừa nổ súng, phía Nga Ni Trần liền nhụt chí khí, dù sao trước họng súng, con người dù có lợi hại, cũng không tránh nổi một viên đạn. Kim Quang nhìn chúng được thời cơ, tận dụng cơ hội,
lặng lẽ đến sau lưng Nga Ni Trần, một con dao găm sắc bén cầm trong tay, đâm trúng vào bả vai Nga Ni Trần, vốn dĩ y định đâm vào ngực Nga Ni Trần, không ngờ Nga Ni Trần bất ngờ phát giác, tránh qua, liền lệch qua một bên. Kim Quang cũng không bỏ qua, rút dao găm chuẩn bị đâm tiếp, không tự tay giết chết được Nga Ni Trần thì y chưa từ bỏ. Nga Ni Trần tuy già rồi, thân thủ không còn linh hoạt được như trước, nhưng dù sao người già rồi vẫn oai phong, chỉ có miệng lưỡi là thua Kim Quang thôi, y vừa quay người liền tránh được một dao của Kim Quang, lại quay ngược lại, hung hăng đâm vào cánh tay trái của Kim Quang. Đừng thấy Kim Quang rất hung hăng, thật ra chưa từng phải chịu đòn bao giờ, nên bị đâm đau đến nỗi kêu lớn lên, trước mắt tối sầm, may mà chưa hôn mê ngã xuống đất. Y tức giận, lấy ra một khẩu súng lục, nhắm thẳng vào Nga Ni Trần. Tiếng súng nổ, bùm, một tiếng, Nga Ni Trần tránh được kiếp nạn, nhưng người thủ hạ sau lưng y bị bắn trúng ngực, lập tức máu chảy thành sông, vừa nhìn thấy đã biết không qua khỏi. Nga Ni Trần nổi giận, bước lên trước đoạt súng. Kim Quang bước lên, ôm cổ giữ Nga Ni Trần lại, dí súng vào đầu Nga Ni Trần, hung hăng nói. Tôi đếm đến ba, lập tức quỳ xuống xin cứu, rồi bảo thủ hạ của ông nhận thua hết đi, nếu không, tôi một phát liền bắn chết ông. Một. Ánh mắt Kim Quang đầy phẫn nộ. Nga Ni Trần khép hờ hai mắt, đứng ngạo nghễ, không thèm quan tâm đến Kim Quang. Hai. Kim Quang nghiến răng. Nga Ni Trần dứt khoát nhắm mắt lại, trong lòng không biết vui hay buồn, cuối cùng cũng không chết trong nhà giam, mà là chết trong cuộc chiến hỗn loạn, cũng không uổng y oai phong một cõi. Chỉ có một điều đáng tiếc nhất là, lại chết dưới một phát súng nhỏ, dù sao cũng có chút uất nghẹn. Lại nghĩ đến hai cô con gái được Hạ Tưởng săn sóc, y liền vui mừng không ít. Nếu như trước đây y còn lo Hạ Tưởng không thay y chăm sóc cho hai cô con gái hoa nhài vàng bạc, bây giờ thì không cần phải lo nữa, ít nhất y đã giúp Hạ Tưởng làm nhiều việc như vậy, lại hy sinh ở Tần Đường, Hạ Tưởng rất trọng tình nghĩa, nhất định sẽ chăm lo cho hoa nhài vàng bạc suốt đời. Chết, nào có gì đáng sợ, từ lúc y bước vào con đường xã hội đen, chưa từng sợ chết. Trong nháy mắt, Nga Ni Trần suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết qua bao lâu sau, trong lòng vẫn còn buồn bực, tại sao lại nghe có tiếng súng, lẽ nào đã chết rồi? Không đúng, âm thanh này không đúng, tại sao lại nghe có âm thanh như bên cạnh có nước ấm đang chảy xuống, dường như là, đúng rồi, tiếng máu chảy từ động mạch ra, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy trên cổ Kim Quang có găm một phi đao ngắn, máu tươi từ đó chảy ra ngoài, hai mắt Kim Quang trợn tròn, dường như không thể nào tin nổi. Hai tay Kim Quang nắm bừa bãi, muốn nắm cái gì đó, nhưng lại nắm không được, những tàn tích sự sống đang dần chảy từ trong cơ thể y ra ngoài, y mở lớn miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ ô ô rên rỉ. Chỉ duy trì được một lúc, liền ngã vật xuống đất, không ngừng co giật. Tiên Lương. Chỉ có tài phóng đao của Tiên Lương mới xuất quỷ nhập thần, chăm phát chăm trúng. Lại nhìn vào hiện trường, Tiêu Ngũ và Tiên Lương đúng lúc chạy đến, dẫn theo hai ba chục người. Một phần là người của Dương Uy, một phần là người từ thành phố Lang, Tiêu Ngũ và Tiên Lương giống như hổ giữa đàn dê, trong chốc lát đã đáng gục 4-5 người. Kim Quang vừa chết, rắn như mất đầu, thủ hạ của Ngưu Lâm Quang có dấu hiệu chạy tán loạn, lại thêm Tiêu Ngũ và Tiên Lương quá mức dũng mãnh, ra tay lại tàn độc, vừa ra tay đã gãy tay gãy chân, hơn nữa người phía mình lại mất ưu thế, người của Ngưu Lâm Quảng liền dần bị đánh bại. Bỗng nhiên, trong đám đông không biết có ai hô lớn một tiếng. Không hay rồi, Kim Quang đã chết, Tu La bị bắt, chạy mau. Đội ngũ vốn đã lòng người tan rã, vừa nghe như vậy xong, giống như gốc rễ cuối cùng cũng bị đánh bật, nhất thời đều tan rã. Nga Ni Trần thấy tưởng như thất thế nhưng lại thắng thế, trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Hạ Tưởng, năm đó thủ đoạn mà cậu đối phó với tôi học được rồi đem đối phó với Ngưu Lâm Quảng. Cũng xem như không làm cậu thất vọng. Nghĩ thông suốt, y hét lớn một tiếng. Đánh rắn thì phải đánh dập đầu, một người cũng không để thoát. Một tiếng ra lệnh, sĩ khí dâng cao, liền nghe thấy những thanh âm kêu trời kêu đất liên tiếp, một phần ba quân chủ lực của Ngưu Lâm Quảng, thất bại thảm hại, dưới mệnh lệnh của Nga Ni Trần, lại bị trọng thương. Binh bại như núi đổ, Trung Thiên Thực Nghiệp dưới sự âm thầm phối hợp của Nga Ni Trần, dưới một loạt thủ đoạn trực diện cực độc của Hạ Tưởng, thực lực bị hao tổn mất 3/4, đang ở bên bờ vực sụp đổ. Ngay lúc Kim Quang chết, lúc 1/3 thực lực của Ngưu Lâm Quảng bị Tiêu Ngũ, Tiêu Lương toàn bộ nắm giữ, Tu La đã xa lưới ở tỉnh Hắc Liêu. Cổ Thu Thật đối nhân xử thế ngay thẳng,
làm việc cũng rất rõ ràng dứt khoát, vừa buông điện thoại Hạ Tưởng xuống liền trực tiếp hạ mệnh lệnh, sau đó một đội gồm hơn 20 cảnh sát vũ trang tinh nhuệ liền ra quân, trải qua một ngày hai đêm hăng hái chiến đấu, cuối cùng cũng khiến Tu La đang hoảng hốt sợ sệt bắt được ở vùng rừng sâu núi thẳm. Nghe nói, cảnh tượng lúc bắt Tu La, thậm chí có thể so sánh như sự mạo hiểm khi bắt giữ nhị vương năm đó, bởi vì Tu La thật sự có bản lĩnh. Nhưng cuối cùng gã cũng không thắng nổi cảnh sát vũ trang, sau một ngày giằng co, cuối cùng cũng bó tay chịu trói. Sau đó, vừa lúc Lịch Phi từ thành phố Hoàng đến tỉnh Hắc Liêu cũng vừa đến, liền tiếp nhận Tu La, ngay trong đêm áp giải về Tần Đường. Tu La bị bắt, Kim Quang bị giết, giống như một nắm đấm mạnh đấm thẳng vào ngực Ngưu Lâm Quảng. Ngưu Lâm Quảng đang ngủ, sau khi biết được tin tức, không còn có sự chắc chắn như khi gặp Trương Quốc Vĩ nữa, nổi trận lôi đình, hầu như biến tất cả những đồ vật trong văn phòng thành đồ vỡ nát hết. Thất bại thảm hại. Tiếp tục như thế này, không đợi kế hoạch của Hải quân được thực hiện, y có lẽ đã bị Hạ Tưởng cho vào nồi rồi. Làm sao bây giờ, Ngưu Lâm Quảng biết rất rõ, nếu thêm lời khai của Tu La vào nữa, có lẽ trước khi Hải quân hạ thủ, Hạ Tưởng đã có đầy đủ chứng cứ bắt y rồi. Bởi vậy, Tu La không thể sống mà về đến Tần Đường được. Tu La có đáng tin hay không, y bây giờ không dám đặt cược nữa, bây giờ Hạ Tưởng đang nắm trong tay những gì, còn cả Lã Chấn Dương, Trương Thần Phương, nghe nói vụ án lão tặc bị giết cũng liên quan đến Gia Cát Phách Đạo, nếu thẩm vấn luôn cả Gia Cát Phách Đạo, chỉ cần Tu La và Gia Cát Phách Đạo đồng thời khai ra y đừng nghĩ đến việc thong dong nhàn nhã nữa. Tiên hạ thủ vi cường, Ngưu Lâm Quảng không do dự nữa, cầm điện thoại gọi cho Hải quân. Hải quân, cậu đi công tác một chuyến, đến giữa giáp danh tỉnh Hắc Liêu và thành phố Tần Đường, tìm một nơi thích hợp, đón đầu Tu La, đưa y đi một đoạn đường. Hải quân lập tức lĩnh hội ngay. Nhận lệnh, tất cả mọi người đều không chú ý đến một điểm là, Hải quân bình thường không lộ diện, trong màn đêm bao phủ, lại âm thầm rời khỏi trung thiên thực nghiệp. Y ăn mặc gọn gàng, đội một cái mũ lớn, tay xách một cái túi thể thao, bên trong giường như đựng đồ thể dục. Hải quân bình thường ở trong trung thiên thực nghiệp, giống như một người giữ cổng vậy, đơn điệu mà không được chú ý, thậm chí có nhiều người còn không chú ý đến sự tồn tại của y, vì vậy, y rời đi cũng không có ai quan tâm. Cũng chỉ có Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị biết rõ, Hải quân chính là quân bài cuối cùng của Ngưu Lâm Quảng. Hải quân hành động, chứng tỏ Ngưu Lâm Quảng đã bí quá hóa liều, cũng chứng minh một điểm, Ngưu Lâm Quảng bắt đầu chìm thuyền rồi. Chương 1250, tiếp tục giao thủ, lo trước tính sau. Sau khi được biết tin tức Hải quân hành động, phản ứng đầu tiên của Gia Cát Phách Đạo chính là, thực sự đã đến lúc sơn cùng thủy tận rồi sao? Y một mình ngồi ngây người lúc lâu. Mấy lần nhấc điện thoại lên định gọi cho Hoàng Đắc Ích, nhưng không hạ nổi quyết tâm, hình ảnh Ngưu Lâm Quảng giơ súng trước mặt y vẫn hiện nguyên trước mắt. Thật sự là hai lựa chọn khó khăn. Lão tặc bị sát hại, y quả thực cũng có liên lụy trong đó, sự xa lưới của Tu La, tương đương với Ngưu Lâm Quảng đã gõ hồi chuông tang. Tu La biết quá nhiều bí mật của Ngưu Lâm Quảng. Vốn cho rằng Tu La bản lĩnh đầy mình, thế nào cũng có thể nhảy ra khỏi vùng trời của quốc gia. Không ngờ, thời gian mới hai ngày đã bị bắt. Nghe nói tỉnh Hắc Liêu trực tiếp tung cảnh sát vũ trang ra. Thể diện của Hạ Tưởng quả thật bằng trời, ai cũng không ngờ được Tu La ngốc đến mức không nhìn đường, chui đầu vào Hắc Liêu, không phải tự tìm đường chết sao. Tuy nhiên cũng không trách Tu La được, Tu La dù sao cũng không hiểu chính trị, làm sao mà biết được Hạ Tưởng và bí thư tỉnh ủy Hắc Liêu Cổ Thu thực lại có quan hệ mật thiết đến như vậy. Ngay đến cả y từ sau khi Tu La là do bí thư tỉnh ủy trực tiếp hạ lệnh tung cảnh sát có vũ trang ra trực tiếp bắt được, mới phân tích ra kết luận, mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng, quá khổng lồ và quá kinh người. Vốn cho rằng Ngưu Lâm Quảng còn có phần thắng, bây giờ. Gia Cát Phách Đạo lại thay đổi cách nghĩ, sợ là Ngưu Lâm Quảng phải kết thúc rồi. Y suy nghĩ thật lâu sau, nhưng vẫn mang bộ dạng âu lo và gọi điện cho Hoàng Đắc Ích. Buông điện thoại xuống, y lặng lẽ đứng dậy, mở cửa. Nhìn ra ngoài không một ai, rồi cẩn thận đi ra ngoài, cả đường đi luôn chú ý phía sau mình, cuối cùng cũng ra đến cổng thực nghiệp Trung Thiên. Mới đi được mấy bước, từ một góc rất tối, bỗng nhiên vụt ra một bóng người. Ông Gia Cát, đêm hôm khuya khoắt ông đi đâu vậy? Không sợ Ngưu Tổng có việc tìm ông sao? Gia Cát Phách Đạo thiếu chút nữa thì chết khiếp, chăm chú nhìn thì ra là Hách Tư Vị, y liền lạnh lùng cười. Tư Vị, lần trước tôi gặp cục trưởng Hoàng. Ông đã báo cáo với ông Ngưu, tôi lại lấy ơn báo oán,
không tra thuốc mắt cho ông ở trước mặt ông Ngưu. Chuyện của ông và Tiểu Quỳ nếu để ông Ngưu biết được, ông nói có phải ông ta cũng sẽ cho ông hai phát súng không hả? Hách Tư Vị vẻ mặt không ngờ đỏ lên, vội nói. Ông Gia Cát hiểu lầm rồi, lần trước mật báo sau lưng, nhưng sau khi sự việc xảy ra tôi đã rất hối hận. Hôm nay tôi đặc biệt có ý đợi ông, là muốn cùng ông đi trên con đường sáng. Gia Cát Phách Đạo có chút không tin mà nhìn Hách Tư Vị. Tôi rời khỏi thực nghiệp trung thiên, con đường của ông sẽ càng rộng mở còn gì, vừa khéo thay thế vào vị trí của tôi. Ông còn muốn con đường sáng gì nữa? Hách Tư Vị vẻ mặt cười khổ. Xin ông đừng đùa nữa, thực nghiệp trung thiên đã gặp phải tai ương ngập đầu rồi, tổ chim bị lật đổ quả trứng còn lành được sao? Ông Gia Cát kiến thức còn rộng hơn tôi nhiều, mạng lưới quan hệ cũng rộng, xin ông Gia Cát chỉ cho một con đường sáng để đi. Hách Tư Vị thái độ rất thành khẩn, không giống đang làm bộ, Gia Cát Phách Đạo hơi suy nghĩ, rồi nói. Được, bây giờ ông theo tôi. Hách Tư Vị cuống quýt nói lời cảm ơn, đi sát theo sau Gia Cát Phách Đạo, bóng dáng của hai người rất nhanh tan vào trong màn đêm. Ngưu Lâm Quảng sau khi được biết tin hai mưu sĩ dưới trướng đêm hôm sờ soạng ra khỏi thực nghiệp trung thiên, lại không hề nổi giận, chỉ lạnh lùng cười, sau đó lấy ra khẩu súng lục yêu thích của mình bắn hai phát về phía cửa sổ. Là đêm, nhưng văn phòng của Bí Thư Thành ủy Hạ Tưởng, đèn điện vẫn sáng trưng. Hoàng Đắc Ích một lần nữa báo cáo chiến tích của một ngày với Hạ Tưởng, mấy cứ điểm của Ngưu Lâm Quảng bị thiệt hại nặng, thực lực của gã trên cơ bản là tổn thất thảm hại. Nếu lại cộng thêm sự ra tay của Nga Ni Trần, toàn bộ thực nghiệp trung thiên chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng Ngưu Lâm Quảng vẫn trấn tĩnh ngoài dự đoán của mọi người, vừa không có dấu hiệu trốn đi, lại không tiến hành chuẩn bị cho đợt sóng phản kích tiếp theo, đã khiến Hoàng Đắc Ích vô cùng khó hiểu. Lúc đang phân tích thế cục, điện thoại của Hoàng Đắc Ích reo lên, ông ta đứng dậy đi sang một bên nghe điện thoại, lập tức quay lại xin chỉ thị của Hạ Tưởng. Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị chuẩn bị quy phục rồi. Hạ Tưởng mỉm cười gật đầu. Cải tà quy chính luôn là chuyện tốt, Đắc Ích, tối nay ông sẽ vất vả một chút. Là công tác thuộc chức vụ của mình mà tôi nên làm. Hoàng Đắc Ích xoa tay cười, vụ án lão tặc bị sát hại và vụ án tai nạn xe, công tác điều tra vẫn luôn không có tiến triển gì, miệng của đối phương rất kín, mãi không nôn ra. Ông ta cũng cảm thấy rất mất mặt, nếu Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị quy hàng đúng lúc, thì tương đương với trực tiếp cắm vào ngực Ngưu Lâm Quảng hai con đao. Thậm chí có thể nói, là có thể trực tiếp hạ lệnh bắt. Hoàng Đắc Ích có thể không vui sao? Ngưu Lâm Quảng trong nhiệm kỳ của ông ta bị bắt, khẳng định là một công lao lớn, tuyệt đối có thể viết một khối dày đặc lên lý lịch của mình. Hơn nữa nếu thuận lợi, ngày mai Tu La bị áp giải về Tần Đường, lời khai của Tu La, cộng thêm lời khai của Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị, Ngưu Lâm Quảng tuyệt đối không còn đường có thể đi. Ngưu Lâm Quảng cùng đường bí lối, nhanh chóng trở thành một cái đầu bò chết, Hoàng Đắc Ích khó nén nổi niềm vui sướng trong lòng. Hạ Tưởng lại cẩn thận hơn. Đừng nên vui mừng sớm, trước khi Tu La chưa được áp giải an toàn về Tần Đường, trước khi Gia Cát Phách Đạo chưa lộ ra tin tức hữu dụng, tất cả không thể quá lạc quan. Hoàng Đắc Ích trong lòng không cho là đúng, cho rằng hiện tại Ngưu Lâm Quảng là con muỗi mùa thu đã uống sương sớm, nhảy nhót chẳng được mấy ngày nữa. Tuy nhiên không dám biểu lộ rõ ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vâng, Bí Thư Hạ nói rất đúng, cần phải đề cao cảnh giác, kiên trì đến cùng, một phút cũng không buông lỏng. Sự thật chứng minh, Hoàng Đắc Ích quả thực đã cười quá sớm. Một đêm trôi qua, Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị không lộ diện, gọi điện thoại đi, không ai nghe máy. Nếu nói Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị cuối cùng không hiện thân, vẫn không làm Hoàng Đắc Ích nổi giận. Thì tin tức khác đã khiến ông ta phát rồ lên xe áp giải Tu La đi được nửa chặng đường thì xảy ra tai nạn, trên đường cao tốc đột nhiên bị nổ lốp, tất cả cảnh sát trên xe và cộng cả Tu La, 6 người đều gặp nạn. May mắn sao Lịch Phi không ngồi trong xe áp giải, tuy nhiên lúc ấy cũng nằm trong nguy hiểm, mấy chiếc xe thiếu chút nữa va dồn lại với nhau, suýt nữa tạo thành vụ tai nạn ô tô liên hoàn nghiêm trọng. Tai nạn xe phát sinh thật sự kỳ quái, bởi vì chiếc xe ô tô xảy ra chuyện là một chiếc xe mới. Không tồn tại vấn đề lốp xe bị mòn, qua kiểm tra hiện trường, phát hiện trên mặt lốp xe có dấu vết của vết dạn bị cưỡng ép, nguyên nhân cụ thể đang được các chuyên gia tiến hành thẩm định. Cũng không phải nói, rất có khả năng do con người tạo nên. Hoàng Đắc Ích nổi trận lôi đình, ông ta nghiêm trọng hoài nghi là do Ngưu Lâm Quảng gây nên, bởi vì nếu Tu La chết, Ngưu Lâm Quảng sẽ an toàn được phần nào.
Một vấn đề khác nữa là, Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị đồng thời hẹn đến Quy Hàng đột nhiên giống như biến mất một cách vô căn cứ, tối qua ông ta còn không nghĩ ngợi gì nhiều, bây giờ liên hệ với vụ tai nạn xe, Hoàng Đắc Ích chợt hiểu ra, hay cho một Ngưu Lâm Quảng, hóa ra vẫn chưa chịu từ bỏ chống cự, ngầm ra chiêu, lẽ nào gã còn quân át chủ bài nào sao? Hoàng Đắc Ích cũng không biết sự tồn tại của hải quân. Sự việc phá án và tiếp tục liên lạc với Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị, cùng với tiến thêm một bước điều tra và giải quyết tốt hậu quả của vụ tai nạn xe, cụ thể toàn bộ giao cho Hoàng Đắc Ích phụ trách, Hạ Tưởng dù sao cũng là bí thư thành ủy, không thể nhúng tay quá nhiều. Cũng giống như những gì Hạ Tưởng định liệu từ ban đầu, bây giờ đã đến lúc phá vỡ thế cục, áp lực trực diện cũng đã đúng hẹn mà tới. Đang lúc Hạ Tưởng và Lương Thu Duệ quyết định hạng mục chú ý là tham dự nghi thức khánh thành nhà máy may mặc Phân Đạt Kỳ, trong đầu Hạ Tưởng lóe lên một ý tưởng, liền hỏi một câu. Thu Duệ, gần đây mối quan hệ giữa Tiểu Quỳ và Hách Tư Vị, có tiến triển gì không? Lương Thu Duệ gần đây khiêm tốn hơn nhiều, tuy nói sự kiện lần trước không có ảnh hưởng mang tính thực chất đối với ông ta, nhưng dù sao nói hay nghe không hay, truyền ra ngoài xem như cũng mất mặt. Ngoại trừ một lòng phụ tá Hạ Tưởng làm tốt công việc đại quản gia của thành ủy ra, ông ta bình thường rất ít xuất đầu lộ diện. Nhưng trưởng ban thư ký thành ủy lại là một công việc không thể không thường xuyên lộ diện trước mặt người khác, ông ta liền tận hết khả năng thân thiện ôn hòa với một người một chút, cũng là làm cho danh tiếng của ông ta tốt hơn trước rất nhiều. Tiểu Quỳ cũng đã một thời gian không liên lạc rồi, Tiểu Quỳ của bây giờ đã dần thành thục, Lương Thu Duệ cũng không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện riêng của cô. Cũng không hỏi chuyện tình cảm của cô và Hách Tư Vị đã tiến triển đến bước nào. Thật đúng là không rõ lắm, đã lâu rồi không thấy con bé nhắc đến. Lương Thu Duệ đúng sự thực báo cáo một câu. Thu Duệ, sự quan tâm của ông đối với Tiểu Quỳ không đủ, công việc dù có bận, cũng phải dành cho cô ấy thêm một chút yêu quý. Hạ Tưởng nửa chính thức nửa thoải mái mà nói một câu, sau đó cười cho qua, lại nói đến danh sách những người tham gia nghi thức khánh thành nhà máy Phân Đạt Kỳ. Lương Thu Duệ có chút khó hiểu tại sao bí thư Hạ đột nhiên lại quan tâm đến Tiêu Quỳ, nghĩ mãi cũng không bắt được trọng điểm, đơn giản không nghĩ nhiều nữa, dù sao lát nữa liên lạc một chút với Tiểu Quỳ cũng là nên làm Lương Thu Duệ làm một số việc mang tính cụ thể còn được. Cái nhìn đại cục có nhiều khiếm khuyết, dưới bầu không khí căng thẳng như thế của thế cục Tần Đường bây giờ, ông ta lại không nhận thức được mục đích thực sự mà Hạ Tưởng nhắc đến Tiểu Quỳ là Hách Tư Vị. Danh sách cán bộ tham dự nghi thức khánh thành nhà máy Phân Đạt Kỳ cuối cùng quyết định là bí thư thành ủy Hạ Tưởng, phó thị trưởng thường trực ủy ban nhân dân thành phố Chu Minh Hoành cùng với trưởng ban thư ký thành ủy Lương Thu Duệ. Nói chung, trong một số nghi thức khánh thành hay nghi lễ khởi công, bí thư thành ủy và thị trưởng chỉ tham dự một người, sẽ không xuất hiện hai người cùng lúc. Đương nhiên, ngoại trừ một số hạng mục quan trọng của tỉnh thành và quốc gia. Nhà máy may mặc Phân Đạt Kỳ tuy là hạng mục trọng điểm, nhưng vẫn chưa được xem là hạng mục quan trọng, bởi vậy do Hạ Tưởng tham dự, thì không cần sắp xếp Trương Quốc Vĩ cùng xuất hiện. Trên thực tế, chính là hiệu quả mà Trương Quốc Vĩ từng mong muốn, cho dù Hạ Tưởng có để cho ông ta đi, ông ta cũng sẽ không tham dự. Sau khi sắp xếp xong nhân viên, định xong thời gian, thì trước tiên do Lương Thu Duệ sẽ cùng trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Tạ Truyện Thắng cùng nhau đến hiện trường xem xét, đi trước sắp xếp chu đáo vị trí, bố cục cùng với công tác bảo an. Hạ Tưởng tuy là cán bộ cấp tỉnh, cũng bố trí nhân viên cảnh vệ, nhưng công tác bảo an dù sao vẫn không đạt được sự nghiêm khắc của cán bộ cấp bộ và cấp tỉnh. Hơn nữa nhà máy Phân Đạt Kỳ là sản nghiệp của Phó Tiên Tiên, bởi thế việc kiểm tra công tác bảo an cũng chỉ lướt qua cho xong mà thôi. Bước tiếp theo Hạ Tưởng tính là, sau khi nhà máy may mặc Phân Đạt Kỳ khánh thành xong, cũng xem như hoàn thành xong một tâm nguyện, sự vất vả của Phó Tiên Tiên ở Tần Đường xem như không uổng phí, hắn cũng không làm Phó Tiên Phong thất vọng. Bởi vậy với quy mô và cấp bậc của nhà máy may mặc Phân Đạt Kỳ, vẫn chưa đủ để đường đường một ủy viên thường vụ tỉnh ủy như hắn tham dự, nhưng hắn nâng cao quy cách đặc biệt tham dự, cũng xem như truyền lại một tín hiệu chính trị cho Phó Tiên Phong. Nói vậy Phó Tiên Phong trong lòng cũng biết rõ ràng. Sau khi sự việc của Phân Đạt Kỳ qua đi, thì thực sự có thể vung tay, đem toàn bộ thế lực của Ngưu Lâm Quảng thổi bằng, trong lòng Hạ Tưởng chủ ý đã định, Ngưu Lâm Quảng kiêu ngạo vô cùng. Trong tay chỉ sợ là không dưới 10 mạng người, không trừ khử đi, hắn còn mặt mũi nào tự xưng là vì dân chờ lệnh. Cho dù bên trên có áp lực lớn cỡ nào, không giết Ngưu Lâm Quảng, thể không rời khỏi Tần Đường. Nhưng áp lực vẫn cứ thế mà đến, cường đại cả ngoài dự đoán. Chương 1251,
không loại bỏ Ngưu Lâm Quảng, Tần Đường không được yên ổn. Lương Thu Duệ đã đi sắp xếp cụ thể từng công việc rồi, Hạ Tưởng ngồi trong văn phòng phân tích hướng đi tiếp theo của Ngưu Lâm Quảng và Trương Quốc Vĩ theo tình thế ở Tần Đường, thì điện thoại reo lên thật không đúng lúc. Là điện báo của tỉnh ủy. Hạ Tưởng vốn dĩ cho rằng lại là điện báo của Lý Bình Văn, nghĩ thầm rằng hiện tại cũng không cần Lý Bình Văn ra mặt nữa, kệ ông ta có nói gì, nên cũng không nhìn kỹ số điện thoại, không ngờ sau khi nghe điện, thì ra là Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng, là tôi, Phạm Duệ Hằng. Giọng nói của Phạm Duệ Hằng đầy khẩu khí công việc, là giọng điệu trước giờ chưa từng có. Tỉnh ủy không hy vọng Tần Đường xuất hiện những nhân tố không ổn định, giai đoạn hiện tại, đề nghị lấy kinh tế làm trung tâm. Những chuyện khác đều phải nhường đường cho sự phát triển kinh tế của Tần Đường. Lẽ ra, thông thường tỉnh ủy sẽ không trực tiếp can thiệp vào quyết định trọng đại của một thành phố, dù sao thành phố cấp 3 cũng là cơ quan chính đảng bậc nhất. Tỉnh ủy chỉ là chỉ đạo và chỉ thị, dẫn dắt phương hướng vĩ mô, sẽ không can thiệp vào những vấn đề cụ thể, nếu không người đứng đầu chính đảng ở bên dưới cũng không có biện pháp triển khai công tác. Huống hồ Hạ Tưởng còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Mặc dù nói lời nói của Phạm Duệ Hằng không rõ ràng mà là nói đại khái, không hề chỉ ra cụ thể một việc nào, nhưng rõ ràng có ý đồ nhúng tay vào chuyện ở Tần Đường, thực tế chính là chỉ thẳng vào vụ việc của Ngưu Lâm Quảng. Bình tĩnh mà xem xét, kết giao qua lại với Phạm Duệ Hằng đã đến gần 10 năm, Hạ Tưởng chưa từng quá kỳ vọng vào Phạm Duệ Hằng, bởi vì hắn biết Phạm Duệ Hằng đối nhân xử thế bạc tình bạc nghĩa, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Nhưng hôm nay, lời nói của Phạm Duệ Hằng vẫn khiến cho hắn thất vọng tràn trề. Phạm Duệ Hằng biết đối nhân xử thế, khéo đưa đẩy có thừa nhưng không có nguyên tắc, mọi việc luôn tùy vào áp lực, thường đổi hướng ngay ở thời điểm mấu chốt. Nếu ai đó một lòng kỳ vọng Phạm Duệ Hằng có thể luôn làm hậu thuẫn vững chắc nhất sau lưng, người đó nhất định sẽ bị thất vọng vô cùng. Phạm Duệ Hằng quá để ý đến cái mũ trên đầu, cho dù hậu thuẫn ở thủ đô không mạnh. Nhưng dù sao cũng là một quan chức cấp cao của tỉnh, không phải ai cũng có thể sắp xếp người ở tỉnh ủy, nhưng trong mỗi thời điểm quan trọng thì ngáng chân cản trở, thực khiến cho Hạ Tưởng không có cảm tình. Tốt xấu cũng là tỉnh ủy, làm thế nào lại không có khí phách như vậy? Coi như là không nghe lời của Trung ương vài lần thì có thể như thế nào, cũng không thể miễn chức tôi. Hơn nữa lại không phải là Trung ương bảo anh phải làm như thế nào, khẳng định là nhân vật nào khác gây áp lực cho anh liền khuất phục sao? Hạ Tưởng đã hạ quyết tâm, hắn chưa từng lùi bước trước cuồng phong của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, càng sẽ không phục tùng theo áp lực của Phạm Duệ Hằng. Anh Phạm, tình hình của Tần Đường luôn rất ổn định, không có ảnh hưởng gì đến việc xây dựng kinh tế, nếu có, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường cũng sẽ điều chỉnh đúng lúc và ngăn lại. Cảm ơn sự quan tâm của anh đối với công việc của Tần Đường, dưới sự ủng hộ của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường nhất định có thể khắc phục khó khăn, có những bước tiến lớn. Lời nói của Hạ Tưởng vừa giàu ý nghĩa, vừa cường điệu quyền quyết định của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường đối với việc ở Tần Đường, cũng nâng lên ngọn cờ của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân, ngụ ý chính là tỉnh ủy của tập thể, không phải tỉnh ủy là tỉnh ủy của cá nhân. Ít nhất Chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu sẽ không nhất trí với Phạm Duệ Hằng. Chỉ ít bản thân hắn cũng là một trong số 13 nhân vật có quyền lực nhất của tỉnh Yên. Phạm Duệ Hằng rất khó chịu. Anh Hạ, hiện tại ở Tần Đường lòng người hoảng loạn, tỉnh ủy nghe được nhiều tin tức tiêu cực từ Tần Đường, bản thân anh là bí thư thành ủy, phải nghiêm túc chịu trách nhiệm, phải suy nghĩ cho kế hoạch lớn lâu dài của Tần Đường, đừng làm lệch quỹ đạo phương hướng phát triển bình thường của Tần Đường, cũng đừng phụ sự tín nhiệm của tỉnh ủy đối với anh. Giọng điệu của Phạm Duệ Hằng lộ ra vẻ bất mãn. Trong ấn tượng, có lẽ là lần đầu tiên ông ta xưng hô với Hạ Tưởng là anh Hạ. Hạ Tưởng chỉ biết, liên quan đến lợi ích trước mắt, Phạm Duệ Hằng lại một lần nữa lựa chọn bo giữ mình và lần nữa đưa ra cảnh cáo với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết, tranh luận với Phạm Duệ Hằng không được việc gì cả, dù sao hắn cũng rõ, hiện tại Phạm Duệ Hằng cũng không hề quá kìm hãm hắn, nhưng cũng phải nể mặt của tỉnh ủy, hắn cũng nói mấy câu khách sáo. Đại ý chính là sẽ tiếp thu đầy đủ theo tinh thần chỉ thị của Phạm Duệ Hằng, xác định rõ chỉ đạo cụ thể công việc của tỉnh ủy đối với Tần Đường. Cuối cùng, Phạm Duệ Hằng cũng hiểu rõ Hạ Tưởng không hề nghe lời của ông ta, chỉ nói một câu. Hy vọng Tần Đường và bản thân anh không làm cho tỉnh ủy thất vọng. Liên cúp điện thoại. Hạ Tưởng sững sốt một lát, đi đến phía trước cửa sổ, trong lòng kiên định trước nay chưa từng có. Nếu nói ngay từ đầu hắn đến Tần Đường.
một lòng kiểm soát tình hình chung, cố gắng chủ trì toàn bộ công việc. Lúc đó cuộc sống ở Tần Đường chưa yên ổn, lại thêm có người cảnh cáo không nên đụng đến Ngưu Lâm Quảng, hắn liền tạm thời tránh các cảnh sát, chỉ theo đuổi các mối quan hệ phức tạp rắc rối của Tần Đường, chỉ giải tỏa phiền muộn của tỉnh ủy, hóa giải thế lực rắc rối khó gỡ của Trương Quốc Vĩ. Hiện nay thế lực của Trương Quốc Vĩ sắp tan rã, đúng là thời cơ tốt để gạt bỏ Ngưu Lâm Quảng, lại gặp phải áp lực rất lớn từ tỉnh ủy, không thể không nói là một kiểu bất đắc dĩ, hoặc là nói, Phạm Duệ Hằng đối với hắn như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa chính là qua cầu rút ván. Nhưng chính trị là chính trị, không nói chuyện ân tình, hơn nữa trước khác nay khác. Lịch sử cũng chứng minh, trong thời kỳ chiến tranh, ai dám dùng đao đánh người, chỉ có một người là đại tướng quân. Trong thời đại hòa bình chỉ một ngón tay út cũng có thể đánh tướng quân thành ma quỷ. Chính trị, chính là cháo trở khó lường, chính là chiến trường tranh giành lợi ích không có khói súng lớn nhất trời đất. Nhưng Hạ Tưởng sau khi trải qua vụ việc của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, sau cái chết đột ngột của Thôi Hướng, thì hắn kiên định và kiên cường hơn trước nhiều. Vị trí càng cao, nguy hiểm trước mắt càng lớn, muốn làm bất cứ chuyện gì, lực cản gặp phải cũng càng nhiều. Nhưng nếu làm lên chức cao, thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, không mạnh miệng nói suông, cũng không hỏi trước đây Ngưu Lâm Quảng làm bao nhiêu điều ác, nhìn thấy những vụ án ác tính dùng người tâm thần để lừa gạt lấy tiền bồi thường xảy ra trước mắt hắn, hắn không thể bỏ mặc, không thể vờ như không nhìn thấy. Bất kể vị trí của Hạ Tưởng cao bao nhiêu, tuổi tác lớn dần, tính cách ghét cái ác như kẻ thù sẽ không thay đổi, chẳng qua là ẩn núp càng sâu, thủ đoạn càng cao minh mà thôi. Ngưu Lâm Quảng không bị loại bỏ, Tần Đường sẽ không yên. Hạ Tưởng nói một tràng đầy ác ý, dường như muốn phun ra những oán giận trong lòng. Lão Tặc là người hắn quen khi mới vào thành phố Lang, mặc dù không thể xem như bạn bè, nhưng cách đối nhân xử thế của Lão Tặc cũng không tồi, lại bị Ngưu Lâm Quảng giết chết tùy tiện, thủ đoạn tàn nhẫn, thái độ kiêu ngạo, khiến người ta phẫn nộ. Còn theo Hoàng Đắc Ích điều tra, những năm gần đây, Tần Đường phát sinh ra hơn mười mấy tai nạn mỏ lớn nhỏ, đại đa số đều bị che giấu. Đó là những vụ việc có thể tra cứu, còn nhiều vụ tai nạn mỏ đã được giải quyết trực tiếp riêng với nhau, sợ là ít nhất cũng mười mấy trường hợp. Trong đó lợi dụng những người tâm thần để lừa gạt lấy bồi thường lớn, ít nhất cũng có 7-8 trường hợp, tổng cộng hơn 20 người. Hành vi phạm tội rất nhiều, tội lỗi chồng chất. Cơ bản mỗi lần lừa bồi thường, đều là tác phẩm của Ngưu Lâm Quảng, cũng chính là nói, Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường không chỉ xảo trá vơ vét tài sản, còn xem mạng người như cỏ rác. Thậm chí có thể dùng câu, giết người như ngóe, để hình dung. Không ngờ còn có người bảo vệ gã, không biết lẽ trời ở chỗ nào. Hạ Tưởng dường như sắp biến thành phẫn nộ, riêng vô số hành vi phạm tội của Ngưu Lâm Quảng, mặc dù hắn rất tức giận, nhưng không đến mức không thể nguôi ngoai, nhưng có người hết lần này đến lần khác bảo vệ Ngưu Lâm Quảng, thực sự kích thích sự tức giận của Hạ Tưởng. Bất kể có bao nhiêu áp lực, hắn không nắm được Ngưu Lâm Quảng, hắn không phải là Hạ Tưởng. Bỗng nhiên, điện thoại lại rung lên. Lúc này, lại là điện báo của Lý Bình Văn. Giọng điệu của Lý Bình Văn lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Anh Hạ, gần đây không ít thành phố cấp 3 phản ánh về động tĩnh của Tần Đường quá lớn, ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị của thành phố bọn họ, hy vọng bên Tần Đường chú ý một chút. Hạ Tưởng đang tức giận, Lý Bình Văn cũng cả gan lên mặt muốn đè đầu hắn, đúng là khinh thường hắn dễ bắt nạt, liền nói một câu cứng rắn. Anh Lý từ đâu nghe được câu nói này, làm sao tôi không nghe thấy? Thành phố cấp 3 anh em nào bất mãn với Tần Đường, bảo bọn họ trực tiếp tới tìm tôi nói là được rồi, động một chút là tố cáo đến tỉnh, chơi trò trẻ con tập làm người lớn à? Lại nói tiếp, đó là việc nội bộ của Tần Đường, làm sao tới lượt người khác tới khoa tay múa chân, có phải bọn họ muốn được mời đến Tần Đường chỉ đạo công việc một chút hay không? Lý Bình Văn bị nghẹn đỏ mặt tía tai. May mà Hạ Tưởng không phải đối mặt với ông ta, nếu không nói không chừng ông ta liền trở mặt tại chỗ. Anh Hạ, không thể nói như vậy, không cần đấu khí, tất cả đều cần phải phục tùng đại cục. Lý Bình Văn kiềm nén sự tức giận, kiên nhẫn chịu đựng nói. Tần Đường là thành phố trung tâm kinh tế phát triển nhất của tỉnh Yên, phải chú ý tới hình tượng của mình, phải đem lại một tấm gương tốt cho toàn tỉnh. Không có tính kiên nhẫn không được. Dù sao Hạ Tưởng cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Anh Lý là muốn đề nghị chỉ đạo xây dựng kinh tế, hay là công tác pháp luật chính trị của Tần Đường. Hạ Tưởng càng tức giận, một đảng ủy công an, lập trường cũng chưa vững, mà dám lấy khẩu khí chỉ đạo để giáo huấn hắn.
Nhìn từ hệ thống pháp luật chính trị mà nói, Lý Bình Văn chỉ có thể chỉ đạo Hoàng Đắc Ích, từ góc độ tỉnh ủy Tần Đường mà nói, cũng muốn tôn trọng đầy đủ đối với Lý Bình Văn, bởi vì ông ta là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng nhìn từ góc độ cá nhân Hạ Tưởng mà nói, Lý Bình Văn và hắn cùng cấp, thật đúng là không có tư cách nói chuyện theo kiểu bề trên như vậy. Lý Bình Văn bị Hạ Tưởng liên tiếp nói vài câu, cũng rất không vui nói. Anh Hạ có ý kiến đối với cá nhân tôi không thành vấn đề, nhưng đừng ảnh hưởng đến những bước triển khai thuận lợi của công tác chính trị pháp luật của toàn tỉnh. Được thôi, lấy ô lớn đè đầu hắn, Hạ Tưởng cũng bực mình. Hệ thống pháp luật chính trị có công việc trọng đại gì của toàn tỉnh phải triển khai, tôi làm sao lại không biết. Hàm ý chính là bất kể một hệ thống nào, chỉ cần đều hướng đến toàn tỉnh nhất định phải được hội nghị thường vụ thảo luận thông qua. Hắn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nếu hắn không biết, chính là ngấm ngầm nói với Lý Bình Văn cũng không cần hơi một tí thì lấy danh dự của toàn tỉnh ra đè người. Hắn, không để mình bị đẩy vòng vòng. Lý Bình Văn bị đẩy đến không lời nào để nói, chỉ nói liền ba từ. Được, được, được. Liền cúp điện thoại. Điều mà Hạ Tưởng không nghĩ tới là, vừa mới nghe điện thoại của Lý Bình Văn, còn chưa hết tức, thì lại có điện thoại gọi tới, là điện đến từ thủ đô. Bên trong truyền đến một giọng nói âm trầm mà ác nghiệt. Hạ Tưởng, có một câu tôi muốn tặng cho anh, xen vào việc của người khác thì coi chừng ăn đòn, cẩn thận tính mạng. Hạ Tưởng ngược lại cười lên, đáp lễ một câu. Ác giả ác báo, cẩn thận chết không có chỗ chôn. Đối phương hiển nhiên không ý thức được Hạ Tưởng lại phản ứng nhanh như vậy, càng không ngờ lời nói mà Hạ Tưởng dâng tặng vô cùng đúng lúc, ngây người sửng sốt, không dặn ra được lời nào, chỉ có thể cúp điện thoại. Hạ Tưởng cười ha hả, xua tan đi bực tức. Ngày tiếp theo, nghi thức khánh thành của nhà máy trang phục Fenda Chi chính thức cử hành. Sáng sớm, tại nơi cử hành lễ đã bố trí rất nhiều cảnh sát, lớp lớp giới nghiêm, các công việc đã được chuẩn bị sắp xếp, chỉ đợi Hạ Tưởng đến. Đúng như lời Ngưu Lâm Quảng đã nói, đã đến lúc diễn một vở tuồng. Chương 1252, sắp xếp tỉ mỉ, tai nạn kinh hoàng. Phải nói, từ sự sắp xếp vị trí cho giới truyền thông, đến bố trí tại hiện trường, còn có các khách quý được mời đến cùng với công tác an ninh, mọi phương diện đều được sắp xếp rất thỏa đáng. Hai quản gia lớn là Lương Thu Duệ và Tạ Truyền Thắng, chạy ngược chạy xuôi bận cả ngày, trời chưa sáng thì đã đến trước 2 tiếng để kiểm tra. Về cơ bản tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn. Nhân viên canh gác của Hạ Tưởng cũng đến trước nửa tiếng, lại tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa, không phát hiện vấn đề gì. 10 giờ, Hạ Tưởng xuất hiện. Nghi thức được cử hành trước ký túc xá của nhà máy trang phục Fenda Chi, bục phát biểu được dựng tạm thời, trên bục có một biểu ngữ lớn, giữa có bục phát biểu và khán đài cho các vị khách quý, đã được trải thảm đỏ. Không khí của buổi lễ vô cùng náo nhiệt. Mọi tầng lớp trong giới may mặc đều tham dự. Phó Tiên Tiên mặc một bộ váy dài màu đỏ, người đẹp hơn hoa, kiều diễm rung động lòng người, cả người như phát sáng. Cổ Ngọc cũng mặc váy truyền thống, trang điểm nhẹ, mặc dù trang điểm nhạt nhưng người lại rạng rỡ, không thua kém gì Phó Tiên Tiên, đứng cạnh Phó Tiên Tiên, dường như trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Điều tiếc nuối duy nhất là, thời tiết không đẹp, mây đen, hơn nữa tầng mây rất thấp, giống như sắp có mưa vậy. Khi Hạ Tưởng xuất hiện, xôn xao cả hội trường, không ít người chưa hề tận mắt nhìn thấy vị quan lớn cấp tỉnh trẻ nhất, Đường Đường là người đứng đầu Tần Đường, bởi vậy hắn vừa xuất hiện, liền chiếm được cái nhìn của Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc. Hạ Tưởng mặc đồ tây, đi giày da cũng không có cách nào, trong những nghi lễ chính thức phải mặc trịnh trọng một chút đứng ở trước khán đài, đẹp trai, phong độ hơn người, khiến cho không ít người phía dưới đều bàn tán. Mặc dù đã nhìn thấy hắn trên TV, nhưng hình ảnh đã được thông qua xử lý, còn có cả tính chất biểu diễn, đâu thể nào hiện lên chân thực mà trực quan như người thật trước mắt. Cũng có không ít cô gái bình phẩm về tướng mạo của Hạ Tưởng, túm tụm lại một chỗ, thì thầm nói nhỏ, thỉnh thoảng cười trộm mấy câu, đùa giỡn một chút không ảnh hưởng đến ai. Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc cũng trụng đầu lại, nói xấu Hạ Tưởng. Nhìn cái bộ dạng nghiêm chỉnh của anh ta, đứng ở trên khán đài, không biết có phải cùng một người không? Nói gì vậy? Vẫn là cùng một người mà. Tôi là nói anh ta giả vờ rất giống, hiền lành tuyệt không giống như khi ở cùng chúng ta. Cũng đúng, cô nói tôi mới nghĩ ra, khi anh ta ngủ, không hề có tướng làm quan, còn giống như một đứa trẻ, thích nắm tay của tôi. Hả? Phó Tiên Tiên không hiểu làm sao đỏ mặt lên. Cổ Ngọc, cô nói gì vậy?
Cổ Ngọc cũng đỏ mặt, vội vàng im miệng, giấu đầu hở đuôi. Tôi nói sai rồi, là khi anh ta ngủ, đúng lúc tôi nhìn thấy được. Càng giải thích ngược lại càng loạn, Phó Tiên Tiên lại cười. Được rồi, nghi thức bắt đầu rồi. Cổ Ngọc đã hướng nhìn lên khán đài, Hạ Tưởng trên khán đài, vẻ mặt mỉm cười, đứng nghiêm, khác xa một trời một vực với hình tượng cán bộ béo khỏe bụng phệ tầm thường, hắn quả thật anh tuấn hơn người, khiến người khác ngưỡng mộ. Khách quý trên đài chia làm hai bộ phận, một hàng phía sau là khách mời, chỗ ngồi của Hạ Tưởng ở chính giữa, bên trái là Chu Minh Hoành, bên phải là Lương Thu Duệ, sau nữa là ghế của những nhân viên đi cùng với hắn. Theo trình tự, Hạ Tưởng ngồi đầu tiên trên bục khách quý, do Chu Minh Hoành chủ trì nghi thức, cùng với Phó Tiên Tiên phát biểu chào mừng, và hoan nghênh Hạ Tưởng đã đến. Sau đó Hạ Tưởng sẽ đến trước bục phát biểu đại khái khoảng 10 phút. Hạ Tưởng không thích nói dài dòng, đổi là lãnh đạo khác, sợ là phải nói đến nửa tiếng sau khi phát biểu thì cắt băng khánh thành, cắt băng khánh thành xong, toàn bộ nghi thức cũng kết thúc. Bộ phận nhân viên có thể ở lại tham gia yến tiệc, Hạ Tưởng cũng sẽ nán lại nửa tiếng, xem như là nể mặt Phó Tiên Tiên, rồi mới có thể rời khỏi. Không thể nán lại quá lâu, nếu không sẽ khiến cho người bên ngoài phỏng đoán quá nhiều về mối quan hệ giữa hắn với nhà máy trang phục Fendachi. Từ đó thì có khả năng khiến cho những người nghi ngờ tìm hiểu nguồn gốc, phỏng đoán giữa hắn và nhà họ Phó rốt cuộc là có quan hệ gì. Nhất cử nhất động của nhân vật chính trị, nhất định phải suy xét những ảnh hưởng lâu dài với bên ngoài. Còn có một điểm nữa, Hạ Tưởng cũng thực sự rất bận, hôm qua một trận quyết chiến giữa Nga Ni Trần và Ngưu Lâm Quảng, mặc dù bên Nga Ni Trần tổn thất thê thảm, nhưng trên cơ bản toàn quân chủ lực của Ngưu Lâm Quảng bị diệt, hiện tại chính là bắt tay vào bố trí thời cơ tốt nhất cho tình thế lần sau, nhân lúc mọi chuyện còn nóng hổi bắt Ngưu Lâm Quảng lại. Mặc dù có điện thoại uy hiếp từ thủ đô, và áp lực rất lớn từ tỉnh ủy, Hạ Tưởng đã hạ quyết tâm, sẽ không lùi nửa bước. Nếu không, hắn không chỉ xin lỗi vô số những oan hồn chết oan uổng, mà cũng rất xin lỗi những cảnh sát đã chết thảm trong tai nạn xe cộ khi áp giải Tula. Chỉ còn một điểm hoài nghi chính là, chưa có kết luận về vụ tai nạn giao thông, rốt cuộc vụ tai nạn phát sinh như thế nào mà khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Mặt khác còn có chính là, sự mất tích bất ngờ của Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị, cũng khiến cho người ta hoài nghi, là Ngưu Lâm Quảng sau khi bị phát hiện giết người diệt khẩu, hay là bị bịt miệng lại. Cũng phải thừa nhận, Ngưu Lâm Quảng kinh doanh nhiều năm ở Tần Đường trở thành cây lớn dễ sâu, cho dù chém thân cây, tán cây đi, dễ vùi dưới đất cũng nhất thời khó mà làm sạch. Nếu không phải nhà máy trang phục Fendachi là tâm huyết của Phó Tiên Tiên, là sản nghiệp nhà họ Phó, Hạ Tưởng sẽ không vận động cổ vũ cho cô. Đến nơi khác thị sát công việc, hắn chỉ đi lại xem qua, bước đi lộ ra vẻ tượng trưng, làm sao giống như hôm nay lại ngồi nghiêm chỉnh, lại phát biểu, lại cắt băng khánh thành. Hơn nữa biểu hiện của Trương Quốc Vĩ gần đây cũng khiến cho người ta không thấy được phương hướng, càng khiêm tốn, càng thiết thực hơn so với trước kia, dường như không tranh chấp háo thắng, chỉ vùi đầu vào công việc, chịu mệt nhọc, từ một con ngựa thích ngửa mặt lên trời thét vang trước kia, bỗng chốc biến thành con bò già cần cù chăm chỉ. Kẻ gian khó phòng, người xưa đã dạy, không thể phớt lờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Tưởng đương nhiên không hề thả lỏng sự đề phòng đối với Trương Quốc Vĩ, Trương Quốc Vĩ càng thấp giọng, càng kiềm chế, thì càng chứng minh có khả năng có việc lớn phát sinh, nhưng cụ thể là việc gì, hắn thật sự chưa biết. Dù sao Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng liên kết, những phố lớn ngõ nhỏ đen tối của Tần Đường đều nằm dưới sự nắm giữ của bọn họ. Tuy nhiên ở trong bộ máy chính trị của thành phố, Chu Minh Hoành và Trương Quốc Vĩ nội bộ lục đục, Lục Minh và Trương Quốc Vĩ cũng có khoảng cách. Toàn bộ thành ủy chỉ có mình Nhâm Hải Phong và Trương Quốc Vĩ có quan hệ thân mật. Trưởng ban tổ chức cán bộ xem ra quyền hạn không nhỏ, nhưng trên thực tế trong công việc hàng ngày, sức ảnh hưởng vẫn là có hạn, thực quyền thậm chí không bằng phó thị trưởng thường trực. Trương Quốc Vĩ còn có thể gây sức ép ra những kiểu gì? Hạ Tưởng ngồi trên bục khách quý, nghe Chu Minh Hoành chủ trì nghi thức, đang cùng với Phó Tiên Tiên chào mừng, nhìn Phó Tiên Tiên mỉm cười mà đoan trang, cười duyên mà quyến rũ, trong lòng rung động. Tiểu ma nữ càng ngày càng thành thục, như một trái chín thơm, tươi ngon mọng nước. Khi Chu Minh Hoành đọc được một nửa bài diễn văn, bỗng nhiên trời đổ mưa. Vốn dĩ đặt chỗ ngồi của khách quý ở nơi trống trải, là để cho các phóng viên bên dưới càng dễ chụp hình, cũng để cho lãnh đạo tạo được một hình tượng cao lớn, nhưng hiện tại thì mưa rồi, hình tượng có cao lớn hay không không quan trọng nữa,
điều quan trọng là không để cho lãnh đạo dầm mưa mới là việc đầu tiên. Vừa may Bục khách quý có một nửa thụt vào bên dưới mái nhà, khi bố trí đã xem xét đến trời mưa, thì đem Bục ghế khách quý lui lại 3 mét, liền giải quyết tốt đẹp vấn đề gặp trời mưa. Tuy nhiên Chu Minh Hoành và Phó Tiên Tiên ở trước khán đài thì vẫn có thể mở dù tiếp tục đọc diễn văn, may mà Hạ Tưởng nói đùa một câu. Thời điểm khánh thành nhà máy trang phục, trời mưa là chuyện tốt, chứng minh về sau trang phục sẽ bán chạy. Tất cả mọi người đều cười, không khí dâng lên cao trào. Tiếp theo sau là thời điểm Hạ Tưởng cắt băng khánh thành. Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên lần lượt đứng ở trên khán đài, hai bên là hai cô gái làm nghi lễ đứng nghiêm, máy ảnh phía dưới liền chụp không ngừng. Bên tai Hạ Tưởng nghe bên dưới có người nói nhỏ, nói là nhà máy trang phục Fenda chi thật sự lợi hại, mời được cô gái làm lễ xinh đẹp rất giống với minh tinh. Mới đầu hắn cũng không để ý, về sau càng nghe càng cảm thấy không hợp cho lắm, vì hắn không nhìn kỹ cô gái làm lễ, nghe người ta nói vậy liền lén nhìn một cái, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Đúng là Cổ Ngọc đứng nghiêm túc bên phải của hắn, bưng cái khay, giả vờ như những cô gái làm lễ. Làm như thật, Hạ Tưởng muốn cười lại không thể cười, đành phải tiếp tục giữ vẻ mặt ôn hòa tươi cười. Cổ Ngọc cũng lộ ra nụ cười đẹp, giống như cô gái làm lễ, lộ ra 8 cái răng, cười rất đoan trang. Nói đến cũng là trùng hợp, Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc, một người bên trái một người bên phải, được phân chia hai bên Hạ Tưởng, bị vô số các ống kính chụp những cảnh chung. Khi đang cùng Thôi Hướng điều tra trong tay đã cầm những bằng chứng hình ảnh chụp chung giống y như đúc, chẳng qua địa điểm khác, trang phục cũng khác. Nhưng lúc ấy thì bị cho làm chứng cứ tác phong sinh hoạt, hiện tại lại phải đăng lên các phương tiện truyền thông lớn, là những tin tức quan trọng của việc cắt băng khánh thành và ủng hộ nhà máy, khắp nơi công khai tuyên dương, hơn nữa còn tuyên dương chính diện. Nếu để một số người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhìn thấy, hoặc để một vài người thân nhìn thấy, sẽ tức giận hay không? Hạ Tưởng bỗng nhiên phát hiện, có lúc hắn cũng hơi ác, không khỏi cười thầm. Cũng hết cách, người trong quan trường, nếu không thay đổi đến hư hỏng một chút, sớm muộn cũng sẽ bị dìm chết. Bởi vì, luôn có người muốn nhấn anh xuống nước, giẫm nát lưng của anh mới có thể ngẩng đầu. Vậy thì hết cách, chỉ có thể để người khác chết đuối, bản thân mới được sống sót. Hạ Tưởng lại không khỏi nghĩ đến cũng không biết là tấm hình của ai chụp hắn, để Thôi Hướng tin là thật, và vì thế mà mất mạng. Bởi vậy có thể thấy được, không nên xem thường một tấm hình, có lúc dùng không đúng chỗ, cũng là chết người. Chấm, nghi thức cắt băng cuối cùng đã kết thúc, biểu hiện của Cổ Ngọc coi như đúng với lễ nghi, không sơ hở, cũng thật làm khó cho cô. Hạ Tưởng lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi phía sau, lúc này, mưa càng ngày càng lớn, vốn dĩ sau đó còn có mấy hoạt động, nhưng chỉ có thể giản lược bớt. Chu Minh Hoành và Lương Thu Duệ vừa gặp mặt, lại có được sự đồng ý của Hạ Tưởng. Liền quyết định chấm dứt nghi thức. Chu Minh Hoành phát biểu xong, trở về chỗ ngồi, là đến Phó Tiên Tiên phát biểu cuối cùng. Đầu tiên Phó Tiên Tiên cảm ơn sự ủng hộ hết lòng của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường đối với nhà máy trang phục Fenda Chi, sau đó thì tuyên bố nghi thức khánh thành lần này hoàn thành một cách mỹ mãn, sau đó là những tràng pháo tay phía dưới. Tiếng vỗ tay vừa vang lên, thì xảy ra chuyện, đầu tiên là một tấm kính phía bên trên khán đài đột nhiên rơi xuống. Một tiếng vang lớn, oành, rơi chính giữa Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng cũng như một nhóm các lãnh đạo, may mà không đâm vào người, nếu không nhất định bị đâm thành bánh thịt. Đám người được một trận kinh hoàng. Vẫn còn chưa xong, lại nghe thấy một tiếng nứt vang, răng rắc, một tấm biển quảng cáo bên trên khán đài bỗng dưng giống như là mất đi chống đỡ, đột nhiên đập xuống dưới. Trọng lượng của biển quảng cáo đến mấy trăm cân, treo trên không trung từ mười mấy mét đập xuống, rơi xuống dưới. Chỉ cần đụng đến ai, người đó cũng phải tử vong tại chỗ. Chương 1253, người như hổ dữ, tâm như lửa nóng. Ngàn cân treo sợi tóc. Chu Minh Hoành trở lại trên chỗ ngồi, vẫn chưa ngồi nóng mông thì phát hiện bất thường, anh ta liền tỏ ra vô cùng kỳ lạ, hướng đến Lương Thu Duệ hô to một tiếng. Bảo vệ bí thư hạ. Sự yếu đuối của Chu Minh Hoành và Lương Thu Duệ làm sao có thể so sánh với thân thủ của Hạ Tưởng. Hắn làm sao cần bọn họ bảo vệ. Mắt nhìn thấy biển quảng cáo rất lớn đang nhào tới, bao phủ cả khu vực khách mời bên trong, Hạ Tưởng trở nên gấp rút. Cũng may mà trời mưa, hàng ghế khách quý bị đẩy lùi lại 3 mét, nếu còn ở chỗ cũ, biển quảng cáo không chỉ đập trúng hắn, còn gần như đập trúng tất cả nhân viên trên hàng ghế khách quý. Chỉ trong nháy mắt, suy nghĩ của Hạ Tưởng thông ra,
liền phỏng đoán là sự cố có người dựng lên, kế hoạch rất ác độc, dụng tâm rất hiểm ác, sắp xếp rất tỉ mỉ. Bởi vì một chút va đập mà làm chết mấy cán bộ, khẳng định sẽ được xử lý là sự cố bất ngờ, nhìn cũng không ra được là lần thiết kế tỉ mỉ này là nhằm vào hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Hạ Tưởng phải đưa ra phán đoán, chắc chắn là một vụ việc mưu sát do có người cố ý làm ra. Điều cần thiết là đối diện với giới truyền thông đông đảo ngay trước mặt, để miệng lưỡi của giới truyền thông cũng nhận định là bất ngờ. Cấp trên cũng đúng lúc có thể thuận nước đẩy thuyền nhận định là bất ngờ. Vậy thì hắn chết cũng không minh bạch. Mưu kế hay, phương pháp hay, chẳng trách gần đây Trương Quốc Vĩ khiêm tốn đến mức dường như không tồn tại vậy, chẳng trách Ngưu Lâm Quảng trong lúc thực lực toàn quân sắp tổn thất lớn, vẫn có thể biết cách giữ bình tĩnh, hóa ra còn có một tuyệt chiêu như vậy. Hạ Tưởng cuối cùng trong thời gian ngắn đã nghĩ thông suốt nhiều tình tiết, đột nhiên tách ra khỏi sự bảo vệ của Chu Minh Hoành và Lương Thu Duệ, di chuyển lên trước một bước, xem chuẩn hướng biển quảng cáo rơi xuống, bỗng nhiên dốc sức, dùng hết sức lực đẩy nó về phía trước. Nhân viên bảo vệ của Hạ Tưởng, còn có những nhân viên an ninh ở đây cũng đều chạy đến kịp thời, cùng dốc sức với Hạ Tưởng, gắng sức đẩy biển quảng cáo sang bên cách 1 mét. Cũng chính khoảng cách 1 mét giữa sự sống và cái chết, để biển quảng cáo rơi xuống chỗ không có người, một tiếng vang ầm ầm làm nổi lên một trận cuồng phong. Giá đỡ của biển quảng cáo được làm bằng kim loại, bộ phận in ấn chỉ phun hình quảng cáo lên bề mặt, nếu không phải Hạ Tưởng ra tay kịp thời, một bên khung của biển quảng cáo sẽ nện lên bục khách quý, mấy người ngồi trên khán đài, chỉ có thể chết thê thảm. Không hề nói khoa trương chút nào, sự ra tay kịp thời của Hạ Tưởng đã cứu được tính mạng của tất cả mọi người trên khán đài. Lại nhìn những người trên bục khách quý, ngoài Chu Minh Hoành có chút trấn tĩnh ra, những người khác đều bị dọa tới mức trợn mắt há hốc mồm. Lại nhìn Hạ Tưởng, ngẩng đầu đứng ở giữa sân, vẻ mặt kiên định, gió lớn thổi loạn tóc của hắn, nước mưa làm ướt mặt hắn, nhưng hắn ngạo nghễ mà đứng, trên mặt không hề sợ hãi, dường như vừa rồi chỉ là làm một việc nhỏ không đáng kể gì. Máy ảnh trong tay không ít những phóng viên ở đây đều bắt lại được cảnh tượng này. Càng có không ít phóng viên nhìn thấy mà sửng sốt. Đúng vậy, bọn họ đã nhìn thấy nhiều tai nạn, bình thường các lãnh đạo ở trên khán đài vênh váo tự đắc, chốc lát thì trở nên nhát gan như chuột, chỉ muốn chui vào gầm bàn trốn nạn, càng có rất nhiều người ở hiện trường sợ tới mức mặt không còn giọt máu. Cũng có những thuộc hạ bao quanh lãnh đạo, hô to. Để lãnh đạo đi trước, mọi người lui sang một bên. Gặp đâu được lãnh đạo giống như Hạ Tưởng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Sự sống và cái chết ở trước mặt, không hề sợ hãi, thấy nguy hiểm mà xông lên, hai tay đẩy, tạo ra con đường sống, chẳng những không lùi bước và chạy trốn, ngược lại cứu cả cấp dưới. Phải biết rằng, Hạ Tưởng là lãnh đạo cao nhất ở đó, theo nguyên tắc, ưu tiên người cao nhất, hắn nên được mọi người bảo vệ, nhưng hắn lại bảo vệ tất cả mọi người. Hiện trường lúc đầu là yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió hòa cũng tiếng mưa, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, không biết là ai ngẩng đầu hô lên một tiếng. Bí thư Hạ, anh Hạ, bí thư tốt của chúng ta, bí thư tốt của nhân dân. Anh Hạ, bí thư Hạ, tiếng la hét phía dưới thành một hồi, kéo dài không thôi, lúc này, Hạ Tưởng dùng hành động của hắn chinh phục tất cả mọi người ở đây. Cũng đã chinh phục Chu Minh Hoành và Lương Thu Duệ cũng như các lãnh đạo chủ chốt liên quan của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tần Đường. Một tiếng, anh Hạ, hét lên thân mật, hét ra tiếng lòng của tất cả mọi người, trong mắt của bọn họ. Hạ Tưởng lại không phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy kể cả bề trên, mà là một thanh niên có da có thịt đầy sức sống, thân thiết mà chân thật giống như anh chàng nhà hàng xóm. Sau sự việc này, Hạ Tưởng tạo dựng được uy tín lớn trong cảm nhận của giới truyền thông. Hạ Tưởng lại không tỏ vẻ nhiều, chỉ bình tĩnh hướng xuống phía dưới vẫy tay, sau đó hướng sang người bên cạnh hạ giọng chỉ bảo vài câu, rồi nhanh chóng rời khỏi buổi lễ. Phó Tiên Tiên cũng bị dọa đến ngây người, xảy ra việc lớn. Suýt nữa làm người ta bị thương, bản thân cô làm ban tổ chức, phải gánh vác trách nhiệm chính trị nghiêm trọng. May mà là Hạ Tưởng, đổi sang lãnh đạo khác, nhà máy trang phục Fenda chi cũng đừng nghĩ lại tiếp tục hoạt động ở Tần Đường. Biển quảng cáo được cố định chắc chắn, làm sao lại đột nhiên rơi xuống? Không thể. Đúng lúc Phó Tiên Tiên không hiểu thì Lương Thu Duệ vẫn chưa hoàn hồn lại giải thích mấy câu, rồi quay người đi, cũng khiến cô có chút yên tâm. Cô biết Hạ Tưởng sẽ không trách cô. Nhưng trong lòng cô cũng khó chịu. Nếu vì việc của cô mà làm hại Hạ Tưởng, cả đời cô khó mà yên lòng. Hạ Tưởng vội vàng trở lại thành ủy, lập tức triệu tập cuộc họp kín,
những người tham dự cuộc họp có Chu Minh Hoành, Hoàng Đắc Ích và Lương Thu Duệ. Đã sai Hoàng Đắc Ích phong tỏa hiện trường kịp thời, bước đầu điều tra rõ ràng, chỗ đinh ốc và mối hàn cố định của biển quảng cáo có dấu vết bị người khác phá hỏng, nhiều chi tiết tập hợp lại, đưa ra được một kết luận thống nhất. Hiện tại Chu Minh Hoành khâm phục Hạ Tưởng sát đất, không chỉ vì Hạ Tưởng có hào quang quyền lực, mà còn có sức hấp dẫn về nhân cách. Hiện tại hai tay của Hạ Tưởng vẫn còn chảy máu, hắn cũng không để ý băng bó, vẫn bình tĩnh chỉ huy. Tôi đề nghị, bước hành động tiếp theo chỉ giới hạn trong mấy người chúng ta biết, phải tránh để lộ tin tức. Chu Minh Hoành to gan chốt một câu. Nếu là Lương Thu Duệ đề xuất tránh Trương Quốc Vĩ, Hoàng Đắc Ích cũng sẽ không cảm thấy có gì lạ, nhưng lại là do Chu Minh Hoành đề xuất đầu tiên, khiến cho anh ta không khỏi liếc nhìn Hạ Tưởng. Không thể không khâm phục sức hấp dẫn từ nhân cách của Bí Thư Hạ, khiến cho Chu Minh Hoành cũng hoàn toàn nghiêng theo, cũng khiến trong lòng Hoàng Đắc Ích vui sướng, may mà sớm dựa vào Bí Thư Hạ, thị trưởng Trương bây giờ thực sự thành kẻ cô độc. Sự việc bất ngờ lần này, cũng khiến cho Hoàng Đắc Ích nổi cơn giận dữ, bởi vì mặc dù không có bằng chứng chứng minh Trương Quốc Vĩ nhúng tay vào, nhưng có thể khẳng định một điều là, Trương Quốc Vĩ biết trước một vài điều gì, cho dù thị trưởng Trương có thái độ cam chịu, cũng đã làm vượt quá giới hạn. Cam chịu chính là túng quẫn, vượt qua đường biên giới của một quan chức chính phủ nên có. Hoàng Đắc Ích vô cùng khinh miệt Trương Quốc Vĩ, anh ta tin rằng lựa chọn vào lúc này là đúng lúc, đảo hướng hoàn toàn sang Hạ Tưởng, cũng là sự thất vọng hoàn toàn đối với Trương Quốc Vĩ. Cuối cùng mấy người thống nhất đi đến thỏa thuận, lập ra một loạt phân công công tác. Mặc dù Chu Minh Hoành không nói gì về việc dựa dẫm vào và lòng trung thành, nhưng anh ta dùng hành động để bộc lộ quyết tâm. Một tiếng sấm rền vang, mưa lớn tầm tã chút xuống tần đường, chào đón trận mưa xối xả đầu tiên vào hạ. Ngoài cửa sổ mưa xối xả, mấy người Hạ Tưởng ở bên trong, trong lòng nóng như lửa đốt, quyết định châm lên một ngọn lửa lớn ngút trời ở tần đường. Đến tối, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong, giọng điệu của Phó Tiên Phong hơi dồn dập và phẫn nộ. Hạ Tưởng, anh có sao không? Là do ai làm? Là Ngưu Lâm Quảng sao? Sau chuyện xảy ra, Phó Tiên Tiên đã thông báo cho Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong nghe nói Phó Tiên Tiên suýt nữa bị thương, liền hết sức phẫn nộ. Hạ Tưởng vẫn bình tĩnh, mặc dù sự phẫn nộ trong lòng cũng mãnh liệt như mưa xối xả bên ngoài, nhưng hắn vẫn kiềm chế cảm xúc. Phó chủ nhiệm Phó, vấn đề của tần đường do tôi giải quyết, anh yên tâm, tôi sẽ không để cho Tiên Tiên chịu một chút tổn thương nào. Phó Tiên Phong lại nói một câu khiến Hạ Tưởng vừa cảm động, vừa rùng mình. Hạ Tưởng, tôi cũng rất quan tâm đến an nguy của anh. Nhưng anh yên tâm, bất kể những người sau lưng là ai, chỉ cần gã đụng đến tôi sẽ có cách khiến gã biến mất. Giọng nói hung tợn của Phó Tiên Phong vẫn còn vang vọng bên tai, Hạ Tưởng lại có được tin tức từ Lương Thu Duệ. Tiểu Quỳ vừa mới gọi điện thoại đến, Hách Tư Vị đang ở chỗ của cô ấy. Tin tức tốt, việc này không nên chậm trễ, Hạ Tưởng lập tức thông báo cho Hoàng Đắc Ích, hộc tốc chạy đến chỗ của Tiểu Quỳ, giữ Hách Tư Vị lại. Tần đường, một đêm mưa to, một đêm hoảng loạn, một đêm lòng người thay đổi. Khi trời sáng, truyền đến tin tức, Hách Tư Vị đã bị Hoàng Đắc Ích khống chế, đồng thời khai ra người tạo ra vụ tai nạn xe cộ và sự việc biển quảng cáo là Hải quân, là quân bài lớn nhất của Ngưu Lâm Quảng, một tay súng trăm phát trăm trúng. Hiện nay điểm mấu chốt nhất là, Hải quân đi đâu không rõ. Hách Tư Vị mở miệng như đẩy đổ quân bài domino vậy, sau đó Thang Đại Thiếu khai ra Ngưu Lâm Quảng. Mặt khác theo như Hách Tư Vị tiết lộ, gã và Gia Cát Phách Đạo chuẩn bị đến gặp Hoàng Đắc Ích, thì bị Ngưu Lâm Quảng phái người giữ lại, sau khi đem về công ty công nghiệp Trung Thiên, chia nhau đánh một trận, còn chưa kịp xử lý bọn họ thì Ngưu Lâm Quảng đã vội vàng đi thủ đô. Về sau gã lén chạy được ra ngoài, chuẩn bị gặp mặt Tiểu Quỳ, muốn đưa Tiểu Quỳ chạy khỏi tần đường, thì bị Hoàng Đắc Ích bắt lại. Ngưu Lâm Quảng hiện tại ở đâu, Gia Cát Phách Đạo ở đâu, gã không hề hay biết. Hạ Tưởng lập tức gặp mặt Hoàng Đắc Ích, quyết định lập tức thực thi lệnh bắt giữ Ngưu Lâm Quảng, có chứng cứ, và lời khai của Hách Tư Vị, hoàn toàn có thể tiến hành xử trí Ngưu Lâm Quảng. Hoàng Đắc Ích không có ý kiến khác, khi bố trí sắp xếp, nhận được tin tức nói. Công ty công nghiệp Trung Thiên hiện tại không có người nào, Ngưu Lâm Quảng không biết đi đâu, Gia Cát Phách Đạo cũng không có tin tức, Hải quân cũng như châu đất lặn xuống biển. Ba nhân vật chủ chốt, cùng một lúc biến mất vô căn cứ. Gia Cát Phách Đạo cũng không tồi, sau này nói sau. Ngưu Lâm Quảng là đầu đảng tội ác, nhất định phải bắt quy án, quan trọng nhất là Hải quân,
là một cao thủ xuất quỷ nhập thần, bình tĩnh đến đáng sợ, một ngày còn chưa loại bỏ được gã, tất cả mọi người đều nằm trong nguy hiểm. Hoàng Đắc Ích đảm bảo theo quân lệnh với Hạ Tưởng, cam đoan trong vòng nửa tháng, tìm được tung tích của Ngưu Lâm Quảng, bắt được hải quân, nếu làm không được, anh ta sẽ tiếp nhận bất kỳ hình phạt nào của thành ủy. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Đang lúc Hạ Tưởng và Hoàng Đắc Ích bàn bạc bố trí bước tiếp theo, trong tỉnh và thủ đô, đồng thời phát sinh ra hai việc lớn. Một là, trong tỉnh triệu tập hội nghị về hệ thống pháp luật chính trị của toàn tỉnh, yêu cầu các bí thư đảng ủy công an nhất định phải đích thân tham gia. Thứ hai là, Bộ Thương mại của thủ đô có một hội nghị liên tịch, mời thị trưởng của các thành phố trên cả nước tham gia, Trương Quốc Vĩ phải đích thân đi tham gia hội nghị. Bề ngoài là sắp xếp một hội nghị rất bình thường, kỳ thực suy nghĩ một cách cẩn thận, Trương Quốc Vĩ thì không đếm xỉa đến. Nhưng trợ thủ đắc lực của Hạ Tưởng là Hoàng Đắc Ích cũng bị dùng kế điệu hộ ly sơn, hơn nữa Ngưu Lâm Quảng không rõ tung tích, hải quân giống như âm hồn xuất quỷ nhập thần, sự việc rất khả nghi. Chương 1254, nước ngập Tần Đường, lòng dân dâng cao. Trương Quốc Vĩ nói đi liền đi, sau khi chào Hạ Tưởng xong, liền mang theo lái xe và trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân đi thẳng đến Bắc Kinh. Hội nghị đảng ủy công an tỉnh, Hoàng Đắc Ích không muốn đi, gọi điện thoại qua xin chỉ thị, nhận được trả lời là phải đi. Hoàng Đắc Ích không có cách nào khác, đành phải xin lỗi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không lo lắng giống như dự đoán của Hoàng Đắc Ích, trái lại vẻ mặt thoải mái nói. Đi đi, chúng ta phải phối hợp với công việc ở tỉnh. Nhưng bí thư Hạ, tình hình hiện tại của Tần Đường, tôi lại không yên tâm. Hoàng Đắc Ích lo lắng, quả thật là y lo lắng cho sự an toàn của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười ha hả. Không vội, có người ẩn trốn phía sau màn không dám lộ diện, chứng tỏ y đang chột dạ, lo lắng. Chờ sau khi cậu về, nếu y không lộ diện thì báo cáo lên Sở Công an, yêu cầu Bộ Công an phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Hoàng Đắc Ích mặc dù lo lắng nhưng phải chấp hành tinh thần chỉ thị của tỉnh ủy, đành phải đội mưa rời khỏi Tần Đường. Tần Đường mưa như chút nước, suốt cả một ngày không ngừng, cơn mưa to hiếm thấy ở Tần Đường. Hạ Tưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng ngày càng nặng hạt, tâm trạng có chút nặng nề. Hắn lo lắng không phải là Ngưu Lâm Quảng sẽ trả thù, cũng không phải lo hải quân âm thầm ra tay, mà là hệ thống thủy lợi của Tần Đường không chịu được trận mưa to này. Ngưu Lâm Quảng tạm thời đang ẩn trốn, nhưng Hạ Tưởng tin rằng y không chạy được. Hải quân tuy rằng xuất quỷ nhập thần, Hạ Tưởng cũng không lo lắng y hạ độc thủ. Hải quân thân thủ cao tới đâu, y chung quy lại cũng chỉ là một người. Vả lại Tiêu Ngũ và Tiêu Lương đã cùng ra quân, tìm kiếm tung tích của hải quân, tin rằng không bao lâu nữa hải quân sẽ xa lưới. Tiêu Ngũ và Tiêu Lương liên kết với nhau, còn không chế ngự được hải quân sao? Mặt khác Nga Ni Trần cũng đang âm thầm điều tra tung tích của Ngưu Lâm Quảng, theo một tin tức đáng tin cậy, thì Ngưu Lâm Quảng không ở Bắc Kinh mà khả năng lớn là đang ở Tần Đường. Thêm nữa, Ngưu Lâm Quảng khả năng còn có Gia Cát Phách Đạo bên cạnh, ép Gia Cát Phách Đạo bày mưu tính kế cho gã. Gia Cát Phách Đạo hiện tại với Ngưu Lâm Quảng khẳng định là không hề còn một lòng nữa, y nhất định tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Ngưu Lâm Quảng. Hạ Tưởng từ việc Hoàng Đắc Ích đi tỉnh ủy họp, Trương Quốc Vĩ đi họp ở Bắc Kinh mà rút ra được kết luận, chỉ e rằng lần áp lực cuối cùng và cũng là lần áp lực lớn nhất, đã sắp đến rồi. Nên tiến tới được rồi, giống như lúc này thành phố Tần Đường đang mưa to, trời muốn mưa, ai có thể quản được. Nhưng quản không được trời mưa, ít nhất có thể kịp thời khơi thông hệ thống thoát nước, sắp xếp thoát nước tốt. Trong lòng Hạ Tưởng có hình dung rõ ràng. Bởi vì trời mưa, trời tối nhanh, sau tan tầm, hắn lên xe về chỗ ở, không đi tìm vệ tân nữa. Trên đường nước đã ngập đến gót chân, xem ra, Tần Đường giống tất cả các thành phố trong nước, bề ngoài hiện đại. Nhưng bên trong vẻ bề ngoài đó, chính là hệ thống thoát nước lạc hậu cổ xưa, cho dù không cổ xưa, cũng chắc chắn là công trình bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Về đến nhà, tâm tư của Hạ Tưởng vẫn đặt ở trận mưa to, dự báo thời tiết nói, mưa to còn có thể diễn ra trong 2 ngày. Nếu thật sự như vậy thì nước sẽ ngập Tần Đường. Điện thoại đột ngột vang lên, ban đêm yên tĩnh cộng với tiếng mưa rơi bên ngoài thật sự là một âm thanh chói tai. Điện báo từ Bắc Kinh. Bí thư Hạ. Vẫn là giọng nói lạnh lẽo u ám lần trước. Xem ra, anh thật sự muốn đi đến chỗ đen tối. Không cần giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì ra mặt đi. Hạ Tưởng cũng không khách khí,
cười lạnh nói. Tôi là người vô danh tiểu tốt, anh Đường Đường là bí thư lớn, chắc chưa từng nghe nói qua. Đối phương tiếp tục giả giọng nói chuyện. Khuyên anh cần có sự khoan dung, bí thư Hạ, tôi khuyên anh, ăn cơm no, anh không cần làm cho mọi việc trở nên quá tuyệt tình. Hiện tại anh thả Ngưu Lâm Quảng, có thể tạo phúc cho người nhà cùng bạn bè. Ngụ ý hiển nhiên chính là trắng trợn uy hiếp người thân. Hạ Tưởng giận dữ cười. Ông bạn, nói những lời vô dụng này thì có ích gì? Tôi cũng khuyên anh, có bản lĩnh thật sự thì thể hiện ra, người có tài thì không cần khoe khoang đâu. Nói như vậy ý đương nhiên là mắng đối phương là con chó biết sủa nhưng không biết cắn người. Bí thư Hạ, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đối phương nổi giận. Tôi khuyên anh một câu cuối cùng, lần sau có lẽ không phải chỉ là những lời dọa dẫm trống rỗng như thế này nữa đâu. Đối phương cúp điện thoại. Lửa giận trong lòng Hạ Tưởng bốc lên ngùn ngụt, hiện giờ thế lực đen hung hăng ngang ngược tới nông nỗi này, quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng. Càng làm cho hắn hạ quyết tâm, Ngưu Lâm Quảng sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù Phạm Duệ Hằng tự mình gọi điện thoại cho hắn, chỉ tên nói muốn hắn buông tha Ngưu Lâm Quảng, hắn cũng tuyệt đối không buông tha. Pháp luật và công bằng ở đâu? Điện thoại lại đột ngột vang lên, vẫn là điện thoại từ Bắc Kinh gọi đến. Hạ Tưởng đang tức giận, còn tưởng đối phương lại uy hiếp qua điện thoại, vừa mở máy đã nói một câu. Tôi cảnh cáo anh dám hạ độc thủ, tôi sẽ cho anh hối hận cả đời. Trong điện thoại lại vang lên giọng của Ngô Tài Dương. Tức giận quá, tôi còn tưởng là mình gọi nhầm số điện thoại. Hạ Tưởng sửng sốt, Ngô Tài Dương sao lại gọi điện thoại cho hắn vào lúc quan trọng này, liền cười ngượng ngùng. Ngại quá trưởng ban Ngô, tôi vừa mới nhận được một cuộc điện thoại đe dọa. Là bởi vì Ngưu Lâm Quảng. Giọng Ngô Tài Dương rất thản nhiên, nghe không có gì là lạ. Tôi gọi điện đến, cũng là muốn nói đến việc của Ngưu Lâm Quảng. Hạ Tưởng trong lòng giật mình, hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện áp lực ở Bắc Kinh, không nghĩ tới Ngô Tài Dương tự mình tạo áp lực cho hắn. Hậu trường của Ngưu Lâm Quảng chẳng lẽ thật sự là người kia? Nhưng vấn đề là, cũng không nghe nói Ngô Tài Dương và người kia có quan hệ gì sâu sắc. Tuy nhiên nghĩ lại, đối với những mối quan hệ của lãnh đạo cấp cao, những gì hắn biết chỉ là mặt ngoài, không đến nơi làm sao biết được bên trong đó. Trưởng ban Ngô, Ngưu Lâm Quảng thật đúng là không đơn giản, kinh động đến rất nhiều nhân vật, thật không thể tưởng tượng được. Lời Hạ Tưởng nói nửa là cảm thán nửa là không có cách nào, cũng hàm xúc một chút ý tứ châm chọc cay độc. Ngô Tài Dương lại không để ý đến sự cảm thán của Hạ Tưởng, thẳng thắn mà nói. Có người nhờ đến tôi ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cần thiết nói với cậu hai câu, cậu có nghe hay không là quyết định của cậu, tôi chỉ là người truyền lời, không nghiêng về ai. Ngưu Lâm Quảng giao Gia Cát Phách Đạo và Hải Quân, tất cả mọi việc đều là Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị đứng phía sau màn quyết định, sau đó Hải Quân thực hiện cụ thể. Sau khi kết án, tài sản của Ngưu Lâm Quảng tùy cậu xử lý, y mai danh ẩn tích, bay đi Canada. Cũng làm khó cho Đường Đường là ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương chuyển lời, còn nhớ kỹ tên không ít người, không ngờ đều không nói sai. Cũng chứng tỏ rằng, người nhờ Ngô Tài Dương truyền lời có sức nặng cũng đủ để coi trọng. Hạ Tưởng mỉm cười, trong tiếng cười có vẻ châm chọc lại có vẻ bất đắc dĩ. Trưởng ban Ngô, tôi chỉ hỏi ông một câu, tôi lấy tiền của Gia Cát Phách Đạo, tôi có ngốc như vậy sao? Ngô Tài Dương giọng vẫn không thay đổi, đáp lại. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là người truyền lời, không nghiêng về phía nào. Tuy nhiên, nói tới đây có một câu muốn nói thêm với cậu. Hạ Tưởng. Diệt trừ Ngưu Lâm Quảng có thể hả lòng hả dạ, có thể vì dân trừ hại, nhưng chắc chắn bất lợi cho tiền đồ của cậu về sau. Từ góc độ của cá nhân tôi mà nói, tôi hy vọng cậu có thể ra một quyết định chính trị chín chắn mà không phải hành động theo cảm tính. Bên ngoài gió từng cơn, thổi đập vào cửa sổ ầm ầm. Hạ Tưởng đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra màn đêm bên ngoài, trong lòng lướt qua một tia đau xót. Vị trí càng cao, càng nhìn lòng dân như không có gì. Một Ngưu Lâm Quảng làm Trương Quốc Vĩ phòng ngừa như hổ, thậm chí khiến lãnh đạo cấp cao cũng căng thẳng như thế, lại có thể kinh động Đường Đường trưởng ban tổ chức Trung ương tự mình gọi điện thoại cho hắn. Nói là chỉ truyền lời, thật ra là nói hộ và giao dịch. Đột nhiên, một tia chớp phá vỡ bóng đêm, theo sau là một tiếng sấm lớn từ xa tới gần phòng Hạ Tưởng. Hình như nổ vang bên ngoài cửa sổ, chấn xong cửa sổ rung lên. Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chính mình trên cửa kính. Hắn chỉ biết,
áp lực lớn hơn nữa hắn cũng có thể gánh được. Có quá nhiều oan hồn chờ hắn diệt trừ Ngưu Lâm Quảng. Sáng sớm hôm sau, việc mà Hạ Tưởng luôn lo lắng trong lòng cũng đã xảy ra, mưa to cả đêm chưa dứt, nước đọng gây ra tai họa cho Tần Đường, vô số ô tô tắt máy trong nước mưa, vô số đường giao thông trở thành dòng sông. Nước ngập Tần Đường. Hạ Tưởng nhận được điện thoại của lái xe, nói là ô tô bị nước vào, nửa đường tắt máy, không đón được hắn, đang nhanh chóng điều xe khác. Hạ Tưởng bảo thành ủy không cần điều xe đến, dù sao cũng không xa, hắn đi bộ qua được. Thật sự là buồn cười, đường đường là xe chuyên dụng của bí thư thành ủy cũng bị mưa lớn làm cho tắt máy, tàn nhẫn vô tình, trước mặt lũ lụt, mọi người đều bình đẳng. Hạ Tưởng đi bộ đi làm, mưa vẫn rất lớn, hắn bị tạt rất nhanh đã bị ướt đẫm. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người nhận ra hắn và chào hỏi, hắn đều đáp lại. Hình ảnh bí thư thành ủy tự mình vừa cầm ô vừa kéo ống quần rất gần dân, tất cả những người dân nhìn thấy hắn, ánh mắt đều tôn kính đối với người bí thư thành ủy trẻ tuổi. Mới đi không xa, có một chiếc xe bị nước vào động cơ, không đi nổi, vừa lúc vào chỗ vòng xoáy, sắp bị cuốn vào nước sâu. Lái xe không có cách nào, Hạ Tưởng liền đến giúp anh ta đẩy xe, còn bảo người qua đường cùng nhau đến đẩy. 4-5 người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng đẩy xe qua chỗ hiểm, lái xe nhận ra Hạ Tưởng, xúc động chân tay luống cuống, bí thư thành ủy giúp anh ta đẩy xe, quả thật rất vinh hạnh. Anh ta xoa xoa tay, vò đầu bứt tai, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hạ Tưởng cười cười, xoay người định đi, lái xe cuối cùng đánh bạo hỏi một câu. Bí thư Hạ, Tần Đường mưa to chúng tôi không sợ, dù sao cũng là trăm năm mới có một lần, nhưng chúng tôi sợ Ngưu Lâm Quảng, y làm sằng làm bậy ở Tần Đường 5-6 năm, không ai trị được. Gần đây bí thư Hạ vừa đến, Ngưu Lâm Quảng đã bị đánh ngã, nhưng nghe nói Ngưu Lâm Quảng còn chưa bắt được, tôi muốn hỏi anh một chút, Ngưu Lâm Quảng có thể bắt không? Người xưa nói, nền chính trị chuyên quyền cho hổ, ở Tần Đường, Lâm Quảng có hại hơn cả lũ lụt. Hạ Tưởng nhìn người lái xe gật đầu một cái. Có thể, chắc chắn có thể. Giữa mưa gió, đầu tiên là người lái xe, rồi người xung quanh đều vỗ tay nhiệt liệt. Lời người lái xe nói, là đại diện cho tấm lòng của toàn bộ người dân Tần Đường. Trong lòng Hạ Tưởng, không hiểu sao có một trách nhiệm nặng nề. Không phải là giữa việc bắt Ngưu Lâm Quảng và tiền đồ tương lai của mình, hắn chưa từng do dự và dao động, nhưng hiện tại hắn hiểu rõ một điều, tấm lòng của 7 triệu nhân dân Tần Đường, chính là một cơn mưa lớn từ trên trời xuống. Điều họ cần chính là rửa sạch điều ô nhục của Tần Đường. Đi bộ tới thành ủy, cả người Hạ Tưởng ướt hết, hắn lại tuyệt không cảm thấy lạnh chút nào, ngược lại nhiệt huyết dâng trào, vào ngồi trong văn phòng, chưa kịp thay quần áo ướt sũng, liền nhận được điện thoại của Tiêu Ngũ. Lãnh đạo, phát hiệu tung tích của Hải quân rồi. Chương 1255, mưa như chút nước, nham hiểm ác độc. Tinh thần Hạ Tưởng lập tức rung lên. Tiên Ngũ tiếp tục báo cáo. Tôi và Tiên Lương lùng sục ở Tần Đường 2 ngày, cuối cùng nắm được đuôi của y, phạm vi hoạt động của y ngay tại khu Nam Lộ, ban ngày ẩn nấp, đêm đi ra, rất cẩn thận. Hạ Tưởng bình thường không ngắt lời Tiên Ngũ, nhưng hôm nay có vẻ không kiên nhẫn nổi nữa. Nói cụ thể một chút, đừng nói những lời thừa. Tiên Ngũ cười ha hả, không sợ Hạ Tưởng. Tôi chính là muốn tranh công, tìm được hải quân thật sự không dễ dàng, y là một gốc giả cứng. Tôi và Tiên Lương đều thừa nhận, hai chúng tôi có tài mới có thể đối phó được y. Đã tìm ra được chỗ y dừng chân, tối nay tôi và Tiên Lương lên đường bắt y. Hạ Tưởng do dự một chút. Có cần cảnh sát tham gia không? Không cần. Tiên Ngũ có vẻ như cao thủ gặp cao thủ, thích thú. Cảnh sát nhiều, dễ dàng rút dây động rừng, hải quân rất xảo quyệt, y lại có súng, bách phát bách chúng, cảnh sát đi chắc chắn sẽ có thương vong. Để tôi và Tiên Lương nhân cơ hội trời tối đến, bắt sống y. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, cũng thấy được đề nghị của Tiên Ngũ không tồi, liền đồng ý. Quả thật là cảnh sát xuất quân tuy rằng thanh thế lớn, nhưng ngược lại dễ dàng làm hải quân trốn. Vừa dứt cuộc điện thoại với Tiên Ngũ, Lịch Phi lại gọi điện thoại đến. Lãnh đạo, Lịch Phi theo Hạ Tưởng nhiều năm, chức vụ của Hạ Tưởng đổi tới đổi lui, y mặc kệ, dù sao chỉ xưng hô lãnh đạo là được. Nhận được nguồn tin tin cậy, có người phát hiện ra cát phách đạo ở khu Bắc Lộ. Tin tức tốt. Hạ Tưởng có chút hưng phấn, ra cát phách đạo xuất hiện, trên cơ bản là có thể xác định Ngưu Lâm Quảng cũng ở gần đây. Tiếp tục điều tra, cố gắng đừng đánh động đến Ngưu Lâm Quảng.
Hạ Tưởng ra lệnh. Vâng. Lịch Phi từ khi đến Tần Đường đến nay, chưa lập được công, nếu có thể bắt được Gia Cát Phách Đạo, từ đó bắt được Ngưu Lâm Quảng, chắc chắc là công lớn. Buông điện thoại, trong lòng Hạ Tưởng thoải mái hơn rất nhiều, tuy nhiên, khi hắn nhìn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, trong lòng tự nhiên lại nặng nề. Chẳng lẽ thật sự phải lũ ngập Tần Đường? Chu Minh Hoành vội vã gõ cửa vào báo cáo. Bí thư Hạ, trong thành phố xuất hiện nhiều chỗ tình hình nguy hiểm, nước ngập quá sâu, đã có 3 người chết đuối. Hệ thống thoát nước không tốt, hiện tại Tần Đường thành một biển nước mênh mông. Lập tức tổ chức hội nghị thường vụ, bàn biện pháp đối phó. Hạ Tưởng ra lệnh, hắn tưởng Tần Đường là thành phố vừa xây dựng, không có những căn bệnh của các thành phố nhiều tuổi, không nghĩ là bề ngoài hiện đại, nhưng bên trong không chịu nổi. Hội nghị khẩn cấp được tổ chức 20 phút sau, ngoại trừ Trương Quốc Vĩ và Hoàng Đắc Ích vắng mặt, các ủy viên thường vụ khác đều có mặt đông đủ. Mọi người đều đưa ra giải pháp, mỗi người một ý, cuối cùng vẫn là Chu Minh Hoành kiến nghị, do công ty số 2 thành ủy phụ trách khơi thông hệ thống thoát nước ngầm, các bộ phận khác phối hợp. Hạ Tưởng quyết định, hội nghị đạt được nhất trí, đồng thời Hạ Tưởng lại quyết định tất cả các ủy viên thường vụ ra quân, mỗi người phụ trách một khu vực nội thành quan trọng, bảo đảm an toàn tài sản và sinh mạng cho nhân dân Tần Đường. Hạ Tưởng làm gương đi đầu, phụ trách chỉ đạo công tác thoát nước khu Nam Lộ. Khi đoàn người Hạ Tưởng đến khu Nam Lộ, nước đã ngập trên 1 mét, xe cộ không thể di chuyển được nữa. Khu Nam Lộ địa hình thấp, ngập sâu hơn các khu khác. Nhân viên đi theo Hạ Tưởng có Lương Thu Duệ, Từ Tử Kỳ, còn có Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Quốc Hán Nhân, ngoài ra còn có nhân viên quản lý kỹ thuật của công ty đô thị và nhân viên thi công. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, con đường rộng lớn thẳng tắp giờ giống như một con sông. Không ít ô tô tắt máy đứng trong nước giống như những con thuyền trên mặt nước. Lương Thu Duệ nói một câu đùa. Không trách ô tô phải đóng thuế sử dụng xe và thuyền, lãnh đạo cục thuế vụ dự kiến trước thật đúng, biết ô tô có thể dùng làm thuyền. Tuy là nói đùa cũng là giọng điệu bất đắc dĩ. Hạ Tưởng đi tới một cống thoát nước, thấy tốc độ thoát nước rất chậm, nửa ngày không giảm mức nước. Hắn không ngại nước bẩn, giơ tay thử, gần như không cảm thấy dòng nước đang chảy. Chứng tỏ khả năng thoát nước đã đạt đến cực hạn, nói cách khác, hệ thống ống thoát nước đã hết khả năng, toàn bộ hệ thống thành ra tắc nghẽn. Sắc mặt Hạ Tưởng liền tối sầm, hỏi nhân viên quản lý đô thị. Đường kính đường ống thoát nước bao nhiêu? Đây là một câu hỏi rất chuyên sâu, trực tiếp hỏi đến kỹ thuật, kỹ sư công ty quản lý đô thị Lý Đại Lực tóc tuy đã bạc, nhưng vẫn rất vạm vỡ, lớn tiếng nói. Thiết kế đường kính hơn 1 mét, thực tế đường kính chưa đến 1 mét. Khi thi công đã ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Không nghĩ gặp một người dám nói thật, Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Hệ thống cống ngầm của thành phố Thanh Đảo được nước Đức xây dựng từ hơn 100 năm trước, anh có biết đường kính bao nhiêu không? Cụ thể bao nhiêu tôi chưa từng đo chính xác, tuy nhiên có thể thấy là hơn 2 mét, bởi vì tôi cũng từng xuống bên dưới, một người cao lớn, nhưng có thể đứng được bên trong, giơ tay cũng không sờ vách tường. Lý Đại Lực cũng không lau mưa trên mặt. Vẻ mặt đầy căm phẫn. Bí thư Hạ, chúng ta đều dối mình lừa người, công trình trên mặt đất đều được thiết kế xa hoa, sang trọng, lại không làm tốt một hệ thống thoát nước, cũng không đầu tư, thành thị của chúng ta bệnh không nhẹ. Ông ta hai tay run rẩy, kìm nén không được vẻ mặt phẫn nộ. Theo thiết kế của tôi, mưa như hiện tại 3 ngày 3 đêm nữa cũng không ngập được Tần Đường, chỉ tiếc, thiết kế của tôi cho dù tốt, khi thi công muốn giảm giá một nửa thì sao có thể? Sao có thể? Tâm trạng Hạ Tưởng nặng trĩu, bất mãn của một phần tử tri thức, cũng khiến trong lòng hắn khó chịu. Nếu nói thái độ đối xử với một nông dân chứng tỏ lương tâm của một dân tộc, vậy thái độ đối xử tê với một phần tử trí thức chứng tỏ trình độ văn minh của một dân tộc. Tự xưng là một dân tộc Trung Hoa sừng sững thế giới, sự tôn trọng đối với phần tử tri thức vẫn còn quá kém. Bởi vì đa số tình huống, vẫn là suy nghĩ của lãnh đạo đương nhiệm mới quan trọng. Hạ Tưởng cầm tay Lý Đại Lực. Anh Lý, có tình hình gì, anh cứ phản ánh với tôi sẽ truy cứu theo pháp luật những người có trách nhiệm. Lý Đại Lực lắc đầu. Bí thư Hạ, toàn bộ hệ thống thoát nước của thành phố đều do công ty số 2 của thành ủy phụ trách thi công. Công ty là công ty của ai, quan hệ chặt chẽ với ai, trong lòng anh còn không biết rõ. Thôi đi, tôi không cần nhiều lời. Lý Đại Lực nói xong, thở dài một tiếng, xoay người dẫn công nhân đi khơi thông ống nước. Hạ Tưởng quay đầu lại nhìn Lương Thu Duệ một cái, mặt Lương Thu Duệ hơi đỏ,
đi đến gần Hạ Tường, nhỏ giọng nói một câu. Công trình đô thị đều là do thị trưởng Trương định đoạt, lãnh đạo công ty số 2 đều là do một tay thị trưởng Trương đề bạt. Tổng giám đốc Tăng Ủy An là bạn học của thị trưởng Trương. Hạ Tường hiểu ra được điều gì đó, không nói lời nào, chỉ gật đầu. Một trận mưa to, nước ngập tần đường, rốt cục khiến Trương Quốc Vĩ giấu đầu hở đuôi, Hạ Tường quyết định tìm hiểu nguồn gốc về vấn đề hệ thống thoát nước, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng. Suốt một ngày, một nhóm người Hạ Tường luôn đứng dưới mưa, kiểm tra khắp nơi xử lý tình hình nguy hiểm, nước ngập tần đường lại không ngập được lửa nhiệt huyết trong lòng Hạ Tường. Ở phố lớn ngõ nhỏ của tần đường, không khó thấy rất nhiều những cảnh tượng cảm động. Bí thư Thành ủy Hạ Tường kéo ống quần, kéo tay áo cùng lãnh đạo Thành ủy giúp đẩy xe tắt máy, hoặc giúp mẹ góa con côi bị lũ vây quanh, thậm chí tự mình ra tay khai thông cống thoát nước, hình ảnh bí thư Hạ trong một trận lũ lụt đã đi vào lòng người. Có người cho rằng là Hạ Tường thể hiện, có người cho rằng Hạ Tường thật sự là bí thư tốt, cũng có người cho rằng Hạ Tường là diễn trò, thật sự tất cả mọi người không đoán đúng, đó chính là Hạ Tường quả thật có cảm tình với tần đường, cũng biết rõ nỗi khổ lũ lụt ở các thành phố khác, tần đường chỉ là một hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Một trận mưa to, gần như làm cho cả tần đường rơi vào tê liệt, được gọi là thành phố trung tâm kinh tế của tỉnh Yến, thành phố tần đường có gì để xưng là thành phố được xây dựng tốt hơn nơi khác. Đồng thời, cũng làm Hạ Tường hiểu được một chút, gian dảo cũng có lúc lộ ra dấu vết, trừ khi không làm thì sẽ có ngày bị người ta phát hiện. Trương Quốc Vĩ vẫn luôn duy trì một hình tượng quang minh chính đại, sau một trận mưa to bị lộ nguyên hình. Thời gian buổi chiều, Hạ Tường trở lại thành ủy, sau khi uống chén trà nóng, lại tổ chức hội nghị, bàn bạc công việc cho bước tiếp theo. Sau khi tổ chức hội nghị xong, còn chưa nghỉ ngơi chút nào thì nhận được điện thoại. Giọng Tiêu Ngũ rất vội vàng. Lãnh đạo, không được rồi, hải quân mất tích rồi. Sao lại thế? Hạ Tường trong lòng cả kinh. Tôi và Tiên Lương vẫn mai phục ở chỗ hải quân, chờ đến buổi tối ra tay, qua nửa ngày cảm thấy không bình thường, tìm vào thấy bên trong thì không có ai, hóa ra có một đường ngầm thông ra bên ngoài. Lời Tiên Ngũ đột nhiên gián đoạn, dường như đang nghe người bên cạnh nói gì, sau đó giọng anh ta khiếp sợ vang lên. Không xong rồi, lãnh đạo, hỏng rồi, hải quân đến chỗ cổ ngọc và hoa nhài vàng bạc, vừa nhận được tin tức, hải quân đã bắt cóc cổ ngọc và hoa nhài vàng bạc. Cái gì? Hạ Tường giật mình, đập bàn đứng lên. Lập tức tổ chức người, mau chóng cứu người. Tiên Ngũ ừ một tiếng, nhanh chóng hành động. Hạ Tường sửng sốt, suy nghĩ cẩn thận, biết sự việc không thể giấu giếm, phải công khai rồi, lập tức thông báo cho lịch phi cấp tốc đi cứu viện. Mưa to tầm tã, nước ngập tần đường. Một hồi đánh cược, thu hoạch cuối cùng. Hạ Tường không dám khẳng định mục đích thực sự của hải quân là gì. Có phải y chịu sự sai khiến của Ngưu Lâm Quảng hay không, nhưng hắn biết, hắn phải đích thân đến hiện trường chỉ huy, bởi vì có cổ ngọc. Hạ Tường, Chu Minh Hoành, Lương Thu Duệ, Lịch Phi nhanh chóng chạy đến nơi xảy ra sự việc, trời đã tối, hiện trường đã đầy cảnh sát, còn vô số bóng đèn, bao vây quanh biệt thự, có thể nói hải quân chỉ có thể chạy đằng trời. Hạ Tường mới đến hiện trường, còn chưa hỏi đến tình hình cụ thể, liền nhận được một cuộc điện thoại, là Hứa Quan Hoa gọi đến. Giọng Hứa Quan Hoa hơi lo lắng và dồn dập. Bí thư Hạ, làm ơn bảo đảm an toàn cho cổ ngọc. Tần đường sao lại loạn như thế? Tôi hiện tại lập tức dẫn người đến đó, người của các cậu không được, trước tiên ổn định đối phương, không cần sằng bậy, cổ ngọc có chuyện gì, tôi không để cậu yên. Giọng điệu Hứa Quan Hoa rất không tốt, trong từ ngữ dường như là trách Hạ Tưởng không bảo vệ cổ ngọc. Hạ Tưởng lúc này không có thời gian tranh luận cái gì với Hứa Quan Hoa. Vốn định khuyên y không nên vội đến dây, để trách kích động hải quân, không ngờ Hứa Quan Hoa lập tức cúp máy. Thật sự là càng loạn càng vội, Hạ Tưởng chưa kịp oán giận Hứa Quan Hoa cái gì, chợt nghe một giọng trầm trầm trong biệt thự vang lên. Ai dám lại gần thêm một bước, tôi liền giết người. Tôi chỉ đàm phán với Hạ Tưởng, không gặp người nào khác. Vừa nói xong, đùng, một tiếng súng vang lên, một chiếc đèn bị súng bắn trúng. Chương 1256, trước ngưỡng cửa sinh tử, bừng lên ngọn lửa chân chính. Hải quân không giống như những người khác, y chẳng những suy nghĩ bình tĩnh, xuất thân từ bộ đội đặc chủng, vẫn là tay súng trăm phát trăm trúng, tài bắn súng hạng nhất. Phát súng vừa rồi là một lời cảnh cáo, cũng là uy hiếp, chính là muốn nói với mọi người đừng tưởng y không dám nổ súng, y chẳng những có súng, hơn nữa tài bắn súng cực kỳ chuẩn.
Hải quân không phải kẻ liều mạng tầm thường, trong tình hình hỗn loạn y có thể thong dong tìm được chỗ ở của Cổ Ngọc và Hoa Nhài vàng bạc, lại có thể khống chế tình hình, không những không chạy trốn, lại cố tình kéo nhiều cảnh sát đến đây, muốn chính là Hạ Tưởng lộ diện. Bất luận là y muốn mạng của Hạ Tưởng, hay có ý đồ gì khác, dù sao y cũng đã đạt được mục đích, Hạ Tưởng không phải là chuyên gia, nhưng liếc mắt cũng có thể thấy dụng ý của Hải quân. Biệt thự ở chỗ hẻo lánh, lại là có hai tầng, hơn nữa còn có rất nhiều góc chết, y đưa người bắt cóc đến bên trong, tập kích phía bên ngoài căn bản là không uy hiếp được y, bởi vì bắn có nhiều góc chết. Hơn nữa bản thân y chính là xuất thân từ một tay súng bắn tỉa, bởi vậy muốn một tay súng bắn tỉa bắn chết Hải quân tuyệt đối không có khả năng. Hạ Tưởng chỉ nhìn địa hình vài lần rồi đưa ra kết luận, Hải quân là cố ý dẫn hắn đến đây. Bởi vì Hải quân bố trí rất chu đáo chặt chẽ, rất khó tấn công. Từ bên ngoài căn bản là nhìn không ra tình hình bên trong. Hơn nữa, muốn phá cửa vào cũng khó, vì Hải quân có súng, vào tình huống cấp bách y chắc chắn sẽ giết người. Giọng Hải quân giống như ở tầng 1, lại giống như ở tầng 2, mơ hồ không chắc chắn. Hạ Tưởng có tới không? Sau khi hắn đến thì bảo hắn ra nói chuyện, tôi cho các anh một tiếng đồng hồ, nếu Hạ Tưởng không tự mình đi vào hiện trường, mỗi tiếng tôi sẽ giết một người. Tiên Ngũ và Tiên Lương đã ở hiện trường, hai người vừa thấy Hạ Tưởng liền vây quanh lại, lại bị cảnh vệ của Hạ Tưởng ngăn lại. Hạ Tưởng giơ giơ tay, cảnh vệ lui ra, hắn nhìn Tiên Ngũ và Tiên Lương gật gật đầu, hai người hiểu ý, xoay người đi, từ chỗ tối ra tay. Lương Thu Duệ, Chu Minh Hoành và Lịch Phi đều khuyên Hạ Tưởng không cần trả lời. Hải quân không như những người khác, nếu y mưu toan gây rối muốn giết Hạ Tưởng, Hạ Tưởng lộ diện nhất định có khả năng bị bắn chết. Hạ Tưởng còn chưa nói, điện thoại vang lên, là Nga Ni Trần. Cũng là gần đến 2 năm, Nga Ni Trần lần đầu tiên gọi điện cho Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, nếu lấy mạng của anh đổi lấy mạng của Trần Mạt Trần Lị, cho dù là các cô sống sót cũng cả đời áy náy, tôi cũng cả đời không nỡ. Tôi chỉ nói một câu, nhà họ Trần không nợ nổi anh nhiều như vậy, nên giải quyết như thế nào thì giải quyết như thế ấy, tôi không có bất kỳ một câu oán hận nào với cậu. Hạ Tưởng không nói gì, chỉ im lặng cúp điện thoại, Nga Ni Trần nói đoạn tuyệt như vậy, vẫn là làm xúc động hắn. Không chỉ có Hoa Nhài vàng bạc, còn có Cổ Ngọc, hơn nữa còn có lời hứa của hắn với Cổ Ngọc, hứa sẽ ở bên cạnh cô lúc nguy hiểm, không rời xa cô ấy. Trong nháy mắt Hạ Tưởng hạ quyết tâm. Hải quân tìm chính là tôi, không thể vì một mình tôi mà hại ba người, tôi đi nói chuyện với y. Không được. Không thể đi, Bí Thư Hạ. Bí Thư Hạ, xin anh, không thể đi. Lương Thu Duệ gấp đến độ nước mắt chảy ra, y với Hạ Tưởng tuy không thể nói là có nhiều cảm tình, nhưng trong nháy mắt vẫn bị khí phách của Hạ Tưởng cuốn hút. Trương Quốc Vĩ bình thường trên TV là một bộ mặt khác, luôn có hình tượng hiên ngang lẫm liệt cao thượng. Trên thực tế chỉ cần có chút tình hình nguy hiểm y đều đã trốn rất xa, chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ. Làm sao giống như Bí Thư Hạ, thật sự là tính cách xả thân cứu người. Chu Minh Hoành cũng là cực kỳ sợ hãi, thấy Hạ Tưởng bước về phía trước, nhất thời thất lễ ôm cổ Hạ Tưởng. Bí Thư Hạ, anh là Bí Thư Thành ủy Tần Đường, là biểu tượng của 7 triệu dân Tần Đường, anh không thể đi, có đi thì cũng để tôi đi. Chu Minh Hoành ở tình thế cấp bách, thể hiện sự kiên quyết trước nay chưa hề có. Cảnh vệ của Hạ Tưởng cũng ngăn trước mặt Hạ Tưởng, cho dù là bị thủ trưởng phê bình, bọn họ cũng kiên quyết không nhường đường. Sắc mặt Hạ Tưởng trầm xuống. Các cậu tránh hết ra, đây là mệnh lệnh. Mấy người ồn ào hiển nhiên làm Hải quân trốn trong biệt thự chú ý lại hét lớn. Hạ Tưởng, có phải anh đã đến đây? Bí thư lớn Hạ, tôi có mấy câu muốn nói chuyện cùng anh là đàn ông thì lên lầu. Tôi nói cho anh biết. Ba người phụ nữ đều nói rồi, đều nói thà rằng chính mình chết cũng không để anh bị thương. Anh là một người đàn ông, chẳng lẽ không bằng ba người phụ nữ? Tuy nói Hải quân khích tướng, nhưng Hạ Tưởng tin tưởng y nói thật, Hoa Nhài vàng, bạc và Cổ Ngọc chắc chắn sẽ không để hắn xuất hiện, đều lo lắng cho sự an toàn của hắn. Nhưng hắn càng lo lắng cho sự an nguy của các cô hơn. Hạ Tưởng đưa tay cầm một cái loa công suất lớn, không để ý sự phản đối của mọi người. Kêu gọi Hải quân đầu hàng. Hải quân, anh là đàn ông, cũng đừng bắt nạt phụ nữ. Anh thả các cô ấy ra, có vấn đề gì cứ việc tìm tôi và anh mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Hải quân im lặng một lát bỗng nhiên cười ha hả. Được, Hạ Tưởng, anh có gan, thật sự là đàn ông, tốt, anh lên tầng,
tôi đảm bảo không động đến một sợi tóc của các cô này. Nếu anh không giữ lời, đừng trách tôi không khách khí, ba người phụ nữ, toàn bộ tiền dâm hậu sát. Còn nữa, các anh cũng đừng nghĩ tấn công vào, hôm nay tôi không định còn sống rời khỏi đây. Cùng lắm thì cùng chết. Lời nói của hải quân làm cho cảnh sát được một trận lo lắng. Cho anh nửa tiếng để suy nghĩ, đến thời điểm đó, xin lỗi bí thư hạ, anh chẳng những hại chết ba người phụ nữ mà còn có thể hại chết rất nhiều cảnh sát ở đây. Giọng hải quân rất lạnh lùng, cộng với tiếng mưa ban đêm, rất đi vào tai người khác. Hạ Tưởng vốn không có ý định lùi bước, hiện tại kiên định tự tin, quyết định lấy thân thử nguy hiểm. Bởi vì hải quân chỉ đề xuất một điều kiện, không phải đòi xe đòi tiền, chứng tỏ y căn bản không định bỏ chạy. Đối phó với một kẻ liều mạng như y, không có con đường trao đổi nào khác, ngoài hắn ra mặt. Nếu không hải quân nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ làm ô nhục sự trong sạch của Cổ Ngọc, Hoa Nhài vàng bạc, sau đó giết chết. Đang lúc Hạ Tưởng quyết định bước một bước sinh tử vào cửa thì điện thoại lại vang lên. Là lão Cổ. Hạ Tưởng, tôi chưa từng cầu xin cậu bất kỳ cái gì, hôm nay chỉ cầu cậu một việc, bảo vệ Cổ Ngọc, đừng để cô bị tổn thương, mặc kệ trả giá thế nào. Chỉ cần Cổ Ngọc bình an, cậu muốn gì ở tôi cũng được. Giọng lão Cổ hơi run rẩy, đã giống như không khống chế được. Cổ Ngọc chính là sự gửi gắm cả đời của lão Cổ, ai động đến Cổ Ngọc, lão Cổ chắc chắn liều mạng cùng y. Lão Cổ, xin lão yên tâm, tôi trân trọng Cổ Ngọc không kém hơn lão. Hạ Tưởng trịnh trọng hứa với lão Cổ. Phải liều chết thân mình, tôi cũng muốn đổi sự bình an cho Cổ Ngọc. Hạ Tưởng trực tiếp cắt đứt điện thoại. Bắc Kinh, trong nhà kín cổng cao tường, lão Cổ trong tay cầm điện thoại, râu tóc đều dựng lên, giống như một con sư tử nổi giận, hai mắt đầy lửa nhìn ra bóng đêm đen tối ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Được, chúng ta cùng chơi một trận thật sự cuối cùng. Được, chúng ta cùng chơi một trận thật sự cuối cùng. Ở ngoài biệt thự ở Tần Đường, Hạ Tưởng dường như cũng nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Lịch Phi gần như mắt ngấn lệ, giúp Hạ Tưởng mặc áo chống đạn. Tuy rằng y cũng đã biết, khi tập kích chuyên nghiệp, từ biệt thự đến chỗ Hạ Tưởng, ở vị trí ấy với tài bắn súng của hải quân, hoàn toàn có thể một phát súng trúng đầu, trốn tránh đạn của y căn bản là vô dụng, chẳng qua là một biện pháp an ủi tâm lý mà thôi, không có tác dụng. Chu Minh Hoành cũng bị sự hiên ngang lẫm liệt của Hạ Tưởng làm cho cảm động, Hạ Tưởng không phải diễn trò, đối mặt với sống chết, đứng trước sự lựa chọn quan trọng, toát ra đều là những gì chân thành nhất, ai lấy tính mạng của mình ra làm trò. Anh ta vừa bảo mấy tên cảnh sát theo sát bí thư hạ, vừa nhanh chóng thông báo cục công an thành phố điều thêm lực lượng. Nhóm cảnh sát đi theo Lịch Phi cũng bị hình ảnh anh hùng của Hạ Tưởng làm cho cảm động. Không ít cảnh sát trước kia cũng nghe nói Hạ Tưởng ở thành phố Lang làm gương cho binh sĩ, từ trước đến nay không sợ nguy hiểm, không sợ hy sinh, gan dạ, vẫn tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết dân gian, là những người này đã quá đề cao Hạ Tưởng. Bây giờ bọn họ chính mắt thấy bí thư hạ lấy thân thử nguy hiểm. Không chút do dự muốn ra mặt cứu người, cử chỉ anh dũng. Người cảnh sát nào mà không phải là những người đàn ông có nhiệt huyết? Người cảnh sát nào không tôn kính những lãnh đạo dám làm dám chịu? Đều là đàn ông thật sự, đều là đàn ông ghét ác như thù. Trong nháy mắt, hình tượng Hạ Tưởng trong mắt bọn họ dâng lên vô cùng cao lớn. Tất cả cảnh sát đều kính nể hẳn lên đối với Hạ Tưởng, đều suy nghĩ, trong lúc khẩn cấp nhất định đỡ đạn thay bí thư hạ, cũng là vinh hạnh của chính mình. Tất cả mọi người không khuyên được Hạ Tưởng, mắt thấy Hạ Tưởng mặc áo chống đạn, đang muốn tiến về phía trước đám người. Khi đứng ở khu đất trống, đột nhiên trên không trung truyền đến một tiếng gầm rú thật lớn, vừa nghe thì ra là tiếng máy bay trực thăng. Từ hướng Tây Bắc có hai máy bay trực thăng bay thấp xuống, máy bay trực thăng quân dụng chất đầy binh lính, đi vào giữa sân, cánh quạt gây nên một trận gió to, làm cho mưa lệch hướng, táp vào mặt người đau rát. Máy bay trực thăng đỗ trên khoảng đất trống. Từ trên nhanh chóng đi xuống 3-40 quân lính, mỗi người được trang bị võ trạng hạng nặng, vừa xuống đất đã nhanh chóng xếp thành đội hình, phân ra hai bên. Hứa Quan Hoa từ trên trực thăng xuống, vẻ mặt lạnh lùng, vừa thấy Hạ Tưởng liền vô cùng bất mãn nói.